Được rồi, đến lúc đó lại nói. Tống Thư Hàng đem phong ấn trụ thả lại đến trong dương. Sau đó hắn lắc lắc bàn tay, màu đỏ đầu lâu uy lực nổ tung vẫn là rất mạnh, cứ nhiên đem hắn lòng bàn tay chấn run lên, còn thoáng chấn đỏ lên một điểm. Đem phong ấn bất hủ hạt sắt nhỏ phong ấn trụ thả lại cái dương về sau, Tống Thư Hàng duỗi tay đối béo cầu đại lão một chiêu, ra hiệu béo cầu đại lão thu nhỏ ngồi xổm bả vai hắn một bên khác. Tiếp thu được bản thể ra hiệu về sau, Tống béo cầu dùng sức nhảy lên, thân hình của nó ở giữa không trung hòa tan, bày ra ra đương rơi trên người Tống Thư Hàng lúc, đã biến thành một kiện thể lỏng kim loại biến thành lưu động khoản áo khoác. Tống Thư Hàng sững sờ, nhẹ nhàng lắc lắc trên người Tống béo cầu áo khoác. Đơn giản xoái phát nổ. Phảng phất tăng thêm đặc hiệu một dạng lưu động bodies, để dáng người lộ ra thon dài bodies thiết kế, còn có tùy thời có thể vung lớn có thể phối hợp tụ lý càn khôn thể lỏng kim loại ống tay áo hiệu quả. Lại thêm cái này áo khoác cửu u chúa tể phân thân cấp cường độ, quả thực là Tống Thư Hàng nằm mơ đều muốn pháp bào. Nếu như Tống béo cầu thật sự là phân thân của ta, thật là tốt bao nhiêu. Bá Tống nội tâm lần nữa phun lên ý nghĩ thế này. Run lẩy bẩy run nguyên bản đứng ở Tống Thư Hàng trên bờ vai phượng nghi cầm chủ móng vuốt, hiện tại biến thành đứng ở Tống béo cầu áo khoác trên thân, thân thể của nàng không tự chủ được án lấy 25 hex tần suất, đều đặn nhanh lay động. Run lên một lát sau, nàng rốt cục nhịn không được, lựa chọn bay đến Tống Thư Hàng đỉnh đầu, rơi vào sở các chủ ngốc mau sau lưng. Hồ nơi này tốt hơn nhiều, phượng nghi cầm chủ móng vuốt nói. Sở các chủ ngốc mau. Nguyên bản mặc vào Tống béo cầu phượng y về sau, mị lực giá trị Tống Thư Hàng, bởi vì trên đầu cái này móng vuốt, mị lực giá trị lập tức trừ 11. Lại thêm treo ở Tống Thư Hàng trên cổ tung bay linh quỷ thiên tử bản tô thì A thập lục áo choàng. Tống Thư Hàng họa phong vặn vẹo. Bất quá, Tống Thư Hàng đảo không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Hắn nhấc lên béo cầu năm mới lễ vật cái dương về sau, một bước bước vào cánh cửa không gian. Văn Châu thị Thư Hàng quê quán bên trong. Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử đang đứng tại không gian câu đối hai bên cánh cửa lần chờ lấy Tống Thư Hàng. Vũ Nhu Tử chính vui vẻ đùa lấy Tiểu Lăng Tiêu. Mà thu nhỏ sau Lý Âm Trúc ghé vào Bạch Tiền Bối trên bờ vai ngủ gật. Joseph kinh lịch cổng không gian truyền tống về sau, còn không chậm chạp tới. Thực lực của hắn yếu kém, thông qua cổng không gian sau có điểm choáng váng buồn nôn cảm giác. À, Tống tiền bối hôm nay có chút xoái. Vũ Nhu Tử nhìn thấy Tống Thư Hàng về sau, vui vẻ tới gần, duỗi tay đưa lên một cái màu đỏ cái hộp nhỏ, chúc mừng năm mới, Tống tiền bối. Đồng thời, ánh mắt của nàng chằm chằm vào Tống Thư Hàng trên người béo cậu áo khoác, một mặt hâm mộ. Cho ta. Tống Thư Hàng sững sờ, hỏi. Vũ Nhu Tử từ vừa mới bắt đầu liền gọi hắn Tống tiền bối, hô hô về sau, hiện tại Tống Thư Hàng liền thật sự thành Vũ Nhu Tử đại tiền bối cấp tồn tại. Sở dĩ, Tống Thư Hàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, năm nay ăn Tết có thể thu đến Vũ Nhu Tử năm mới lễ vật. Cùng Bạch tiền bối tại đem giao chỉ mang về trên đường, chúng ta lại tiện đường đào cái bảo dương, từ bên trong mở ra mấy món trang bị, trong đó có một kiện rất thích hợp Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử hai tay thả lỏng phía sau, hi hi cười nói, Tống tiền bối ngươi mở ra nhìn xem. Linh quỷ tiên tử khống chế Tô Thị A thập lục, hiếu kỳ đưa đầu tới. Tống Thư Hàng tiếp nhận hộp, đem hắn mở ra. Trong hộp nhỏ, nằm một cái ngọc chất buộc tóc tiên quan, phẩm giai đảo, là tứ phẩm tả hữu đồ vật. Nhưng loại vật này vốn chính là trang trí dùng, không phải dùng cho chiến đấu pháp khí. Tống tiền bối người bây giờ có đôi khi sẽ duy trì tóc dài trạng thái, sở dĩ ta nghĩ cái này ngọc quan sẽ thích hợp Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử nói. Tạ tạ Vũ Nhu Tử lễ vật, chúc mừng năm mới. Tống Thư Hàng vui vẻ đem lễ vật này nhận lấy, đây mới thực là trên ý nghĩa, tương đối bình thường năm mới lễ vật. Tống Thư Hàng nhìn không được đem Vũ Nhu Tử tặng hộp quà chụp ảnh, gửi đi đến bằng hữu vòng, cũng từng cái cửu châu nhất hào quần tiền bối, ám hiệu của hắn đã phi thường rõ ràng nhìn. Liền Vũ Nhu Tử đều cho ta đưa năm mới hồng bao, cửu châu nhất hào quần các tiền bối, các ngươi mau nhìn xem. Phát xong bằng hữu vòng về sau, Tống Thư Hàng đem ngọc quan thu hồi, nhìn về phía ngọt ngào cười Vũ Nhu Tử chính mình có phải hay không đến chuẩn bị cái đáp lễ. Vũ Nhu Tử cùng quần bên trong các tiền bối khác biệt. Nàng không phải tiền bối. Một hồi ăn Tết lúc, hắn cùng Hoàng Sơn tiền bối vì quần bên trong thành viên chuẩn bị tập thể lễ vật để khí linh tăng lên vật chất. Nhưng đó là tập thể hồng bao, ý nghĩa khác biệt.
Tán Tài Vương tọa ấn ký lúc này, Linh Quỷ Tiên Tử Bản Tô Thị A Thập Lục tại Tống Thư Hàng bên tai khẽ nói, nhắc nhở nói. Thua lỗ, Bạch tiền bối, chúng ta thua lỗ chỉ ít 100 triệu. Tống Thư Hàng đột nhiên nói. Vũ Nhu Tử, Bạch tiền bối, Tán Tài Vương tọa đổ ước nghi thức A, chúng ta trình tự sai rồi. Tống Thư Hàng tiếc nuối nói, ta lúc ấy dựa vào Trảm Tam Thi Tấn thăng kiếp tiên về sau, không nên lập tức đi vào trùng kích thiên kiếp, mà là hẳn là trước tiên đi tìm Tam Nhãn Thiếu Niên tiền bối đến một phát. Kiếp tiên cảnh giới là hắn cùng Tam Nhãn Thiếu Niên tiền bối một lần cuối cùng đổ ước. Thắng một đợt tài phú về sau, hắn có thể thừa cơ đem Tán Tài Vương tọa ấn ký chuyển di cho Bạch tiền bối, để Bạch tiền bối lại đi cùng Tam Nhãn Thiếu Niên tiền bối cược một ván. Bạch tiền bối cược xong, lại độ kiếp tấn thăng kiếp tiên. Lại là một ván đổ ước. Như thế như vậy thao tác, Tam Liên Hoàn phần món ăn, trực tiếp liền có thể đem Tam Nhãn Thiếu Niên tiền bối móc sạch. Tống Thư Hàng giải thích nói. Nghe tựa hồ rất có ý tứ. Bạch tiền bối nói. Ta cũng cảm thấy thú vị. Vũ Nhu Tử gật đầu nói. Ngươi là ma quỷ sao? Thân là cửu u chúa tể Tam Nhãn Thiếu Niên tiền bối, thông qua Tán Tài Vương tọa ấn ký đọc vào tay Tống Thư Hàng phát biểu về sau, cảm giác mình tựa như là cái giả cửu u chúa tể. Nhưng lại vui mừng bản thân có người kế tục Tống Thư Hàng cũng là nửa cái cửu u chúa tể, hắn hiện tại thực tình tận tụy. Đáng tiếc, hiện tại Bạch tiền bối tấn thăng kiếp tiên. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối ôm Lý Âm Trúc, nói, không sao với ta mà nói, đổ ước nghi thức quá trình càng thú vị. Quay đầu nếu là có thời gian, ta và ngươi cùng đi xem nhìn vị kia, đi hoàn thành ngươi cùng hắn cuối cùng một ván đổ ước. Diệu, mà lại ta vừa vặn có muốn đồ vật, hy vọng có thể từ Tam Nhãn Thiếu Niên tiền bối trong tay được đến. Tống Thư Hàng trong đầu nghĩ đến một cái ý tưởng. Tu Liêu hộ khách đoàn ăn Tết hoạt động bắt màu đỏ ác ma đầu lâu hoặc hư nhật thủ hộ giả phần thưởng. Hắn cần có thể gây nên trường sinh giả, bước ra trường sinh chi đạo hình thức ban đầu kiếp tiên hứng thú bảo vật, còn cần số lượng nhất định. Tam Nhãn Thiếu Niên tiền bối nơi đó, nói không chừng sẽ có loại bảo vật này. Nếu như kế hoạch thành công, vậy hắn vừa vặn có thể mượn nhờ ăn Tết hoạt động danh nghĩa, để hoàn thành cùng Tam Nhãn Thiếu Niên tiền bối Tán Tài ước định. Nhất cử lưỡng tiện. Mà thắng xong Tam Nhãn Thiếu Niên tiền bối về sau, hắn liền có thể đem Tán Tài Vương tọa ấn ký chuyển di cho vị kế tiếp tuyển thủ. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng nhìn về phía Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử cũng là vận khí cực kỳ tốt tuyển thủ, từ lần trước xe đẩy giải thi đấu bên trong liền có thể nhìn ra. Nàng một cái người đụng phải ra tốc cùng trở về khởi điểm bẫy dập, viễn siêu thành viên khác. Tán Tài Vương tọa nếu là từ nàng kế thừa, khẳng định cũng có thể từ Tam Nhãn Thiếu Niên tiền bối cái kia móc đến càng nhiều đồ tốt. Mà lại, Vũ Nhu Tử thăng cấp cũng rất nhanh, hoàn toàn không kém gì có Bạch Long tỷ tỷ, Tô Thị che đậy tiên tử phụ trợ tu luyện Tô Thị A Thập Lục. Thăng cấp nhanh, liền đại biểu cho tìm Tam Nhãn Thiếu Niên tiền bối tiến hành đổ ước nghi thức chu kỳ ngắn, ích lợi cao. Mà lại cùng Tống Thư Hàng cái này kẻ nghèo hèn khác biệt, Vũ Nhu Tử là Linh Điệp Đảo người thừa kế duy nhất, nàng tại bắt đầu liền có thể xuất ra đầy đủ đánh cược bảo vật, cùng Tam Nhãn Thiếu Niên tiền bối bắt đầu. Là cái lựa chọn tốt. Vũ Nhu Tử, chờ ăn Tết Yến về sau, ta cũng cho ngươi cái năm mới lễ vật. Tống Thư Hàng duỗi tay lộ ra Tán Tài Vương tọa ấn ký nói, Yến về sau, ta liền cùng Bạch tiền bối cùng một chỗ, tìm Tam Nhãn tiền bối kết thúc một lần cuối cùng đổ ước. Xong việc về sau, ta liền đem ấn ký này chuyển giao cho ngươi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tạ ơn Tống tiền bối. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Thu hồi Vũ Nhu Tử lễ vật về sau, Tống Thư Hàng lại quay đầu nhìn về Bạch tiền bối rốt cục, đến năm nay ăn Tết cá nhân hắn trọng đầu hí. Hắn chờ đợi nhìn về phía Bạch tiền bối. Bạch tiền bối vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Thư Hàng. Chẳng lẽ... Bạch tiền bối quên chuẩn bị cho ta năm mới lễ vật. Tại quần lương tâm Hoàng Sơn tiền bối đưa hắn một chồng NDT về sau, Bạch tiền bối đã là Tống Thư Hàng tại Cửu Châu nhất hào quần sau cùng an ủi. Há, ân, đúng rồi. Bạch tiền bối đem nhỏ âm trúc ôm tốt về sau, từ miệng trong túi lấy ra một cái thật mỏng hồng bao, đưa về phía Tống Thư Hàng, chúc mừng năm mới, Thư Hàng. Giấy chất hồng bao, thật mỏng. Nhưng là... Nếu là Bạch tiền bối đưa ra tới năm mới lễ vật, vậy khẳng định là bạo khoản. Tống Thư Hàng tin tưởng, cho dù là thật mỏng hồng bao, cũng khẳng định không phải tầm thường. Ta có thể mở ra nhìn xem sao.
Tống Thư Hằng hỏi. Bạch tiền bối gật đầu nói. Tống Thư Hằng cẩn thận từng ly từng tí mở ra hồng bao hàn, đây là kinh nghiệm. Xé hồng bao thời điểm không thể kích động, tốt nhất là mở ra hàn, không muốn thô bạo trực tiếp xé, nếu không có thể sẽ tính cả trong hồng bao tiền cùng một chỗ xé mở. Mở ra hàn về sau, Tống Thư Hằng quất ra hồng bao trong vỏ đồ vật. Cho Thư Hằng ăn Tết hồng bao, 10 vạn khỏa cửu phẩm linh thạch. Linh thạch số lượng từ tiền nợ hạn mức bên trong khấu trừ. Ký tên, A Bạch. Ngày, năm 2020 ngày 24 tháng 1. Một chương bạch tiền bối tự tay viết tờ giấy, chữ viết giống như bạch tiền bối tuấn Mỹ. Càng quan trọng hơn là, chương này giấy trắng, hắn đáng tiền. Tống Thư Hằng cảm động lệ rơi đầy mặt. Bạch tiền bối xuất thủ chính là hào phóng như vậy, nho nhỏ một cái ăn Tết, vừa ra tay chính là 10 vạn cửu phẩm linh thạch. Đây là hắn năm nay ăn Tết nhận được đáng tiền nhất hồng bao. Vui vẻ sao? Bạch tiền bối hỏi. Vui vẻ, Tống Thư Hằng cảm động nói không dám không cảm động, tờ giấy này hắn muốn cẩn thận từng ly từng tí cất giữ đến hạch tâm thế giới chỗ sâu nhất, xem như bảo vật gia truyền. Tuyệt đối không thể để cho hắn chịu đến mảy may tổn thương, đây chính là 10 vạn cửu phẩm linh thạch. Vui vẻ là được rồi. Bạch tiền bối hài lòng gật đầu nói. Sở các chủ ngốc mau mắt liếc trên tờ giấy văn tự, nàng tại hạch tâm thế giới bản thể kém chút cười đáp sặc nước bạch đạo hữu, cái này năm mới lễ vật, quá nằm ngoài dự liệu của nàng. 10 vạn cửu phẩm linh thạch, thiếu nhiều như vậy, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt kinh ngạc nói. Mà lại 10 vạn cửu phẩm linh thạch, tựa hồ vẫn chỉ là bá Tống thiếu bạch tiên trưởng tiền nợ bộ phận. Xích Tiêu kiếm tiền bối, Thư Hằng thiếu lão nhiều, ta đều nhớ không rõ hắn đến cùng thiếu bao nhiêu. Tống Thư Hằng âm thầm cho Xích Tiêu kiếm tiền bối tới 20 phát dưỡng đao thuật, ngăn lại nó tiếp đi xuống đâm tâm hành vi. Đi, chúng ta đi gặp Biệt Tuyết tiên tử, ta đem bắt được năm cho nàng. Bạch tiền bối ôm nhỏ âm trúc, hướng hạch tâm thế giới vị trí bước đi. Đi hai bước về sau, bạch tiền bối đột nhiên híp mắt quay đầu, đối Tống Thư Hằng nói, có muốn hay không càng vui vẻ hơn một điểm. Nghĩ, Tống Thư Hằng thành thật nói. Cái kia, hai tên này, đưa ngươi. Bạch tiền bối xòe bàn tay ra, tại hắn trong lòng bàn tay có hai cái bị tiểu cầu bao quanh tiểu tiên cảnh. Đây là cùng loại trưởng trung Phật quốc pháp thuật thủ đoạn. Hai cái tiểu tiên cảnh, lớn cái kia là bạch tiền bối cùng Vũ Nhu tử chuyển về tới giao trì tiên cảnh. Một cái khác thì là mảnh vụn phiến, chỉ có một tòa chữ vật tiểu cung điện, bổ sung một cái hồ nước tiên cảnh. Đồng dạng có viễn cổ thiên đình khí tức, là thiên đình mảnh vỡ. Đây là bạch tiền bối vì Tống Thư Hằng chuẩn bị kiện thứ hai lễ vật. Tại đem giao trì tiên cảnh mang về trên đường, ta cùng Vũ Nhu tử phát hiện chỗ này thiên đình mảnh vụn phiến. Vũ Nhu tử trước đó mở bảo dương, liền đặt ở cái này thiên đình mảnh vỡ bên cạnh. Bạch tiền bối nói. Vũ Nhu tử ở một bên nói bổ sung, cái này thiên đình mảnh vỡ, vốn là có mấy cái tứ phẩm tả hữu khôi lỗi thủ hộ lấy, ẩn tàng cũng rất tốt. Ta cùng bạch tiền bối nhìn nó là vật có chủ, cũng không có nghĩ tới muốn đi cưỡng đoạt. Bất quá, làm chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm, cái kia một đống khôi lỗi đột nhiên bạo thể mà chết, đầu toàn bộ nổ bay, có thể kích thích. Thiên đình mảnh vỡ liền thành vật vô chủ, ta cùng bạch tiền bối liền đem hắn mang về. Khôi lỗi. Bạo thể mà chết, Tống Thư Hằng sững sờ. Mà lại tính toán bạch tiền bối cùng Vũ Nhu tử trở về thời gian điểm, kết hợp kinh nghiệm của hắn. Sẽ có hay không có điểm xảo? Trùng hợp như vậy, Sở các chủ ngốc mau lên tiếng nói. Chúng ta cùng Tống Thư Hằng, lúc trước một hồi, muốn cứu Joseph lúc, vừa vặn xử lý trước kia trêu vào Tống Thư Hằng một cái khôi lỗi sư tên kia nấp rất kỹ, mà lại hẳn là vận khí không tệ, kế thừa qua cái nào đó khôi lỗi sư truyền thừa. Tại chư thiên vạn giới mấy cái địa phương đều bố trí có khôi lỗi phân thân. Về sau, Tống Thư Hằng phân thân cầu xuất thủ, đem cái kia khôi lỗi sư chặt đứt căn nguyên, đem hắn tại chư thiên vạn giới khôi lỗi phân thân đều phát nổ. Bia đá đạo hữu nói bổ sung. Vũ Nhu tử nháy nháy mắt, nói cách khác, có thể là cùng khoản. Nàng không khỏi nhìn về phía bạch tiền bối hành tẩu vật biểu tượng danh bất hư truyền, bạch tiền bối vận khí quả thực là tất nhiên. Bất quá. Cái này mảnh vụn phiến mở không ra, bị phong tỏa lấy. Bạch tiền bối lấy ra khối kia mảnh vụn phiến, đưa về phía Tống Thư Hằng nói, muốn mở ra hắn, cần xứng đôi chìa khóa. Nếu không cưỡng ép mở ra lời nói, sẽ chạm đến phòng ngự cơ chế, cả cái mảnh vụn phiến sẽ bạo tạc, tính cả bên trong bảo vật cùng một chỗ hóa thành cho tàn.
nhìn kỹ, có thể nhìn thấy cái này bị trưởng trung Phật quốc pháp thuật thu nhỏ thiên đình mảnh vụn bên trên, có một cái hình tròn ấn ký. Cần bổ sung tiến cái nào đó giải ấn mâm tròn. Mà lại, Tống Thư Hàng mơ hồ từ nơi này trong cung điện cảm ứng được thiên đế khí tức tòa này cung điện, hẳn là cùng Đát Đát Tử có quan hệ, là nàng thiên đế cung bộ phận. Chìa khóa, Sở Các Chủ Ngốc Mao lập tức chuyển hướng, Ngốc Mao ngọn chỉ hướng Joseph. Nếu như nàng nhớ không lầm, trước đó Thô Giáp Khôi Lỗi bắt Joseph, chính là đang ép hỏi hắn một cái chìa khóa bàn đá. Tống Thư Hàng đồng dạng nhìn về phía mình dự bị đệ tử. Tại Bạch Tiền Bối vận khí dẫn đạo hạ, tất cả tiền trí điều kiện đều tự động tụ tập lại một chỗ. Joseph, ngươi qua đây nhìn một chút. Tống Thư Hàng hướng phía Joseph ngoắc. Joseph nghe vậy, chạy chậm đến tới. Ngươi nhìn cung điện này trước cửa lỗ nhỏ, hình cầu, có hay không ấn tượng? Ngươi trong trí nhớ có cái gì đồ vật có thể hoàn mỹ bỏ vào? Tống Thư Hàng hỏi. Sư phụ, ta từ không chơi mô hình. Joseph nói. Tống Thư Hàng. Đây là trưởng trung Phật quốc A, không phải mô hình A. Joseph cái này một mặt chơi mô hình đều là không đứng đắn người biểu lộ, quá rõ ràng. Hai sư đồ đều có bị đọc mặt kỹ năng lời nói, tương lai hắn bá tống một môn còn thế nào thủ được bí mật. Muốn không, về sau dứt khoát đem mặt nạ loại vật này làm môn phái tín vật. Phàm là nhập hắn bá tống môn hạ đệ tử, đều mang nửa mặt nạ, đại biểu thân phận. Bất quá, Tống Thư Hàng não bổ hạ hình ảnh về sau. Liền lắc đầu toàn môn phái mang theo mặt nạ lời nói, họa phong quá băng. Dưới đáy lòng thở dài về sau, hắn đối Joseph giải thích nói, đây cũng không phải là nhỏ mô hình, đây là Bạch Tiền Bối lợi dụng trưởng trung Phật quốc pháp thuật, đem một tòa chân chính tiểu cung điện thu nhỏ hóa sau sản phẩm. Joseph nói, sư phụ cũng sẽ cái kia pháp thuật sao? Sẽ không, Tống Thư Hàng quả quyết trả lời. Joseph lập tức khen, ngay cả sư phụ cũng sẽ không pháp thuật, quá lợi hại. Tống Thư Hàng, ta sẽ không pháp thuật biển bên trong đi, cũng không phải là nói ta sẽ không pháp thuật chính là lợi hại pháp thuật A. Lại nói, sư phụ ngươi có thể đem cái này nhỏ mô hình phóng đại nhìn xem sao. Joseph nói thật, bị trưởng trung Phật quốc thu nhỏ về sau, hắn thấy không rõ môn này là bộ dáng gì, chớ nói chi là trên đó cái hố. Hắn dù sao chỉ là thoáng ngưng tụ ra một sợi thánh quang tu luyện tiểu manh tân, liền nhãn khiếu cũng còn không mở. Tống Thư Hàng, cái kia tiến hạch tâm thế giới đi. Sao chỉ cùng cái cung điện nhỏ này thiên đình mảnh vỡ, dù sao sớm muộn cũng phải đưa đến hạch tâm thế giới bên trong, vậy liền trực tiếp đưa vào hạch tâm thế giới, đưa chúng nó phục hồi như cũ. Hạch tâm thế giới. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối, Vũ Nhu Tử, Joseph tiến vào hạch tâm thế giới. Bạch Tiền Bối, mời giải khai trưởng trung Phật quốc pháp thuật hiệu quả. Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối duỗi tay nâng lên một chút, hai cái viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bị đưa vào đến giữa không trung. Hạch tâm tiểu trợ thủ lóe lên, nàng tiếp được hai cái này thiên đình mảnh vỡ, đưa chúng nó đưa vào đến hạch tâm thế giới khu vực biên giới viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, có thể cưỡng ép banh ra Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới diện tích, thân mật tiểu trợ thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đem hai khối thiên đình mảnh vỡ tạp vị tại khu vực biên giới về sau. Bạch Tiền Bối phối hợp với giải trừ trưởng trung Phật quốc hiệu quả. To lớn giao chỉ tiên cảnh khôi phục như lúc ban đầu, căng phồng lên đến, chống ra hạch tâm thế giới lãnh thổ diện tích. Khối kia nhỏ cung điện mảnh vỡ đồng dạng thoáng làm lớn ra hạch tâm thế giới lãnh thổ. Tống Thư Hàng mang theo Joseph, rơi vào cái kia cung điện mảnh vỡ trước cửa. Thật là đồ sộ, Joseph ngẩng đầu nhìn cái kia gần cao 20 mét đại môn. Nhỏ như vậy một cái mô hình. Cứ nhiên có thể biến hóa ra khổng lồ như vậy cung điện, vị kia Bạch Tiền Bối không phải là so sư phụ mạnh hơn tiên nhân bên trong võ lâm cao thủ. Nhìn xem cái kia mâm tròn động, sau đó hảo hảo hồi ức một chút. Tống Thư Hàng nói. Joseph, vâng, sư phụ. Hắn đứng ở cung điện khổng lồ trước cửa, cẩn thận suy tư. Mấy tức sau, Sở Các Chủ Ngốc Mau hỏi, nghĩ đến cái gì không? Sư phụ, ta đang suy nghĩ. Nếu như chúng ta cũng nắm giữ cái này trưởng trung Phật quốc pháp thuật về sau, có thể hay không trước bóp một tòa mô hình phòng ốc, sau đó lại đem hắn mở rộng. Dạng này, chúng ta liền kiếm lời lật ra. Joseph hưng phấn nói. Tống Thư Hàng. Ngươi xem xét nửa ngày, liền nhìn ra cái này đến. Ngươi tin hay không vi sư huy trưởng thanh lý môn hộ. Sư phụ, trong tay của ta chưa từng có tiếp xúc qua lớn như vậy bàn đá chìa khóa.
Mà lại, sư phụ ngươi nhìn, cái này mâm tròn ít nhất là 1 mét nhiều sâu, đường kính 2 mét cự thạch a. Lớn như vậy cự thạch ngươi đặt ở bên cạnh ta, ta cũng không có khả năng di chuyển nha. Joseph lên tiếng nói. Cũng đúng a, bia đá đạo hữu nói. Joseph chỉ là một cái ngưng tụ ra một sợi thánh quang lực lượng người bình thường, cũng không phải trời sinh thần lực. Nhưng hắn bị cái kia khôi lỗi bắt đi, cái kia khôi lỗi còn tại thẩm vấn hắn. Tống béo cầu biến thành soái khí áo khoác lên tiếng nói, cái kia khôi lỗi chắc chắn sẽ không nắm, bắt loạn một cái người, sở dĩ khẳng định là có cái gì manh mối. Xích tiêu kiếm tiền bối, có thể là có người dịch dung thành Joseph bộ dáng, sau đó đi lấy cái kia bàn đá chìa khóa. Đồng quái tiền bối, Vũ Nhu Tử thốt ra. Bởi vì đồng quái tiền bối có hắc lịch sử, hắn đã từng đóng vai thành Cửu Châu nhất hào quần thành viên, khắp nơi tính hắc quẻ, đem nổi lắc tại quần bên trong thành viên trên thân. Joseph mặc dù không phải Cửu Châu nhất hào quần thành viên, nhưng hắn là Tống Thư Hàng đệ tử, nói không chừng cũng tại đồng quái tiền bối dịch dung oan ức danh sách bên trong. Trước không vội, thật không có biện pháp, liền để ta đến vẩy nhiệt huyết đi. Tống Thư Hàng dìu lên tay áo nói. Nghe nói, nhân loại mỗi tháng lưu điểm máu đối thân thể sẽ có chỗ tốt. Đợi đã sư phụ, lúc này, Joseph đột nhiên nhãn tình sáng lên, hắn chỉ mâm tròn nói, lớn như vậy bàn đá ta chưa thấy qua, nhưng trong bàn đá cái kia kỳ quái vương miện tiêu ký ta đã thấy. Đó là một bình thiên quan cộng vương vị tiêu ký, cái kia quan cùng Tống Thư Hàng giao cho công đức xà mỹ nhân công đức bình thiên quan có chút tương tự. Ở đâu gặp qua? Tống Thư Hàng hỏi. Ta tiếp vào sư phụ tổ chức ăn Tết Yến sự tình về sau, liền hướng Văn Châu Thị chạy đến. Trên đường tại một chỗ cao tốc trạm nghỉ lúc, nhặt được qua một thanh chìa khóa xe. Cái kia chìa khóa xe bên trên, liền có như thế một cái vương miện cộng vương trưởng tiêu ký. Bởi vì lúc ấy ta cũng rất hiếu kỳ đây rốt cuộc là xe gì chìa khóa, sở dĩ nhớ tương đối rõ ràng. Joseph đáp. Tống Thư Hàng, chìa khóa xe. Sau đó thì sao? Bởi vì là cao tốc khu phục vụ nhặt được, lo lắng người mất sẽ tìm không đến, thế là ta đem chìa khóa giao cho khu phục vụ trực ban nhân viên công tác. Joseph nói, nếu thật là thanh này chìa khóa xe lời nói, vậy ta liền quá oan. Bạch Bạch bị treo ngược lên đánh cho một trận, hắn nói thẳng chìa khóa xe lời nói, ta nhất định có thể nhớ tới. Nói cái gì bàn đá chìa khóa, bảo ta làm sao nhớ? Tống Thư Hàng. Cái nào khu phục vụ? Bạch tiền bối lên tiếng hỏi. Joseph, ra tế. Ta đi xem một chút, chờ ta. Bạch tiền bối nói. Dứt lời, bạch tiền bối thân hình phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, vừa rồi vị tiền bối này thật là tốt nhìn, so sư phụ ngươi muốn tốt nhìn nhiều. Joseph bu lại, nhỏ giọng nói. Tống Thư Hàng. Không nói chết ư. Quay đầu ta chính thức thu ngươi sau khi nhập môn, về mặt tu luyện liền cho ngươi mặc tiểu hài. Không đúng không đúng. Ta nói là sư phụ ngươi không vừa rồi vị tiền bối kia đẹp mắt. Không phải không phải, ta nói là vị tiền bối kia so sư phụ ngươi đẹp mắt, không phải. Đợi đã, Joseph càng nói càng cấp, miệng bầu lợi hại. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Joseph, ngươi tháng sau thối thể dịch không có. Tống tiền bối, ngươi cảm giác bên trong cung điện này lại là cái gì? Bên cạnh, Vũ Nhu Tử hỏi. Đoán chừng, là tiên thuyền A, thiên đế hào tiên thuyền. Tống Thư Hàng nói, dù sao, là chìa khóa xe. Chính đang khi nói chuyện, bạch tiền bối thân hình phá không trở về. Trong tay hắn mang về cái kia thanh vương miện cộng vương trượng đồ án chìa khóa. Đừng nói, chỉ xem ngoại hình lời nói, thật sự cực kỳ giống chìa khóa xe. Mà lại mở cửa cũng không phải đem xe này chìa khóa để vào cửa đá. Bạch tiền bối tại xe này chìa khóa bên trên ấn xuống một cái. Ầm ầm. Cung điện đại môn mở ra. Tống Thư Hàng. Náo đâu? Ngươi nếu là điều khiển môn, vậy ngươi trên cửa đào cái mâm tròn cái hố là muốn gây sự. Tại ầm ầm âm thanh bên trong, đại môn mở ra. Sau đó, một trương vàng óng ánh vương tọa, xuất hiện tại Tống Thư Hàng đám người trước mặt. Thiên đế bảo tọa. Nói đúng ra, đây cũng là dự bị thiên đế bảo tọa. Cũng chính là thiên đế bảo tọa hình hào. Chính tọa. Hẳn là ngay tại thiên đế chuyên môn cung điện bên trong. Tống Thư Hàng mỗi lần mượn công đức xà mỹ nhân hình chiếu ra viễn cổ thiên đình hư ảnh phòng ngự lúc, đều có thể nhìn thấy trong thiên đình tòa kia nhất có khí thế cung điện. Ta còn tưởng rằng là thiên đế chuyên môn tiên thuyền, không nghĩ tới là vương tọa.
Tống Thư Hàng có chút tiếc nuối nói, từ khi thể nghiệm được bạch tiền bối chư thiên vạn giới xuyên thứ tiên toa về sau, Tống Thư Hàng cũng hy vọng có thể có được một cỗ đỉnh cấp tiên toa. Nuôi không nuôi lên là một chuyện, cất giữ ở nhà nhìn xem, cũng là cực hợp mắt. Mà lại, vương tọa thứ này, hắn đã có. Bụi gai vương miện cộng nhẫn nại vương tọa tổ hợp, bảo mệnh sống tạm sáu trang. So với trước mắt chương này chỉ là nhìn thiên đế bảo tọa cần phải thực dụng nhiều. Lúc này, Xích Tiêu kiếm tiền bối cười nói, kỳ thật cái này không nhất định là vương tọa, nói không chừng là. Xích Tiêu kiếm đạo hữu nói cẩn thận, thiên đế tử sẽ còn phục sinh. Bên cạnh bia đá đạo hữu vội vàng nhắc nhở. Không muốn ở cái này chủ đề bên trên tiếp tục nữa, Thư Hàng còn trẻ, hắn còn không muốn chết. Sở các chủ ngốc mau nói. Tống Thư Hàng. Tiền bối các ngươi tại nói cái gì? Vì cái gì đột nhiên muốn cùng ta chết dính líu quan hệ? Chính đang khi nói chuyện, hạch tâm thế giới hoa sen hình chiếu không kịp chờ đợi kéo dài tới, không biết xấu hổ hướng thiên đế vương tọa bên trên liếm đi. Ngừng, trước đợi đã. Tống Thư Hàng ngăn lại hạch tâm thế giới liếm thiên đế trường sinh chi đạo hành vi. Một hồi sẽ qua, đạo chủ tiền bối liền muốn đem hắn cái kia bộ phận viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chuyển di đến đây. Tống Thư Hàng đã đáp ứng muốn chăm sóc tốt hắn thiên đình mảnh vỡ. Sở dĩ, trước lúc này hắn muốn trước huấn luyện tốt bản thân hạch tâm thế giới, để nó tạm thời khống chế lại tự thân liếm đạo hành vi. Hoa sen hình chiếu tại thu đến Tống Thư Hàng cưỡng chế mệnh lệnh về sau. Chỉ có thể lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi tạm thời thối lui. Hạch tâm tiểu trợ thủ, đem sát phách giao trì tiên cảnh cũng chuyển rời đến viễn cổ thiên đình mảnh vỡ khu vực đi, vì Bắc Phương đại đế bọn hắn một hồi hành động cung cấp trợ lực. Còn cái này thiên đế vương tỏa cung điện, trước giữ đi, dù sao chỉ là một khối mảnh vụn phiến. Tống Thư Hàng nói, thiên đế vương tỏa loại vật này, không thích hợp bại lộ tại viễn cổ thiên đình thành viên mí mắt dưới đáy. Ta đã thấy được. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Ta đã thấy được, công đức xà mỹ nhân thanh âm từ Tống Thư Hàng trong bụng truyền ra, nàng học lại Phượng Nghi cầm chủ thanh âm. Ta cũng nhìn thấy, ta thấy được tương đương A Thập Lục thấy được, A Thập Lục thấy được tương đương Bạch Long tỷ tỷ thấy được. A Thập Lục, áo choàng lên tiếng nói. Ta thấy được, tương đương với ta chủ cũng nhìn thấy. Quy tiền bối chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người, nhắc nhở. Tống Thư Hàng. Các ngươi đều thấy được, vậy ta còn giấu cái giám nha. Vậy cái này cung điện trước hết quan lấy. Bạch tiền bối duỗi tay tại chìa khóa bên trên nhấn một cái. Tích tích. Sau đó, cung điện đại môn hòa hoãn khép lại. Bạch tiền bối tiện tay đem chìa khóa ném cho Tống Thư Hàng. A, là linh thạch chế tác mà thành. Khó trách gọi thạch bàn chìa khóa. Linh thạch cũng mang thạch chữ, không có tâm bệnh. Tống Thư Hàng tiếp nhận chìa khóa lúc. Thông qua xúc cảm liền suy đoán ra nó vật liệu. Mà lại, đây ít nhất là cửu phẩm linh thạch chất liệu. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ về sau, dặn dò, hạch tâm tiểu trợ thủ, ghi chép lại cái này chìa khóa. Lần sau nếu là ta khắc kim thời điểm, nghìn vạn lần chú ý không muốn đem hắn cho khắc kim. Ghi chép hoàn tất hạch tâm tiểu trợ thủ trả lời. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt ve khối này từ cửu phẩm linh thạch chế tạo chìa khóa. Khả năng này là trước mắt hắn duy nhất có thể bảo tồn lại linh thạch vật phẩm. Bạch tiền bối nhìn đồng hồ, nói, đi, thời gian không nhiều lắm, đi tìm biệt tuyết tiên tử. Ăn Tết sau cùng đếm ngược đọc dây bắn pháo hoa hoạt động, từ ta cùng bạch tiền bối đọc dây đâu phải trở về. Vũ Nhu Tử nhấc tay vui vẻ nói. Dĩ vãng ăn Tết, nàng đều trên linh điệp đảo vượt qua. Mà lại, còn không phải hàng năm đều qua, dù sao ăn Tết cái này ngày lễ. Đối tu sĩ tới nói cũng không phải là quá để ý ngày lễ. Linh điệp tôn giả có đôi khi bế quan hơi lâu một chút, liền sẽ bỏ lỡ. Đây là lần thứ nhất, Vũ Nhu Tử cùng Cửu Châu Nhất Hào quần nhiều người như vậy cùng một chỗ ăn Tết. Sở dĩ, nàng đặc biệt vui vẻ, hưng phấn. Hạch tâm thế giới, cảnh hồ biệt thự quy hoạch khu vực. Số 111 quán cơm thiên đình mảnh vỡ vị trí, biệt tuyết tiên cơ đang tại bận rộn. Sở Sở cùng Tiểu Thải đang tại thay nàng trợ thủ. Trừ cái đó ra, còn có Khôi Lỗi tiên tử cũng tại biệt tuyết tiên cơ bên cạnh hiệp trợ. Bên cạnh, tại sát phách tham quan thiên đình mảnh vỡ Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên, cũng đã từng cái trở về, chờ đợi sau cùng ăn Tết thịnh điển. Hoàng Sơn tiền bối còn tổ chức an bài tiết mục. Chờ đọc dây sau khi kết thúc, ăn Tết hiến lúc bắt đầu, tiết mục cũng phải bắt đầu. Lúc này, ven hồ mặt cỏ vườn hoa bên trên.
có mấy đạo ấu tiểu thân ảnh đang tại chơi đùa chạy. Thông Huyền Phương Trượng mang tới Tiểu Quả Quả, Lệ Chi Tiên Tử mang tới Thi La Lị cùng Trúc La Lị, Giao Bá Chân Quân mang tới một cái tiểu công chúa, là Ngư Kiều Kiều muội muội, Tuyết Lang Động Chủ mang tới hai cái sói con, sau đó tăng thêm rõ ràng đã ngũ phẩm còn có thể cùng sói con nhóm chơi đến cùng nhau đậu đậu. Thi cùng Trúc tiếng cười, sói con tiếng kêu, Ngư Kiều Kiều muội muội ia ia âm thanh, Tiểu Quả Quả chật vật gọi tiếng, vang lên liên miên. Tuyết Lang Động Chủ hóa ra chân thân, ghé vào mặt cỏ bên cạnh ngủ gật, nhìn lấy mấy cái này hùng hài tử. Thông Huyền Phương Trượng ngồi ở Tuyết Lang Động Chủ bên người, hai tay hợp trưởng, hắn dù sao tu chính là bế khẩu thiền, dưới tình huống bình thường không nói lời nào, dứt khoát cũng cùng Tuyết Lang Động Chủ cùng một chỗ nhìn hài tử. Ven hồ, Lệ Chi Tiên Tử, Lục Tu Tiên Tử cùng Lưu Huỳnh Tiên Tử ngồi ở bên bờ, đem hai chân đặt ở trong hồ nước nhẹ nhàng đong đưa. Nhẹ giọng trò chuyện cái gì, thỉnh thoảng vang lên từng đợt êm tai tiếng cười. Rừng cây bờ. Dược sư cùng Giang Tử Yên hai người ngồi ở dưới một thân cây, trong tay hai người giơ trương tờ báo lớn, che chắn tầm mắt của mọi người, càng che càng lộ. Cũng không biết tối nội tình bên trong có phải hay không tại làm chút cần thánh kỵ sĩ thánh quang chiếu rọi sự tình. Trước kia tụ hội thời điểm, dược sư tiền bối đều là cùng Thất Thu tiền bối, Hoàng Sơn tiền bối, Bạch tiền bối bọn người giao lưu luyện đan kỹ xảo. Nhưng gần nhất, hắn chỉ cùng người đàm luận cẩu lương thơm hay không, từ bỏ nghề chính của chính mình. Sau lưng, nguyên bản trụi lùi đại thụ đều không thể nhịn được nữa, tách ra diễm lệ hoa mai, phụ trợ dược sư cùng Giang Tử Yên. Lâm thời bố trí trên võ đài. Hoàng Sơn trước cùng Thất Tu Thánh Quân, đang tại hợp lực bố trí một bản to lớn lịch. Các loại chờ ăn Tết một giây sau cùng, muốn xé đi cuối cùng một chương lịch trang giấy. Lật ra năm đầu phần mới. Sân khấu bên cạnh, Nho Gia Hằng Hỏa Tôn giả tại vùng bút viết câu đối, bên cạnh Nho Gia Ngọc Cầm Tiên Sinh tại thay Tôn giả mài mực, Tàng Thiên Câu Chu Ly đồng dạng giống hầu hạ cha vợ một dạng, vì Hằng Hỏa tiền bối đưa câu đối giấy. Dù sao muốn cưới Ngọc Cầm tiên tử, đến đánh tốt cùng Hằng Hỏa tiền bối quan hệ giữa. Tạo Hóa Pháp Vương, Đông Phương Lục tiên tử, Thất Sinh Phù Phủ chủ đang tại điều chỉnh thiết bị điện tử. Vì sắp bắt đầu ăn Tết hiến sân khấu làm sao cùng điều âm. Tiên tử hình thái Bạch Hạc Chân Quân cùng Diệt Phượng công tử đang tại bày bộ đồ ăn, bố trí bàn ăn. Bạch Hạc Chân Quân tinh thần sung mãn, nhưng Diệt Phượng công tử nhưng có điểm uể oải hình, mùa đông đến, hắn liền rất mong muốn uốn tại lò sưởi bên cạnh, nướng mèo mau, không muốn nhúc nhích. Cách đó không xa, A Thất đang tại chặt Tam Lãng. Tam Lãng luồn lên nhảy xuống, Tô thị A Thất diện mục dữ tợn. Tựa như từ trong địa ngục bước ra ác quỷ, một bộ muốn chặt Tam Lãng ăn Tết khí thế. Tống Mụ Mụ, Tống Ba Ba không rõ chân tướng, còn tưởng rằng đây là ăn Tết tiết mục tập luyện, cùng còn lại mấy vị cửu châu nhất hào quần thành viên ngồi thành cùng một chỗ, xung làm ăn dưa quần chúng, thỉnh thoảng kêu to 666, đại lực vỗ tay. Chỉ có thể tin Bắc Hà tiền bối, yên lặng trải rộng ra một chương giường bệnh, lấy ra đan dược chữa trị vết thương. Thật sự là hài hòa một màn. Vừa tiến đến liền thấy A Thất tại chặt Tam Lãng Tống Thư Hàng, nhìn qua một màn trước mắt, ánh mắt không khỏi biến nhu hòa. Hắn đời này chuyện hạnh phúc nhất, chính là gặp được cửu châu nhất hào quần tiền bối. Nhìn thấy Tống Thư Hàng cùng Bạch tiền bối, Vũ Nhu Tử bọn người tới về sau, Biệt Tuyết Tiên Cơ dùng sức ngoắc, nơi này, Bạch đạo hữu. Bạch tiền bối cùng Vũ Nhu Tử nghênh đón tiếp lấy, chuẩn bị đem ăn Tết yến bí mật kinh hỉ năm thú nộp lên. Tống Thư Hàng vốn định theo sau, nhưng lại bị chạy tới Trúc kéo lại áo khoác. Tống sư huynh Trúc kêu lên. Tống Thư Hàng đưa nàng ôm lấy, có chuyện gì không? Tuyết đâu, ăn Tết không phải muốn tuyết rơi sao? Trúc La Lị nói. Ăn Tết nếu như không có tuyết lời nói, vậy còn gọi ăn Tết sao? Tuyết a, Tống Thư Hàng phiền muộn thở dài, nơi này chính là Văn Châu đây. Cả nước đều tuyết rơi, duy ta không hạ tuyết Văn Châu a. Từ nhỏ đến lớn, tại Văn Châu hắn liền không có gặp qua mấy lần tuyết cái đồ chơi này. Bất quá tốt tại hiện tại hắn là tu sĩ đát. Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử, đến trận năm 2020 Văn Châu trận tuyết rơi đầu tiên A. Tống Thư Hàng lớn tiếng hướng tiền bối xin giúp đỡ. Hắn bá tống, trảm tam thi kiếp tiên, mặc dù sẽ không hạ tuyết. Nhưng hắn có như vậy nhiều tiền bối, luôn có một cái sẽ hạ tuyết. Ta mặc dù đạo hiệu bên trong mang cái chữ tuyết. Nhưng ta cũng sẽ không tuyết rơi a. Ta cũng không phải băng tuyết thuộc tính. Đông Phương Tĩnh Tuyết Tiên Tử đáp,
người gọi Tống Thư Hàng, nhưng người sẽ viết sách sao? Ta sẽ đọc sách, Tống Thư Hàng nghiêm túc đáp. Kỳ thật, ta chủ là băng tuyết hệ, Quy Tiền Bối tại bên cạnh nhắc nhở. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Bắc Phương Đại Đế không chỉ có là băng tuyết hệ, vẫn là lấy băng tuyết hệ bước ra trường sinh chi đạo đại lão. Thế là hắn dùng tu lưu hệ thống liên hệ Bắc Phương Đại Đế, Tiền Bối, có ở đây không? Không ở, Bắc Phương Tiền Bối nói, ta đường đường một trường sinh đại đế, đi vì ngươi tuyết rơi, ta không muốn mặt mũi á. Tống Thư Hàng, ngươi đường đường trường sinh đại đế, do mình phong sự đều làm, dựa vào cái gì không thể tuyết rơi. Như vậy, ta muốn làm thế nào, Bắc Phương Tiền Bối ngươi mới có thể không sĩ diện? Tống Thư Hàng ngay thẳng hỏi. Nhân sinh của hắn kinh lịch nói cho hắn biết, chỉ trao giá nghiên cứu phù hợp, mặt mũi thứ này kỳ thật tùy thời có thể ném đi không muốn. Đặc biệt là cái gì đều có thể bán đại lão, chỉ muốn linh thạch đúng chỗ, mặt mũi còn có thể lặp đi lặp lại bán. Không tồn tại, Bắc Phương Đại Đế nói. Hắn nhưng là thiên đình tứ phương đại đế bên trong nặng nhất mặt mũi một vị. Hừm, Bắc Phương Tiền Bối trước ngươi có hay không thông qua Quy Tiền Bối, nhìn thấy ta mới tới tay, còn không bàn tốt thiên đế bảo tọa. Tống Thư Hàng biết mà còn hỏi. Bắc Phương Đại Đế, dù sao sớm đã bị các ngươi thấy được, sở dĩ vương tọa cũng có thể cho mượn các tiền bối. Tống Thư Hàng cười nói, đến trận Văn Châu Thị năm 2020 trận tuyết rơi đầu tiên đi. Thế là, tại mấy phút sau, Văn Châu Thị bên dưới bầu trời lên tuyết lông ngỗng, đây là bộ phận tuổi trẻ Văn Châu Thị người cả đời đều không có thấy qua tuyết lớn, thuộc về trong truyền thuyết có thể chơi tuyết cầu, ném tuyết, đắp người tuyết, tại trong đống tuyết lan lộn cấp bậc tuyết lớn. Đủ để cho đại bộ phận Văn Châu người biến thân làm Husky, tại trong đống tuyết vui mừng. Trận này tuyết trải rộng Văn Châu Thị các ngõ ngách, lại tại Bắc Phương Đại Đế tinh diệu khống chế hạ, tinh chuẩn đáp xuống Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới ven hồ mặt cỏ bên trên. Lúc này, hạch tâm thế giới cùng hiện thế ở giữa có một cái cửa vào thông đạo, có thể để Bắc Phương Đại Đế đem lực lượng truyền lại tiến đến. Tuyết lớn rất nhanh bao trùm thảo hồ vòng mặt cỏ phạm vi, lưu lên thật dày tuyết động mà lại cái kia tuyết lông ngỗng còn tại cấp kính hạ xuống, hạ căn bản không mất tiền. Tại Bắc Phương Đại Đế pháp lực ảnh hưởng dưới, trong phạm vi nhỏ nhiệt độ không khí kịch liệt thẳng xuống dưới, trên mặt hồ đều kết xuất một tầng thật dày băng. Tuyết lang, quá lớn, đầy đủ. Nguyên bản trần trụi chân ngọc tại trong hồ nước lay động Lục Tu tiên tử, Lệ Chi tiên tử, Lưu Huỳnh tiên tử lên tiếng kêu. Tầng băng kết quá nhanh, ba vị tiên tử chân nhỏ đều bị đông tại trong tầng băng, giờ khóc giờ cười tốt tại coi bọn nàng tu vi cảnh giới, thật cũng không sợ loại trình độ này băng hàn. Không phải ta, ta không, đừng nói mỏ a. Tuyết lang động chủ chính mình cũng bị phong tại thật dày tuyết động bên trong, trầm trầm nói. Tại hắn bên cạnh còn có Thông Huyền đại sư, đỉnh đầu, bả vai, ngồi nửa người, đều bị tuyết động mai táng. Trước đó hướng Tống Thư Hàng cầu tuyết chơi mấy tiểu tử kia, trực tiếp bị tuyết động mai một, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, run lẩy bẩy. Lũ tiểu gia hỏa tựa như là tại học bơi lội một dạng, tại trong tuyết động hòa hoãn tiến lên. Thỉnh thoảng vẫn phải cùng phì kình một dạng tung ra mặt tuyết, hô hấp một chút không khí mới mẻ. Là ta mời một vị tiền bối hạ tuyết, bất quá vị tiền bối kia quá tốt mặt mũi, mặc dù bị ta bảo vật dụ hoặc, cho chúng ta hạ như thế một trận tuyết, nhưng hắn loại hành vi này hiển nhiên là tại đối với ta biểu đạt nội tâm của hắn bất mãn. Tống Thư Hàng lên tiếng đáp. Tuyết rơi lớn như vậy, Bắc Phương Đại Đế tuyệt đối là cố ý. Chết sĩ diện. A Tống tiếp chiêu. Lúc này, Lý Âm Trúc thanh âm vang lên, trước đó còn trên người bạch tiền bối ngủ gà ngủ gật tiểu gia hỏa, lúc này tinh thần sung mãn. Tống Thư Hàng vừa quay đầu, liền thấy một cái đường kính 2 mét to lớn tuyết cầu hướng hắn đập tới. Dừng tay, người đó căn bản không phải đang chơi đánh tuyết cầu. Lấy Tống Thư Hàng hiện tại trảm tam thi kiếp tiên thực lực đương nhiên có thể nhẹ nhõm tránh đi tuyết cầu. Nhưng nhìn thấy ném tuyết cầu Lý Âm Trúc một mặt mong đợi bộ dáng, Thư Hàng chỉ có thể mặt mỉm cười, nghênh đón tuyết cầu dán mặt. Dù sao cũng không đau không ngứa. Oanh! To lớn tuyết cầu nện trên người Tống Thư Hàng, nện thành phấn vụn. Đông một tiếng, trong đó tựa hồ còn có cái gì cứng rắn vật thể đâm vào Tống Thư Hàng sọ não bên trên. Tống Thư Hàng duỗi tay víu vào rồi, liền bắt lấy dấu ở tuyết cầu bên trong đánh lén kim loại máy móc thiếu nữ. Lũ tiểu gia hỏa hoàn toàn đánh giá thấp bá Tống sọ não cứng rắn trình độ, lúc này máy móc thiếu nữ hai mắt tựa như đèn flash một dạng, không ngừng lấp lóe, sọ não bên trong chương trình đều kém chút đụng vào đứng máy.
Tống Thư Hàng buông lỏng tay, máy móc thiếu nữ liền lộc cộc lăn đến Tống Thư Hàng trong ngực, như con lật đật một dạng lắc lư lên. Ta đã nói, đánh lén như vậy Thư Hàng là không có hiệu quả, ngược lại sẽ để cho chúng ta bản thân trọng thương. Sở dĩ, chúng ta còn không bằng tại tuyết cầu bên trong giấu thịt thịt. Đất tuyết bên trong, Đậu Đậu lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, cũng chỉ có giống Đậu Đậu loại này ngây thơ quỷ, mới có thể muốn ra loại này phương án. Nhưng là, khiêu khích ta là ngươi năm nay sai lầm lớn nhất. Đậu Đậu, đón lấy đến ngươi cũng không nên khóc a. Sở Sở, Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng kêu. Sở Sở ngẩng đầu, hướng Tống Thư Hàng vị trí trông lại, sư phụ. Ngươi nhập môn hạ của ta về sau, ta một mực không có tới kịp cho ngươi lấy một cái đạo hiệu. Vi sư đã từng có 7 cái đạo hiệu, trong đó Kim Cương Quân Tử Đao đạo hiệu đã từ Tiểu Thải kế thừa. Hôm nay, ta có một đạo hào muốn cho ngươi tầm đạo thư sinh. Sở Sở ngươi khi đó quyết định muốn đi theo ta, nhập môn hạ của ta, vì chính là muốn tầm đạo, cầu được chứng đạo thời cơ. Cái này đạo hiệu cùng ngươi hữu duyên. Sở dĩ, ta hôm nay đem cái này đạo hiệu ban thưởng ngươi. Ngươi có thể gọi là tầm đạo tiên tử, chư vị tiền bối làm chứng. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Sở Sở căn bản không nghĩ tới sư phụ đột nhiên vào lúc này ban thưởng nàng đạo hiệu. Nhưng là đối với nàng mà nói, sư phụ ban thưởng đạo hiệu chính là một kiện rất tuyệt năm mới lễ vật. Đạo hiệu, đối một vị tu sĩ tới nói có phi thường đặc thù ý nghĩa. Mà lại nếu như là một cái có ý nghĩa đạo hiệu, liền đại biểu cho đệ tử khí vận, sẽ cùng sư phụ liên lạc với cùng một chỗ. Tạ ơn sư phụ ban thưởng đạo hiệu, Sở Sở đối Tống Thư Hàng thi lễ một cái. Mà tại nàng hành lễ trong nháy mắt đó, phảng phất cảm giác đã có to lớn khí vận cùng công đức, rơi vào trên người của nàng. Bá Tống thân là công đức vô lượng đại lão nhân vật, chư thiên vạn giới đều rất khó tìm đến mấy cái giống hắn dạng này công đức phong phú tu sĩ. Thân là đệ tử của hắn, bị hắn ban thưởng đạo hiệu về sau, tự nhiên sẽ thu hoạch được đại công đức phù hộ. Sở Sở cảm giác thân thể nhẹ bẫng, thậm chí cảnh giới, đạo tâm phương diện đều chiếm được tăng lên. Đây chính là có một vị cường đại sư tôn chỗ tốt thu làm môn hạ, ban thưởng đạo hiệu, chịu đến thừa nhận xuất sư, đều sẽ đạt được chỗ tốt. Nghiêm túc tu hành, phương diện tu luyện có chỗ nào không hiểu có thể thông qua tu lưu hệ thống đến hỏi Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các vị tiền bối. Tống Thư Hàng chân thành nói. Dứt lời, hắn nhìn về phía Đậu Đậu, Đậu Đậu, ngươi nhìn, một cái Sở Sở không có. Đậu Đậu, từ hôm nay trở đi, nàng chính là tầm đạo tiên tử á. Tống Thư Hàng ngửa đầu, kiêu ngạo nói. Từ hôm nay trở đi, trên thế giới thiếu một chỉ Sở Sở, thêm một cái tầm đạo tiên tử. Ngây thơ quỷ, Uông Đậu Đậu cả giận nói. Tống Thư Hàng vui a nói, ta là sư phụ nàng, ta có quyền lực này. Không phục, đến cắn ta a. Sám hối đi, Đậu Đậu. Ngươi nếu là còn không chịu phục lời nói, ta chờ một lúc ngay tại tu lưu hệ thống bên trên phát một cái hệ thống thông cáo, muốn tuyển nhận 100 chư thiên vạn giới gọi Sở Sở tu sĩ, trở thành ta Bá Tống nhập môn đệ tử. Sau đó, ta từng cái cho các nàng đổi đạo hiệu. Để chư thiên vạn giới lập tức thiếu 100 cái Sở Sở. Tống Thư Hàng nói. Đậu Đậu, gâu. Hắn dùng sức hướng phía Tống Thư Hàng vào tới. Đậu Đậu ca, chớ bị Tống sư huynh khích tướng, người đi lên cắn hắn, đau lại là bản thân. Thi La Lị giữ chặt Đậu Đậu tỉnh táo phân tích nói. Tống Thư Hàng, ha 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 ha. Ba Sở các chủ ngốc mau dùng sức đánh tại hắn sọ não bên trên, bao lớn người, còn cùng hài tử chấp nhặt. Ngươi thế nhưng là trảm tam thi kiếp tiên, cùng lũ tiểu gia hỏa so đo cái gì? Sở tiền bối, ta cũng vẫn là cái kém vài phút 19 tuổi tròn hài tử a. Tống Thư Hàng nói. Ba 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 Sở các chủ ngốc mau dùng sức cuồng rút. Ta để ngươi 19 tuổi tròn, ta để ngươi 19 tuổi tròn. Bắt đầu muốn đếm ngược đọc đồng hồ. Lúc này, Vũ Nhu Tử lên tiếng nói. Nàng và Bạch tiền bối một trước một sau, lên đài. Cũ một năm, sắp kết thúc. Thời gian trôi qua thật nhanh, Tống Thư Hàng nhìn qua Bạch tiền bối cùng Vũ Nhu Tử, không khỏi hồi tưởng lại cùng Vũ Nhu Tử ngoài ý muốn gặp nhau cùng tiếp Bạch tiền bối xuất quan hình ảnh. Một năm mới, sắp bắt đầu. Pháo hoa chuẩn bị sao? Cẩu đầu lâu chủ, Phá Dương Kích Quách đại hỏi. Thất Sinh Phù Phủ chủ trả lời, hiện tại ăn Tết đều không cho đốt pháo, nói ô nhiễm hoàn cảnh. Nhưng chúng ta tại Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong thả cũng không có vấn đề a.
Diệt Phượng công tử lười biếng nói. Hoàng Sơn tôn giả, là ta sai lầm, thật lâu không giống người bình thường một dạng bước sang năm mới rồi, quên mua chút pháo loại hình tới. Hiện tại đi mua còn tới kịp, ai đi một chuyến? Để ta đi một chút trở về, có cái thanh âm trả lời. Hoàng Sơn tôn giả, tốt, có đạo hữu đi là được. Sau đó, ước chừng 2 phút đồng hồ sau, Diệt Phượng công tử đột nhiên lại nói, pháo muốn làm sao? Ăn Tết không pháo hoa có thể hay không cảm giác có chút tịch mịch. Hoàng Sơn tôn giả, ách, ta nhớ được gọi người đi mua. Nếu như không kịp lời nói, cái kia một hồi để ta tới bắt trước tiếng pháo nổ đi, cam đoan tự cùng thật sự bắn pháo hoa tiếng pháo nổ âm giống như đúc. Tạo hóa Pháp Vương Xung Phong nhận việc nói, chỉ là bắt trước tiếng pháo nổ, không ca hát. Cái kia, được thôi, Hoàng Sơn tiền bối suy nghĩ hạ, cảm giác nếu như Thích Ca Mâu Ni không ca hát, chỉ bán làm tiếng nói khẩu kỹ cũng không có vấn đề. Mà lại, Tống Thư Hàng trên người còn có vị kia nho ra tạo hóa tiên tử tại đi. Tạo hóa tiên tử âm thanh thiên nhiên ở giữa, tựa hồ có thể trung hòa tạo hóa Pháp Vương tiếng ca, sở dĩ nếu như có vạn nhất, cũng có thể cứu giúp một chút. Câu đối đều viết xong, nhanh thiếp lên. Hằng Hỏa Chân Quân tiêu sái vung bút, hài lòng gật đầu, lần này câu đối là hắn siêu trình độ phát huy, từng chữ đều xinh đẹp như muốn sống tới một dạng. Tàng Thiên Câu Chu Ly lập tức mang theo đông đảo câu đối, tại bá tống đại lão gia tộc miệng dán lên, lại tại hạch tâm thế giới ven hồ mấy chỗ kiến trúc bên trên thiếp tốt. Bia đá đạo hữu giải thích nói, chỉ là cái này mấy chương Hằng Hỏa tiền bối câu đối, liền có thể tạo được trấn trạch công hiệu, chính khí che chở, tà khí bất xâm. Giá trị rất nhiều linh thạch, Xích Tiêu kiếm tiền bối vui a nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng chính là khẽ động, các loại chờ qua hết năm này, hắn liền đem tất cả câu đối đều thu lại. Bên cạnh, Đông Phương Tĩnh Tuyết tiên tử kêu, Hoàng Sơn tiền bối, múa rồng múa sư có hay không an bài? Ăn Tết không thể thiếu tiết mục này đi. Ta sớm có an bài. Đậu Đậu, Hoàng Sơn tiền bối kêu. Đậu Đậu, đản sự. Biến ra nguyên hình tới, Hoàng Sơn tiền bối nói. A, Đậu Đậu nghe lời hiện ra bản thân nguyên hình. Định Hoàng Sơn tiền bối đối Đậu Đậu một chỉ, một cái định thân thuật thi triển xuống tới. Đậu Đậu, tốt, Phú Sư Sư có, Tiểu Quả Quả, Thi, Trúc, còn có nhỏ Âm Trúc, các người phụ trách một hồi vũ Đậu Đậu. Hoàng Sơn tiền bối nghiêm túc nói. Đậu Đậu khuyển yêu hình thái bên trong, có một cái hoàn chỉnh hình thái tự cùng hoa hạ ăn Tết múa sư sư rất tương tự. Tống Thư Hàng. Vậy kế tiếp rồng thì sao? Bắc Hà Tán Nhân hỏi. Giao Bá Chân Quân yên lặng móc ra điện thoại di động của mình, điểm mở Cửu Châu Nhất Hào Quần, lo lắng lấy chính mình có phải hay không hẳn là thừa cơ rời khỏi cái này phá quần. Bởi vì ở đây đạo hữu bên trong, tựa hồ chính là hắn loại này thần giao sẽ cùng long dính líu quan hệ, Đậu Đậu đã biến thành múa rồng múa sư đạo cụ. Vậy kế tiếp long nói không chừng chính là hắn. Lui quần bảo bình an. Giao Bá đạo hữu chớ hoảng, múa rồng múa sư tiết mục đạo cụ ta trước kia liền chuẩn bị tốt. Ta trước kia liền liên hệ tốt sư long đội, Hoàng Sơn tiền bối nói. Sau đó hắn vỗ nhẹ nhẹ tay. Một chi đám người nhìn quen mắt sư, hổ đội ngũ đăng tràng. Chính là tại lúc trước Đậu Đậu hôn lễ bên trên xuất hiện qua chân long, chân sư đón dâu đội ngũ. Lúc trước. Chi này sư long đội ngũ là bởi vì đánh bài thua, bị ép trở thành múa rồng múa sư đạo cụ, bị ép nhảy múa. Nhưng lần đó về sau, bọn chúng ngược lại có tiếng. Gần nhất tu chân giới tổ chức khánh điển cùng hôn lễ thời điểm, đều sẽ giá cao kêu lên bọn chúng. Bọn chúng nhân họa đắc phúc, còn kiếm lời không ít linh thạch. Hiện tại đã thành chuyên nghiệp sư long đội ngũ. Hoàng Sơn tiền bối cũng là ra giá cao, mới đưa bọn chúng mời đến. Đã có sư long đội ngũ, vì cái gì còn muốn đem ta mang lên? Đậu Đậu kêu lên. Hoàng Sơn tiền bối mỉm cười, nói, đây cũng là ta đối với ngươi chúc phúc a, Đậu Đậu. Qua cái này năm sau, ngươi liền muốn rời khỏi Hoàng Sơn phủ, đi chính ngươi động phủ. Ta liền lấy trận này múa rồng múa sư tiết mục, vì ngươi khai quang. Đậu Đậu. Hoàng Sơn đại ngốc có phải hay không gần nhất thuốc ngừng, không uống thuốc di chứng? Múa rồng múa sư đội vừa vào sân về sau, thuần thục bắt đầu khua chiêng gõ trống, sinh động không khí hiện trường. Bốn cái tiểu gia hỏa nắm lấy Đậu Đậu, xâm nhập múa sư đội bên trong, đi theo nhảy múa, sung sướng tiếng cười không ngừng vang lên. Bầu không khí lập tức bị xào đến chút cao. 19, lúc này,
Vũ Nhu Tử cao giọng kêu. Nàng giơ tay phải lên, xoáy khí đem trên người mình áo khoác giải khai quăng lên, lộ ra bên trong một kiện chế tạo riêng màu đỏ sườn xám. Vũ Nhu Tử dáng người bá đạo, hai chân thon dài, vốn là phi thường thích hợp sườn xám loại trang phục này, chỉ là dưới tình huống bình thường nàng càng thiên vị thanh xuân tịnh lệ hình trang phục. Lúc này một thân màu đỏ sườn xám bộ dáng nàng, thật có chút kinh diễm đến Cửu Châu nhất hào quần thành viên loại cảm giác này, tựa như là nguyên bản nhìn lấy một cái khả ái phong cách nhà bên tiểu cô nương, đột nhiên có sáng lên đổi thành diễm trang họa phong, loại kia tương phản cảm giác rất kinh bạo. Đồng thời, một cái to lớn đồng hồ sau lưng Vũ Nhu Tử hiển hiện, kim dây tí tách khiêu động. 18. Bạch Tiền Bối phối hợp Vũ Nhu Tử, lên tiếng nói. Ở đây tất cả thành viên không tự chủ được lại nhìn phía Bạch Tiền Bối Vũ Nhu Tử thay đổi trang phục thành sườn xám, cái kia Bạch Tiền Bối đâu? Bạch Tiền Bối đồng dạng duỗi tay giải khai áo khoác, nhẹ nhàng ném đi, lộ ra bên trong một thân màu đỏ cổ trang lễ phục, một thân tóc đen không gió mà bay. Bên cạnh, Vũ Nhu Tử tóc dài, theo động tác của nàng tại sinh động khiêu động. Đứng ở Bạch Tiền Bối bên người, khí chất của nàng nhưng không có bị áp chế. Ngược lại cùng Bạch Tiền Bối đặc thù khí chàng liên thủ. Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử, hiển nhiên là cố ý tập luyện qua. Điệp Thánh Quân trong lòng đột nhiên phun lên một loại nhà ta có nữ đã trưởng thành cảm khái. Bất chi bất giác, nữ nhi đã đúng là lớn rồi. Đứa nhỏ này, dài giống mẹ nàng, lại kế thừa hắn thon dài dáng người, có thể nói là cường cường liên hợp. 17. Một bộ phận quần thành viên, cũng đi theo Vũ Nhu Tử cùng Bạch Tiền Bối. Theo chuông lớn kim dây khiêu động, bắt đầu chỉnh tề kêu lên. Liền Tống Mụ Mụ cùng Tống Ba Ba cũng dung nhập cái này không khí. Nói thật, gần nhất những năm gần đây, mỗi một năm ăn Tết mặc dù đều rất vui vẻ, nhưng loại này khoái hoạt nhưng dù sao cảm giác cùng trong tưởng tượng có chút khác biệt. Mỗi cuối năm lúc, đại não tại nói cho thân thể mỗi cái tế bào, phải nhanh năm, nhanh hai lên. Nhưng là, ở sâu trong nội tâm luôn cảm giác giống thiếu một chút cái gì. Tìm không thấy những năm qua loại kia đơn thuần ăn Tết khoái hoạt. Nhưng lúc này, hỗn tại Cửu Châu nhất hào quần bên trong Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ, phảng phất về tới lúc còn nhỏ, loại này ăn Tết bầu không khí cùng khoái hoạt, đơn thuần lại tươi đẹp. 10. Đương đọc dây đến 10 lúc, tất cả ở đây thành viên, toàn bộ thoải mái kêu to. Tựa như là muốn đem bản thân nội tâm tất cả mọi thứ, đều thông qua tiếng kêu phóng xuất ra. 9. 3. 2. Một, hạch tâm thế giới tất cả thành viên trăm miệng một lời, đọc ra một giây sau cùng. Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử duỗi tay, xé đi ngày cũ lịch một trang cuối cùng. Cũ một năm tuyên bố kết thúc. Một năm mới, tại Bạch Tiền Bối cùng Vũ Nhu Tử đầu ngón tay triển khai. Đi cũ đón người mới đến. Khục, tạo hóa pháp phương nắm vuốt cuống họng, chuẩn bị bắt trước tiếng kêu cuối cùng đã tới hắn đăng tràng thời điểm. Oanh! Nhưng vào lúc này, một trận đinh tai nhức óc pháo hoa tiếng vang lên. Tiếng vang kia, như sấm nổ trực trùng vân tiêu, hồi âm trận trận, khí thế bàng bạc. Mà đang vang lên trước đó, có một đạo huyết sắc cột sáng trùng thiên, đem hạch tâm thế giới bầu trời xuyên qua. Liền đang tại tung bay tuyết lớn đều bị quét sạch ra một cái lỗ trống phạm vi. Huyết sắc cột sáng xông vào mây xanh về sau, lại nổ tung lên, hóa thành màu đỏ hạt mưa, hướng phía dưới rơi đi. Tại hạ xuống thời điểm, những thứ này năng lượng màu đỏ ngòm hạt mưa, còn không ngừng tiếp nhận hạch tâm thế giới tịnh hóa. Trong nháy mắt, liền bị tịnh hóa thành tinh khiết năng lượng. Tạo hóa pháp phương. Ai đánh gãy mất ta biểu diễn? Là ai cướp đi ta microphone? Thư Hàng. Tống Sư Huynh. Tống Tiền Bối. A Tống. Trong lúc nhất thời, mấy cái người tiếng kêu vang lên. Năm đó mùa đông. Khó quên nhất sán lạn pháo hoa tại hạch tâm thế giới nổ tung. Bá Tống bài. Đây là chư thiên vạn giới xa xỉ nhất pháo hoa, không có cái thứ hai. Một màn này, nhất định ghi tạc Cửu Châu nhất hào quần quần lịch sử sự kiện lớn bên trên. Sự kiện lớn tên là, Bá Tống năm mới đệ nhất tạc, âm lịch năm 2020 lần thứ nhất tử vong. Hư không bên trong, bị tịnh hóa sau quang vũ, biến thành xinh đẹp hồng ngọc màu sắc. Lập lòe tỏa sáng, xinh đẹp vô cùng. Những thứ này hồng ngọc năng lượng quang vũ rơi vào mỗi một vị thành viên trên thân. Tư nhuận vô thanh. Mỗi một vị bị đỏ giọt mưa đến thành viên, đều cảm giác giống như là ăn đại bổ đan dược, thể nội linh lực lớn mạnh, tinh thần cường độ tăng lên. Dù sao,
đây chính là một tôn Trảm Tam Thi Kiếp Tiên Bảo thể về sau, khuếch tán ra tới di sản. Phàm là tất cả mọi người ở đây, vật, hạch tâm thế giới bên trong linh thực, đều bị thoải mái. Thậm chí là nơi xa, một nhóm kia thiên đình mảnh vỡ bên trên, mỗi một phiến bên trên, đều lưu lại bá tống huyết vũ năng lượng ấn ký. Liền tòa kia thiên đế cung điện, đều hứng chịu tới tầm bổ, điện bên trong tòa kia thiên đế bảo tọa, phảng phất lên phản ứng. Đây coi như là một kiện đại lễ sao, cuồng đao tam lãng ngẩng đầu lên nói. Hoàng Sơn tôn giả, hắn run rẩy duỗi tay, trong ngực móc ra viên thuốc, nhét vào trong miệng. Trong đám người, Tống Mụ Mụ cùng Tống Ba Ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn chỗ ngồi cự ly nhi tử vị trí khá xa, còn không biết chuyện gì xảy ra. Xảy ra chuyện gì rồi? Tống Ba Ba hỏi, vì cái gì đại gia đột nhiên cũng bắt đầu gọi hắn nhà hầu tử danh tự. Bên cạnh Tô Thị A Thất, ta muốn làm sao trả lời vấn đề này? Ta luôn không khả năng trực tiếp cùng các ngươi nói nhà ngươi nhi tử lại nổ á. Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ tiếp xúc tu chân thế giới còn không lâu, đối với mình nhi tử nổ rất loại chuyện này, chỉ sợ không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Lúc này, vẫn là bên cạnh Bắc Hà tán nhân đáng tin cậy, hắn trên mặt trấn định mỉm cười, nói, không có việc gì, không cần hoảng. Loại chuyện này, là thái độ bình thường, là Thư Hàng tiểu hữu, vì mọi người năm mới chuẩn bị kinh hỉ. Nhìn thấy Bắc Hà tán nhân cái kia bình tĩnh ung dung khuôn mặt tươi cười, Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ nhẹ gật đầu, lập tức an tâm lại. Một mực phụ trách âm thầm giám sát Tống Thư Hàng tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ, tại Tống Thư Hàng năm mới đệ nhất tạc lúc, đột nhiên sinh lòng cảm ứng. Nàng và Tống Thư Hàng ở giữa có nói không ra nghiệt duyên, sở dĩ tại quy ba an bài xuống, nàng thành bá tống chuyên môn lính gác. Một khi bá tống chết rồi, nàng bên này liền sẽ có sở cảm ứng. Bất quá một lát sau, nàng lại nhẹ nhàng thở ra bởi vì bá tống tuân theo ước định, hắn lần này một chết, chết là ngay cả cặn cũng không còn. Liền thân thể nổ sau năng lượng cũng còn tịnh hóa một lần, hóa thành cơ duyên để lại cho tất cả người xem. Kể từ đó, cũng không cần tai nạn cự quy nhóm ngàn dặm xa xôi chạy tới, về thu bá tống di thể. Tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ gật đầu nói, chết tốt lắm, liền phải chết thành bộ dạng này mới đúng. Chúc mừng năm mới. Chết bá tống. Hạch tâm thế giới bên trong. Cửu Châu Nhất Hào quần có mấy vị tâm tế tiền bối, lúc này rất bình tĩnh. Cũng không phải là bọn hắn quen thuộc Tống Thư Hàng chết, sở dĩ đối với hắn chết biến không quan tâm. Mà là, bọn hắn phát hiện hạch tâm thế giới còn tại duy trì lấy vận chuyển bình thường. Hạch tâm thế giới từ một phương diện khác tới nói, có thể đại biểu cho Tống Thư Hàng lúc này trạng thái. Nếu như Tống Thư Hàng thật sự thân tử đạo tiêu, thần hình câu diệt, vậy bọn hắn lúc này sở tại hạch tâm thế giới tất nhiên sẽ sụp đổ. Dựa vào Tống Thư Hàng mà vận chuyển hạch tâm thế giới quy tắc, cũng sẽ hủy diệt. Nhưng bây giờ, hạch tâm thế giới vận hành ổn định. Thậm chí còn có thể chủ động tịnh hóa Tống Thư Hàng rơi xuống từ trên không huyết sắc hạt mưa năng lượng, để bộ phận này bá tống di sản năng lượng có thể thuận lợi hơn bị tất cả đạo hữu hấp thu. Ngoại trừ hạch tâm thế giới bên ngoài, còn có dựa vào bá tống mà tồn tại thu lưu hệ thống. Đồng dạng tại ổn định vận chuyển, cũng không có bởi vì Tống Thư Hàng năm mới thủ tạc mà mất đi phục vụ. Sở dĩ, mấy vị này tâm tế các tiền bối có thể xác định, Tống Thư Hàng nhất định bình yên vô sự. Mặc dù không biết hắn vì cái gì lại nổ, nhưng lúc này Thư Hàng cũng đã tiến vào bình thường phục sinh quá trình. Qua không được bao lâu, lại là một cái nhảy nhót tưng bừng bá tống. Bất quá, Thư Hàng hiện tại thế nhưng là Trảm Tam Thi Kiếp Tiên A. Vì sao lại đột nhiên nói nổ liền nổ, Cửu Châu Nhất Hào quần các vị tiền bối, lợi dụng tu lưu hệ thống đường rẽ. Giờ đây, trên thế giới này còn có ai có thể ám toán hiện tại Tống Thư Hàng, tại lặng yên không một tiếng động trung tướng hắn ám sát. Ta cảm giác không phải ám sát, nếu quả thật có người có thể trong bóng tối lặng yên không một tiếng động đem Thư Hàng ám sát, vậy hắn đã sớm treo lên đánh chư thiên vạn giới, chứng đạo thiên đạo. Thất Tu Thánh Quân trả lời. Bạch tiền bối có đầu mối sao? Hoàng Sơn tôn giả nhai lấy viên thuốc, hỏi. Không có, bạch tiền bối lắc đầu. Tiếp đó, hắn duỗi ra cánh tay của mình, ngắm nhìn cổ tay của mình, nói, Thư Hàng không có việc gì, nguyên thần hình chiếu mặc dù trong nháy mắt nhận lấy ảnh hưởng, nhưng lúc này nguyên thần hình chiếu đã khôi phục. Hắn đã tiến vào phục sinh giai đoạn. Bạch tiền bối cánh tay bên trong, ẩn giấu là Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu. Mà vừa rồi,
Bạch Tiền Bối bản thân nguyên thần hình chiếu, lại theo Tống Thư Hàng đột nhiên bạo tạc cùng một chỗ hôi phi yên diệt. Bạch Tiền Bối, niên hội như cũ mở ra, mời ngươi chủ trì niên hội tiết mục. Ta lập tức trở về. Lúc này, Tống Thư Hàng thanh âm từ Bạch Tiền Bối cánh tay bên trong truyền ra. Cửu Châu Nhất Hào quần các thành viên nghe được Thư Hàng thanh âm về sau, toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Suy đoán thì suy đoán, thật sự xác định Tống Thư Hàng bình yên vô sự về sau, bọn hắn mới hoàn toàn buông lỏng. Giao cho ta đi, biệt tuyết tiên cơ, tế niên thú. Bạch Tiền Bối lên tiếng kêu. Ầm ầm. Đang khi nói chuyện, lại là một đợt pháo hoa phóng lên tận trời. Chủ một lần là chân chính pháo hoa. Chẳng biết lúc nào, có đạo hữu tại ven hồ thả một loạt pháo hoa pháo, cũng yên lặng đưa chúng nó nhóm lửa. Dâng lên pháo hoa bất kể là nhìn từ phía dưới, vẫn là từ khía cạnh nhìn, đều mỹ lóa mắt. Thật xinh đẹp, Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên nói. Pháo hoa không ngừng dâng lên, thật lâu không thôi. Hồi lâu sau, pháo hoa kết thúc. Ánh đèn chuyển rời đến biệt tuyết tiên cơ bên cạnh. Một đầu đầu dài xúc giác, răng nanh răng nhọn hung thú, bị biệt tuyết tiên cơ rời đi ra. Niên thú, tịch. Chẳng ai ngờ rằng, Bạch Tiền Bối cư nhiên thật sự đem loại hung thú này cho tìm tới, còn bắt tới vốn là liền biệt tuyết tiên cơ cũng chỉ nghĩ đến bắt một đầu phổ thông, không mở linh trí giao thú chi lưu, dùng để sung làm niên thú. Tịch loại này hung bạo không có thần trí, chỉ biết là phá hư hết thảy. Bởi vì loại này đặc tính, niên thú một mực là tu sĩ nhóm truy sát đối tượng, giờ đây tu chân giới đã rất hiếm thấy. Càng quan trọng hơn là, niên thú ăn ngon, bắt đầu ăn đặc biệt hương. Sau khi ăn xong còn có thể chướng công lực. Tức hàng yêu phục ma tạo phúc nhân gian, lại có thể chướng công năng, lại tốt ăn, không tuyệt chủng mới kỳ quái. Ăn vào cuối cùng, niên thú đã đến không đi chăn nuôi liền muốn chống đỡ không nổi đi cấp độ. Nhưng niên thú thứ này, lại không tốt chăn nuôi, cho đến trước mắt còn không có thành công đại lượng chăn nuôi niên thú thành công phương án. Lúc này niên thú, tịch, đã bị biệt tuyết tiên cơ một đao đâm xuyên yết hầu tại tất cả mọi người lớn tiếng kêu lên một thời điểm, tại Tống Thư Hàng bạo tạc trong nháy mắt đó, tiên cơ liền động thủ, để cái này hung thú tiến vào lành lạnh giai đoạn. Cái này tịch, là biến dị chủng loại, biệt tuyết tiên cơ lên tiếng giới thiệu nói, một hồi ta đem hắn xử lý thỏa đáng về sau. Phàm là ăn xong nó thành viên, ngay tại chỗ ngồi xuống hấp thu năng lượng. Huyết nhục của nó, có một lần tích huyết trọng sinh hiệu quả. Đối thất phẩm cùng thất phẩm trở xuống tu sĩ đều hữu hiệu quả. Một lần tích huyết trọng sinh hiệu quả, cơ hồ tương đương một lần yếu hóa bài phục sinh. Dứt lời, biệt tuyết tiên cơ dùng sức đánh ra niên thú trong cổ lưỡi dao. Một đạo thuần năng lượng biến thành huyết phụ từ trong đao dâng trào. Tế niên thú khâu, bắt đầu. Tạo hóa pháp phương phối hợp bắt đầu đàn tấu lên. Mà tại Tống Thư Hàng bạo tạc nguyên địa vị trí, Tống Béo Cầu biến thành áo khoác xuyên qua chóng mặt máy móc thiếu nữ trên người. Tô Thị A Thập Lục đem máy móc thiếu nữ ôm lấy. Sở các chủ ngốc mau chuyển qua A Thập Lục trên đầu. Xích tiêu kiếm, cửu tu phượng hoàng đao, bia đá đạo hữu, phượng nghi cầm chủ móng vuốt các loại chờ, vật trang sức, cũng tạm thời chuyển rời đến linh quỷ tiên tử bản A Thập Lục trên người. Tống Thư Hàng không có ở đây tình huống hạ, linh quỷ tiên tử chẳng khác nào là Tống Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục ánh mắt hướng nơi xa nhìn ra xa, một mực rơi vào tòa kia thiên đế cung điện chỗ. Tại cung điện kia sâu bên trong, thiên đế bảo tọa phía trên, có một bóng người bắt đầu ngưng tụ. Chính là đột nhiên bảo thể sau bá Tống. Lúc này, Tống Thư Hàng cũng không hề hoàn toàn phục sinh, hắn vẫn còn chết và sống ở giữa, là Tiết Định Ngạc Tùng Thử. Ở trong cơ thể hắn, bản mệnh đan điền vị trí, bất hủ phì kình kim đan cái chán, có một cái phù văn bên trong nhan sắc bắt đầu rút đi, chỉ để lại phù văn sắc không. Đây là cùng loại vân tước tử bất hủ chi cốt phục sinh. Bất quá, Tống Thư Hàng bất hủ phì kình kim đan phục sinh, là có nhất định CD, tiêu hao hoàn tất về sau, cần các loại chờ phù văn bên trong nhan sắc một lần nữa bổ sung hoàn chỉnh. Tống Thư Hàng yên lặng ngồi ở trên bảo tọa. Hắn nâng lên bàn tay của mình, nhìn qua lòng bàn tay đã biến mất điểm đỏ, hắc hắc hắc, bắt được ngươi. Tống Tiền Bối, ta thần bí đảo thiên đình mảnh vỡ muốn tới. Trong đầu, vang lên đảo chủ Tiền Bối thanh âm. Nghi thức có thể bắt đầu, Bắc Phương Đại Đế thanh âm đồng thời đuổi theo. Đảo chủ Tiền Bối ngươi một mực dọn nhà tới, ta đã vì ngươi mở quyền hạn. Trên vương tọa sen vào sinh, tử ở giữa Tống Thư Hàng,
lên tiếng đáp. Thỏa, liền tới, đảo chủ tiền bối trả lời. Lấy kim quái đảo chủ giờ đây cảnh giới, một hơi đem thần bí đảo thiên đình mảnh vỡ toàn bộ rời đến, cũng không thành vấn đề. Sau đó, Tống Thư Hàng lại hồi phục Bắc Phương Đại Đế, Bắc Phương tiền bối, thiên đình mảnh vỡ ta đã tập trung đến một cái khu vực, cũng đem một khu vực như vậy cùng hạch tâm thế giới những vị trí khác ngăn cách, các ngươi có thể yên tâm cử hành nghi thức. Bất quá, bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân, thiên đế bảo tọa muốn chờ một lúc lại chuyển di cho các ngươi. Ta biết, nhà ta A Quy nói cho ta biết, ngươi lại nổ, bây giờ đang thiên đế cung điện vị trí phục sinh. Bắc Phương Đại Đế trả lời, chúng ta bên này cũng cần chờ kim quái đem thiên đình mảnh vỡ chuyển tới về sau, lại tiến hành nghi thức, có một cái giảm sóc thời gian, hẳn là đầy đủ nhục thể của ngươi phục sinh. Như thế rất tốt, Tống Thư Hàng đáp chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Hắn vừa mới bạo tạc, Bắc Phương Đại Đế bên kia liền đã nhận được một tay tin tức. Lại nói, ngươi là thế nào nổ? Bắc Phương Đại Đế thừa dịp nghi thức khai triển còn có ngắn ngủi một chút thời gian, liền hiếu kỳ hỏi. Tống Thư Hàng hiện tại cũng không phải mấy tháng trước hàng lởm huyền thánh, hiện tại bá tống thế nhưng là đường đường chính chính trảm tam thi kiếp tiên, tại chư thiên vạn giới đều có thể bị người tôn xưng một tiếng đại lão. Liền xem như Bắc Phương Đại Đế loại này đỉnh tiêm trường sinh giả, cũng không có khả năng lặng yên vô tức đem Tống Thư Hàng dẫn bảo. Ta nói ta là bởi vì bước sang năm mới rồi, để đại gia vui vẻ một chút, chủ động tự bảo, tiền bối các ngươi tin tưởng không? Tống Thư Hàng đáp. Bắc Phương Đại Đế thoáng trầm mặc một lát sau, đáp, nếu như là người khác, ta sẽ không tin. Nhưng nếu như là ngươi, ta còn thực sự sẽ tin, bởi vì ngươi thật sự giống như là sẽ làm ra loại sự tình này ngươi. Quay đầu ta liền nói cho đám tiểu đồng bạn đáp án này. Tống Thư Hàng. Bắc Phương tiền bối tín nhiệm của ngươi quá mức nặng nề, vãn bối không chịu đựng nổi. Một hồi gặp, Bắc Phương Đại Đế không lại cho Tống Thư Hàng cơ hội giải thích, kết thúc cuộc nói chuyện. Thiên đế bảo tọa bên trên, xen vào sinh, tử ở giữa Tống Thư Hàng, giống một đoàn mông lung sương mù, cuộn tại bảo tọa bên trong. Tay của hắn nhẹ nhàng tại bảo tọa trên lan can sao động. Hắn tự bạo nguyên nhân, dĩ nhiên không phải chủ động tự bạo. Mặc dù hắn trong vòng một năm liền chết vô số lần, nhưng hắn cùng huyền nữ môn vân tước tử khác biệt. Hắn cũng không phải là ưa thích muốn chết người, có thể không chết, hắn cũng hy vọng mình có thể sống tạm lấy. Dù sao, phục sinh pháp khí cũng rất đắt. Bất quá lần này năm mới bá tống thủ bạo, xác thực cũng có chính hắn tận lực phối hợp nhân tố ở bên trong. Bạo tạc kíp nổ, cùng cái kia hằng tinh hủy diệt bệnh độc có quan hệ. Hằng tinh hủy diệt bệnh độc là kíp nổ, mà năm ngoái cuối năm, Tống Béo Cầu phong ấn đưa tới cái kia màu đỏ ác ma đầu lâu hằng tinh tận thế người thì là nhóm lửa kíp nổ hỏa tinh. Trong lúc này, Tống Thư Hàng một mực tận lực áp chế bản thân linh quỷ tiên tử. Công đức xà mỹ nhân, cửu tu phượng hoàng đao các loại vật trang sức, không có đi bóp tắt cái kia hỏa tinh cùng kíp nổ, ngược lại một mực đang lặng lẽ phối hợp với. Sau đó, tại thân thể của hắn bạo tạc giây lát, tu liêu hệ thống liền may mắn ở phía sau đài lặng lẽ khóa chặt một cái ít. Nói thật, Tống Thư Hàng chính mình cũng không nghĩ tới bản thân lần này tìm hiểu nguồn gốc sẽ như vậy thuận lợi. Thuận lợi đến tựa như là bạch tiền bối phụ thể. Hắn vốn đang chuẩn bị nhân quả. Hòa thôi chờ pháp tắc, còn chuẩn bị mượn dùng nho ra thánh nhân chi nhãn, bạch tiền bối, tam nhãn tiền bối, cầu đản cha, tống u, long lạc nữ sĩ chờ tất cả mọi người lực lượng, cưỡng ép đi bắt cái kia hằng tinh tận thế người cùng hư nhật thủ hộ giả phía sau tồn tại. Nhưng Tống Thư Hàng đại động tác còn chưa bắt đầu, tu liêu hệ thống lại lặng lẽ khóa chặt đến một cái người sử dụng ít. Không sai, hư nhật thủ hộ giả, hằng tinh tận thế người phía sau cái kia nhân vật đáng sợ. Cứ nhiên lặng lẽ meo meo đăng ký tu liêu hệ thống tài khoản, còn download qua một cái hộ khách đoan. Mà tại Tống Thư Hàng bạo tạc dây lát, cái kia phía sau màn nhân vật đáng sợ dây lát hướng tu liêu hệ thống phát khởi cường hữu lực trùng kích, muốn chiếm lấy tu liêu hệ thống, đem hắn nạp làm của mình. Đây mới thực là đại lão. So Tống Thư Hàng đối qua tất cả đại lão, đều muốn ngang ngược cường đại. Liên Hà chỉ ma đế đại lão, đối mặt tu liêu hệ thống lúc, cũng không thể nào hạ thủ. Còn tại nghiên cứu làm sao xóa bỏ Tống Thư Hàng cái này hảo hữu, dày vò nhiều ngày còn không đầu mối. Nhưng cái này phía sau màn đại lão, cư nhiên đã nghiên cứu ra trùng kích tu liêu hệ thống thủ pháp, hơn nữa còn tiến nhập thực tiễn giai đoạn. Đáng tiếc, hắn hành động vừa mới bắt đầu, liền thất bại. Tu liêu hệ thống so tưởng tượng còn muốn đặc thù.
đặc thù đến, căn bản là không có cách chiếm lấy. Đây là căn cứ vào Tống Thư Hàng cái này tồn tại dọc theo tới đồ vật, dính đến Tống Thư Hàng trường sinh chi đạo, là độc nhất vô nhị chi vật. Tống Thư Hàng tại, cái này tu lưu hệ thống ngay tại, Tống Thư Hàng như vong, cái này tu lưu hệ thống liền vong. Mà lại, tại cái này tu lưu hệ thống phía sau, còn có một vị dụng tóc nghiêm trọng Long Lạc nữ sĩ vì trung cực chi thuẫn. Không cách nào đột phá Long Lạc nữ sĩ phòng thủ, thậm chí ngay cả ảnh hưởng đến tu lưu hệ thống đều làm không được. Muốn chiếm lấy tu lưu hệ thống, chỉ có đi chiếm lấy rễ của nó Tống Thư Hàng. Được đến Tống Thư Hàng cái này người, mới có thể có đến cái này tu lưu hệ thống. Vị kia phía sau màn đáng sợ đại lão tại hành động sau khi thất bại, thật nhanh xóa đi bản thân tất cả hành động dấu vết. Sau đó, hắn xóa nick. Từ tu lưu hệ thống bên trong, đem bản thân hào cho xóa bỏ. Dùng thủ pháp, Tống Thư Hàng cũng rất quen thuộc là thiên đạo phòng tối xóa đi căn nguyên thủ pháp. Xóa đi phạm vi, giới hạn định tại tu lưu hệ thống. Loại này thần tú vô cùng thao tác, khiến cho Long Lạc nữ sĩ đều tê cả da đầu. Xóa đi tự thân dấu vết về sau, phía sau màn đại lão biến mất vô tung vô ảnh. Hết thảy, tựa như chưa từng xảy ra một dạng. Thiên y vô phùng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng mà, thế gian này luôn có một ít chuyện, sẽ vượt quá nhân ý liệu. Đương bất hủ phỉ kình kim đan phục sinh công năng phát huy hiệu quả, đương Tống Thư Hàng tại thiên đế bảo tọa bên trên trùng sinh chi lúc, tu lưu hệ thống bên trong thiếu thốn số liệu, cũng bị bổ sung, hoàn nguyên. Từ thành lập đến nay tu lưu hệ thống bên trong duy nhất thiếu thốn số liệu, chính là vị kia phía sau màn đáng sợ đại lão xóa bỏ tự thân tài khoản. Thế là, tại vị kia phía sau màn đáng sợ đại lão rời đi về sau, Tống Thư Hàng tu lưu hệ thống bên trong, có một cái màu xám ít. Lặng lẽ meo meo phục sinh. Hắc hắc hắc, Tống Thư Hàng nhếch miệng lên. Khôi phục sau màu xám ít, ở vào cách tuyến trạng thái, nhưng lại vẫn như cũ cùng vị kia phía sau màn hắc thủ đại lão chặt chẽ tương liên. Nhưng bây giờ, còn không vội, Tống Thư Hàng nói khẽ. Hiện tại, đi tìm đến vị kia phía sau màn đáng sợ đại lão, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Tống Thư Hàng đem sự chú ý của mình từ cái kia màu xám ít bên trong rời, không đi chú ý. Miễn cho bị đối phương sinh lòng cảm ứng, sinh ra hoài nghi. Chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão nhóm, thính tai lợi trình độ đều là phi thường đáng sợ. Điểm ấy Tống Thư Hàng có rất nhiều tự thể nghiệm kinh lịch. Tỷ như, hắn hiện tại nếu như nói một câu cẩu đản cha nói xấu, hoặc là trình cẩu đản nói xấu, lập tức liền sẽ bị cảm ứng được, sau đó cẩu đản cha thiên chu, không lâu sau liền sẽ giáng lâm. Còn có bạch tiền bối cũng giống vậy. Mặt khác, mà môn hà chỉ ma đế cho dù là trọng thương giai đoạn, nhưng Tống Thư Hàng chỉ muốn ở sau lưng nhắc tới hắn nói xấu, lặng lẽ niệm qua một hồi, hà chỉ ma đế bên kia lập tức liền sẽ tâm sinh cảm ứng, sau đó một xem bói liền có thể đem Tống Thư Hàng tính đi ra. Chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão, chính là mạnh như vậy. Cho nên muốn tính toán đại lão, liền phải trước hết nghĩ biện pháp che đậy thiên cơ. Đương nhiên, đại lão nhóm loại này cảm ứng cũng là có một ít tiền đề công thức. Đại lão nhóm cũng không phải tin tức gì đều sẽ tiếp thu. Tại đầu này công thức bên trong, bao quát uy hiếp độ, thân mật giá trị, có phải là âm mưu hay không tính toán, có thể hay không đối tự thân tạo thành uy hiếp, đối phương có hay không tin tức che đậy thủ đoạn chờ một chút, đều là công thức điều kiện tiên quyết. Tại trải qua một bộ phức tạp tính toán về sau, mới có thể bị đại lão nhóm cảm ứng được. Đại lão nhóm cũng rất bận rộn. Không có khả năng cả ngày ở nơi đó len keng tiếp thu cảm ứng nhắc nhở. Tống Thư Hàng cùng cẩu đản cha, trình cẩu đản, bạch tiền bối, tam nhãn tiền bối mấy đại lão ở giữa, là bởi vì quan hệ thân mật, vừa nhắc tới đối phương, liền sẽ sinh lòng cảm ứng. Mà cùng hà chỉ ma đế ở giữa, là bởi vì bá tống là cái nguy hiểm nguyên, sở dĩ bá tống nếu là nhắc lên đối phương, hà chỉ ma đế liền lập tức sẽ táo bạo lên. Sở dĩ. Tống Thư Hàng tránh đi ánh mắt, coi như cái kia bị hoàn nguyên màu xám ID không tồn tại, không đi tận lực chú ý đối phương. Bằng không mà nói, dựa vào hắn có tính toán đối phương suy nghĩ cùng hắn hiện tại uy hiếp độ, hai cái nhân tố đem kết hợp, đối phương lập tức sẽ sinh lòng cảm ứng, từ đó tiến hành một loạt phòng hộ biện pháp, sinh ra phiền toái không cần thiết. Hiện tại, cái này hoàn nguyên qua tới màu xám ID cùng đối phương đại lão ở giữa cảm ứng, là đơn hướng. Tựa như là bị phong hào một dạng, không cần lo lắng đối phương sẽ lợi dụng cái này ID một lần nữa đổ bộ gây sự.
chỉ muốn Tống Thư Hàng không đi tận lực kích hoạt cái này ID, vậy cái này ID tựa như là thật không tồn tại. Chờ đã, ít nhất phải chờ ta nhân quả đao có thể lại cọ mấy vị đại lão đùi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Một ngày kia ta nhân quả đao đùi tập tạp hoàn thành, kiếm ra một bộ thần tạp đến lúc đó thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, ma cản giết ma, tự động cản cũng không tốt làm. Tống Thư Hàng một thân một mình lặng lẽ dõng dạc chỉ chốc lát về sau, tâm tình mới bình tĩnh trở lại. Sương khói mông lung bên trong bá tống đổi tư thế, hướng bên phải rời hai cái mông vị trí, dựa vào bên phải phương trên lan can. Thật to lớn, Tống Thư Hàng nói. Cùng hoa hạ thời cổ long ỷ một dạng, viễn cổ thiên đình thiên đế bảo tỏa cũng là đặc biệt rộng rãi, một cái người ngồi ở tay vịn một phía này lúc, duỗi tay liền sờ không tới tay vịn một chỗ khác. Lớn không nhất định liền tốt, tỉ như Tống Thư Hàng bây giờ nghĩ thay cái tư thế ngồi, liền phải chuyển mấy cái mông vị trí, mệt hoảng. Thiên đế tử đĩa đệm nhất định đặc biệt đột xuất, Tống Thư Hàng nói. Sau khi nói xong, hắn cố ý trầm mặc lão nửa ngày. Nhưng là, hắn tưởng tượng bên trong cái kia mang đát chữ phần cuối thanh âm, nhưng không có xuất hiện. Nói liên tục nàng đĩa đệm đột xuất, đều không xuất hiện. Hoặc là nói, nàng thật sự còn chưa tới phục sinh thời điểm. Tống Thư Hàng dựa vào bên phải trên lan can, thầm nghĩ trong lòng. Vốn là, bình thường tới nói, bất hủ phì kình kim đan phục sinh công năng bị kích hoạt về sau, hắn hẳn là nguyên địa phục sinh. Từ nơi nào chết mất, liền từ nơi đó đứng lên. Nhưng là, phục sinh hắn lại vượt qua rất dài một khoảng cách, tại thiên đế cung điện trương này thiên đế bảo tọa bên trên phục sinh. Loại này thần kỳ thao tác, khiến cho Tống Thư Hàng không thể không sinh lòng hoài nghi. Ở trong đó, có phải hay không thiên đế tử đang ngầm thao tác? Thiên đế tử có phải hay không đã sống lại? Hoặc là nói, nàng muốn mượn bản thân phục sinh, âm thầm bố cục. Nói thật, thiên đế tử hậu kỳ giúp Tống Thư Hàng rất nhiều. Nàng đang tận lực kết giao Tống Thư Hàng. Mà lấy thủ đoạn của nàng cùng xử sự làm người kinh nghiệm, muốn thu hoạch được một người hảo cảm, thực sự quá dễ dàng. Nàng đã từng thế nhưng là kéo một đoàn đủ loại, từng cái hệ thống tu luyện đạo hữu, lấy nàng làm trung tâm, thành lập viễn cổ thiên đình. Nàng nhân cách mị lực, là trải qua lịch sử chứng kiến. Tống Thư Hàng tại cùng nàng tiếp xúc một đoạn thời gian bên trong bất chi bất giác, đối thiên đế tử cũng đã không có gì ác cảm. Đây chính là thiên đế tử cường đại nhân mạch kết giao thủ đoạn thể hiện. Hiện tại, Tống Thư Hàng trong lòng đối nàng cũng chỉ bảo lưu lại ranh giới cuối cùng cảnh giác giá trị. Cái này cảnh giác ranh giới cuối cùng, nếu như giữa hai người quan hệ, không có nghiêng trời lệch đất biến hóa to lớn, bình thường sẽ không giải trừ. Không ra sao, tính toán thời gian, người cũng cần phải đã sống lại a. Tống Thư Hàng gặp kích không ra thiên đế tử, liền không lại quanh co lòng vòng, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Thanh âm của hắn, tại thiên đế cung điện bên trong quay lại. Nhưng thiên đế tử vẫn không có đáp lại. Tống Thư Hàng lại lật mở tu lưu hệ thống, quan sát thiên đế trạng thái. Hồ bằng cầu hữu thiên đế, đát đát tử trạng thái ghi chú, chết không thể chết lại. Sở dĩ đối với các người bọn này chết không thể chết lại người, thật sự rất đau đầu. Đại gia liền không thể thẳng thắn một chút sao, liền giống như ta, giữa người và người muốn nhiều một chút tín nhiệm a. Tống Thư Hàng thở dài. Hắn vừa dứt lời, tu lưu hệ thống bên trong vừa vặn lật ra cá nhân hắn tin tức. Server, trình cầu đàn, quần chủ Tống Thư Hàng trạng thái ghi chú, chết không thể chết lại. Tống Thư Hàng, mặt đều sưng lên. Hắn ngẩng đầu vọng thiên. Không nghĩ tới, ta hiện tại cũng là chết không thể chết lại trạng thái. Nhưng là, nguyên thần của ta còn sống thật tốt ha. Nguyên thần không chết lời nói, ta đây tính toán là cái gì chết không thể chết lại. Hẳn là ta cái kia bị cắt thành 15 phần nguyên thần, cũng bị thừa nhận làm là phân thây trạng thái. Ngay tại Tống Thư Hàng suy tư lúc, hạch tâm thế giới, thiên đình mảnh vỡ khu vực, trong lúc mơ hồ truyền đến một trận nổ vang âm thanh, đó là có to lớn vật thể hạ xuống thanh âm. Kim quái đảo chủ tiền bối, đem hắn thiên đình mảnh vỡ trở tới. Lần này, hạch tâm tiểu trợ thủ không có cho mượn cơ dùng thiên đình mảnh vỡ cưỡng ép mở rộng hạch tâm thế giới diện tích. Dù sao, kim quái đảo chủ thiên đình mảnh vỡ là tạm cho mượn, sử dụng hết người ta muốn dẫn đi. Ầm ầm, theo kim quái đảo chủ thiên đình mảnh vỡ đúng chỗ, hạch tâm thế giới. Thiên đình mảnh vỡ khu vực sinh ra cộng minh. Loại này cộng minh thanh âm,
vượt qua hạch tâm thế giới, truyền lại đến hiện thế, lại truyền tới hơn phân nửa cùng hiện thế. Địa cầu đến gần chư thiên vạn giới. Đây là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ số lượng đạt đến trình độ nhất định, viễn cổ thiên đình cơ bản khung bị trùng kiến tuyên cáo thanh âm tập hợp đủ nhiều như vậy viễn cổ thiên đình mảnh vỡ về sau, liền đại biểu cho viễn cổ thời đại vẫn lạc thiên đình, lần nữa trùng sinh. Loại này cộng minh tuyên cáo, có được cùng loại huyền thánh giảng pháp công hiệu. Cái này hơn phân nửa chư thiên vạn giới bên trong tu luyện giả toàn bộ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời một cái hướng khác. Ở tại bọn hắn trong tầm mắt, có một tòa cung điện hoa lệ hư ảnh, phù hiện ở đám mây. Thiên đình, vô địch một thế thiên đình, trọng lập. Đã từng viễn cổ thiên đình cũng là như vậy, ngũ phẩm cảnh giới phía trên tu luyện giả, chỉ muốn tâm niệm suy nghĩ, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy phù hiện ở đám mây phía trên thiên đình hư ảnh. Viễn cổ thời đại, thiên đình trấn áp chư thiên vạn giới, là không thể tranh cãi chư thiên vạn giới tối cường thế lực. Tại ngay lúc đó tu luyện giả nhóm nhìn tới, thiên đế cùng nho gia thánh nhân khác biệt duy nhất, chính là thiên đế vị trí thời đại, thiên đạo còn tại, thiên đế không có cơ hội treo lên đánh chư thiên vạn giới đại lão. Thật sự là thiên đình, có một ít những lão già, mở mắt nhìn thấy cái này hư ảo thiên đình, bên tai nghe được cái kia thiên đình trường sinh đại đạo thanh âm, tựa như về tới viễn cổ thời đại. Đồng thời, chư thiên vạn giới bên trong có bộ phận viễn cổ thiên đình tàn đảng, nhìn thấy hư không bên trong tòa kia quen thuộc thiên đình lúc, lập tức nước mắt rơi như mưa. Viễn cổ thiên đình thời đại, rất nhiều thiên đình thành viên đã đem thiên đình nhìn thành là nhà mình, đối với nó ôm lấy thâm hậu vô cùng tình cảm. Cho dù là Kim Long Thủy Tổ Bạch Long Tỷ Tỷ, đang tận lực xa lánh thiên đình đồng thời, ở sâu trong nội tâm đối viễn cổ thiên đình vẫn như cũ ôm lấy thật sâu quyến luyến. Thiên đình trọng lập loại này chấn kinh chư thiên vạn giới đại sự, tự nhiên cũng chấn kinh rồi một đám đại lão. Tu Liêu hệ thống nghiên cứu bá tống giao lưu quần bên trong. Đã từng là viễn cổ thiên đình thành viên, Thánh Liêm Thiên Vương lên tiếng nói, thật là thiên đình, tuyệt đối không sai. Nguyên sơ ma nữ nghi hoặc, nhưng là, thiên đế không phải là bị bá tống chém giết sao? Bọn hắn tận mắt thấy, tại bá tống phân thân mở cửa sát na, thiên đế bị bá tống chém giết, thần hình câu diệt, hồn phi phách tán. Ngự thú hiền giả, là ai trọng lập thiên đình? Thiên đế đã chết, như vậy, cái này viễn cổ thiên đình là ai trọng lập? Ta có cái to gan suy đoán. Kim Miêu tôn giả trầm giọng nói, vị này mặc dù xưng hào là tôn giả, nhưng trên thực tế đã là một vị bước ra tự thân trường sinh chi đạo hình thức ban đầu kiếp tiên. Ngự thú hiền giả, nói ra suy đoán của ngươi, nhìn xem cùng ta chính là không phải một dạng. Bá Tống, vô tướng vương tiếp lời nói, ta mù đoán là bá Tống. Ta cũng là như thế suy đoán. Tiểu sử hoàng lên tiếng nói, thiên đế bị bá Tống giết chết, bá Tống rất có thể từ trên thân thiên đế thu hoạch đến tin tức gì, thậm chí nói không chừng cướp đoạt thiên đế đạo. Sau đó, hắn thu thập thiên đình mảnh vỡ, trọng lập thiên đình. Nếu như bá Tống trọng lập thiên đình lời nói, một thế này, sợ là chúng ta vô duyên thiên đạo. Nguyên sơ ma nữ thở dài nói. Tiểu sử hoàng suy tư một lát, quyết định nói, sở dĩ. Chúng ta có phải hay không muốn làm chút gì? Bá Tống giờ đây đã là triển ép cục. Nếu như hắn lại trọng lập thiên đình, đám kia bên trong tất cả mọi người chỉ có ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, để bá Tống tại trên người mọi người triển qua. Hắc Bạch Long Nữ, Hòa Trình Thiên Tử, các vị đạo hữu an tâm chớ vội, ta cái này có nội bộ tin tức, lần này thiên đình trọng lập cũng không phải là bá Tống chủ đạo. Lần này thiên đình trọng lập, chủ đạo người có khác hắn người, đây đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Chúng ta cần một cái cùng bá Tống địa vị ngang nhau tồn tại. Nàng cũng không muốn tại thời điểm mấu chốt, có người tới quấy rối nghi thức. Thành lập cái này nghiên cứu bá Tống giao lưu quần, không nghĩ tới ở chỗ này có đất dụng võ. Hắc Bạch Long Nữ đạo hữu tin tức đáng tin, tiểu sử hoàng hỏi. Mặc dù Hắc Bạch Long Nữ là quần chủ, nhưng căn hệ trọng đại, hắn còn nhất định phải hỏi một chút, tốt nhất có thể có chứng cứ có thể chứng minh. Chính coi nơi này. Quần bên trong đáng tin đại tiền bối nhà ta có một đôi cẩu đản đột nhiên hiện thân, nói, ta vừa tính một ván, phát hiện một cái khiếp sợ tin tức. Bá Tống, vừa mới chết một lần. Cái gì, bá Tống chết rồi, vô tướng vương sợ ngây người. Chư thiên vạn giới, vẫn còn có người có thể đánh nổ bá Tống. Các ngươi cũng có thể bản thân lên quẻ, tinh tế suy tính một ván. Nhà ta có một đôi cẩu đản lên tiếng nói, bá Tống chắc chắn sẽ không cứ như vậy thần hình câu diệt.
hắn khẳng định có thuộc về mình phục sinh thủ đoạn. Bất quá, đã bá tống chết một lần, vẫn còn phục sinh giai đoạn, như vậy lần này chủ trì thiên đình trọng lập đại cục, nên không phải bá tống. Nhà ta có một đôi cẩu đản tại quần bên trong nhân vọng cực cao. Lời hắn nói, lại phi thường có đạo lý. Quần bên trong thành viên từng cái đều là đỉnh tiêm tồn tại, bọn hắn lập tức dựa theo thủ đoạn của chính mình, bắt đầu đối bá tống trạng thái tiến hành suy tính. Một lát sau, ngự thú hiền giả, cứ nhiên thật đã chết rồi một lần. Nói cách khác, trong thiên địa này, còn có người có thể cùng bá tống chống lại. Mà lại, nói không chừng còn chiếm theo lấy ưu thế. Nguyên sơ ma nữ trong lòng hơi động. Phô tướng vương, ta cảm giác càng có thể là lưỡng bại câu thương. Nếu không, để bá tống không thể không tiến vào phục sinh giai đoạn cái vị kia tồn tại, khẳng định đã đứng ra, truyền khắp chư thiên vạn giới. Lưỡng cường tương đấu, chúng ta ngược lại có thể có cơ hội. Yên lặng theo dõi kỳ biến, tiểu sử hoàng trầm mặc một lát sau, lên tiếng nói. Hạch tâm thế giới bên trong. Thiên đình mảnh vỡ tự chủ sắp xếp, án lấy lúc trước thiên đình bố cục, xếp đặt chỉnh tề. Kim quái đạo hữu, tiếp đó, ủy khuất ngươi một chút. Tay cầm nho điển đạo tử, lên tiếng kêu. Đạo chủ kim quái lắc đầu, nói, một trận đàm tốt giao dịch, chưa nói tới ủy khuất gì không ủy khuất. Dứt lời, thân hình hắn lui lại, chủ động tiến vào đạo tử bọn hắn mở ra một cái không gian bên trong. Đạo chủ kim quái vừa tiến vào cái không gian này về sau. Hắn tồn tại, căn nguyên phảng phất bị từ chư thiên vạn giới xóa đi. Một sát na này, chư thiên vạn giới bên trong lại không người nhớ kỹ hắn tồn tại. Hư không bên trong, một vị giấu ở kẽ hở không gian bên trong, lặng lẽ quan sát đến thiên đình trọng lập quá trình nam tử tuấn Mỹ, đột nhiên sững sờ. Nam tử duỗi tay nắm lấy cằm của mình, ta tại đây là muốn nhìn ai nhỉ? Một lát sau, đúng rồi, ta là muốn đi tìm ta đồ nhi ngoan. Cười ha ha một tiếng về sau, vị này nam tử tuấn Mỹ trốn vào hư không, hướng phía thần bí đảo vị trí lao đi, biến mất không thấy gì nữa. Bắc phương đại đế hướng phía nam tử biến mất vị trí nhìn một cái. Là thiên đình đáng sợ nhất thiên tài, ngân quái đi. Mang theo dịch dung mặt nạ, lập tức không nhận ra hắn tới. Một đạo bóng người màu vàng óng bước vào hiện thế, bước vào hạch tâm thế giới, mỉm cười nói, hắn cũng không tốt ứng phó, bất quá tốt tại. Chúng ta đối kim quái không ác ý, đồng quái lại là Tống Thư Hàng tiền bối, cho nên chúng ta cùng ngân quái ở giữa không có xung đột, cứ yên tâm đi. Bắc phương đại đế nhẹ gật đầu. Bên cạnh, kim cương tự đại sư nghi ngờ nói, bất quá, cái kia gọi đồng quái tiểu gia hỏa không phải tại hạch tâm thế giới ăn Tết sao? Ngân quái hướng thần bí đảo chạy làm gì? Có thể là, lạc đường, Bắc phương đại đế suy tư nói. Không cần phải để ý đến ngân quái. Bắt đầu nghi thức đi, ta có thể tại hiện thế lưu lại thời gian cũng không nhiều. Bóng người màu vàng óng kéo dài, hóa thành kim sắc trình lâm tiên tử bộ dáng. Sau đó, viễn cổ thiên đình mảnh vỡ khu vực, dâng lên từng tôn pho tượng khổng lồ, thủ hộ tại trọng lập thiên đình bốn phía. Pho tượng nhóm bàn tay bên trên, đứng đấy từng tôn đại lão. Chính là thiên đạo nhất định phải hạ đài liên minh thành viên khác. Ta chuẩn bị xong, đạo tử nhẹ gật đầu. Hắn từ từ mở ra trong tay nho điển, kích hoạt trên đó nho ra thánh nhân lưu lại một cái năng lực thiên phú. Nhớ kỹ, đem ngươi trường sinh chi đạo, ngươi một bộ phận tồn tại toàn bộ lưu lại. Đây là ngươi phục sinh bằng chứng, kim sắc trình lâm tiên tử dặn dò. Đạo tử nhẹ gật đầu, khu động nho điển. Sau một khắc, có vô hình lực lượng quấn quanh trên người đạo tử, đem hắn một bộ phận tồn tại cắn xuống đạo tử may mắn, thành kế béo cầu đại lão về sau. Chư thiên vạn giới cái thứ hai nếm đến cái này thiên phú pháp thuật thống khổ người. Tự thân một bộ phận tồn tại cùng trường sinh chi đạo vậy mà đều có thể bị cắn xuống. Sư phụ độ mạnh, khiến cho đạo tử cảm thấy kiêu ngạo. Cùng thống khổ, thật sự là đau đến không cách nào hình dung. Có như vậy trong nháy mắt, hắn tựa hồ có thể hiểu được lúc trước thiên đạo béo cầu vì sao lại như thế hận nho ra. Thống khổ này, đơn giản khắc cốt minh tâm, muốn quên đều quên không được. Đạo tử trên trán, mồ hôi lạnh như mưa hiện lên, nhỏ xuống ở phía dưới thiên đình mảnh vỡ bên trên. Hắn trường sinh chi đạo, hắn một bộ phận tồn tại, bị nho điển cắn xuống về sau, lại bị bắt giấu ở nho điển bên trong. Đạo tử trên người cảnh giới, khí tức điên cuồng rơi xuống. Mắt thấy liền muốn từ trường sinh giả cảnh giới trở xuống đến kiếp tiên tiêu chuẩn. Đúng lúc này,
Kim sắc Trình Lâm tiến lên, tới gần đạo tử, kêu, ra. Tại đạo tử thể nội, có một tôn linh quỷ chịu đến hấp dẫn, bước ra một bước. Đây là đạo tử linh quỷ, đã bồi dưỡng đến thành thục, cùng đạo tử giống như đúc cái này linh quỷ, là gần đây bên trong bị tìm kiếm qua đến, sau đó cùng đạo tử ký kết khế ước, cùng sử dụng trường sinh giả thủ đoạn điên cuồng đem hắn thúc chín. Cái này linh quỷ, cũng là kế hoạch một vòng. Đạo tử linh quỷ hiện thân về sau, yên lặng đứng ở kim sắc Trình Lâm trước mặt, không nhúc nhích. Thiên đế chi vị, truyền thừa, kim sắc Trình Lâm một chỉ điểm tại đạo tử linh quỷ trên người, đem tự thân thiên đạo chi vị chuyển rời đến đạo tử linh quỷ thể nội. Đây cũng là nàng muốn đạo tử trước đem tự thân trường sinh chi đạo cắt đi nguyên nhân. Sau đó, đạo tử phải thừa kế thiên đế chi đạo, thiên đế chi vị. Mà để kim quái tiến vào cái kia cùng loại thiên đạo phòng tối không gian bên trong, cũng là vì trong thời gian ngắn che đậy kim quái căn nguyên. Kể từ đó, kế thừa thiên đạo chi vị đạo tử, sẽ thành chư thiên vạn giới duy nhất thiên đế, phù hợp một hồi nghi thức tiêu chuẩn. Mấy hơi về sau. Xong rồi, kim sắc Trình Lâm có chút hư nhược lui lại một bước. Đồng thời, ở sau lưng nàng có một cái kim sắc không gian mở ra. Kim sắc không gian bên trong đứng đấy số lớn thiên binh thiên tướng, còn có mấy tôn không có giải thoát trường sinh giả pho tượng, cùng một cái băng lãnh Bắc Phương Đại Đế. Kim sắc không gian bên trong Bắc Phương Đại Đế, là Bắc Phương Đại Đế, cũng không phải Bắc Phương Đại Đế. Hắn là đã từng lưu tại viễn cổ thiên đình Bắc Phương Đại Đế ấn ký, mượn nhờ Trình Lâm bí pháp hóa hình. Trên thực tế, đây là một hồi, 8, 5 thiên đạo trong kế hoạch vật thay thế. Tạ đạo hữu thay ta ứng kiếp. Phục sinh Bắc Phương Đại Đế đối kim sắc không gian bên trong Bắc Phương Đại Đế thi lễ một cái. Kim sắc không gian bên trong Bắc Phương Đại Đế mỉm cười. Một bước cuối cùng, Xích Tiêu Tử đạo hữu, còn mời đem sắp kiếp thiên kiếp tiểu hữu mang đến. Kim sắc Trình Lâm lên tiếng nói. 8, 5 thiên đạo kế hoạch, đối thiên đạo nhất định phải hạ đài liên minh mấy vị thành viên tới nói, đều là hoàn thành tự thân cứu rỗi cơ hội. Hắn cũng không ngoại lệ. 8. Năm thiên đạo kế hoạch, hắn đây hoàn thành lời hứa của mình, đem bản thân có thể tính mệnh tương thác đồng bạn, từ thiên đình chi đạo bên trong giải thoát đi ra cuối cùng cơ hội. Đây là sau cùng cứu rỗi. Cũng là hắn vì Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối. Dò đường. Chờ một lát, lập tức tới ngay. Xích Tiêu Tử đạo trưởng gật đầu nói, bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong một vị sắp độ kiếp tiểu đạo hữu, đây cũng là nghi thức một vòng. Vị tiểu đạo hữu này. Là Xích Tiêu Tử đạo trưởng tìm thấy, hắn cùng đạo trưởng ở giữa có một đoạn nhân quả. Lần này nghi thức đối tiểu đạo hữu tới nói, có nhất định nguy hiểm, nhưng cũng là một cái to lớn vô cùng cơ duyên. Nắm chặt lời nói, tương lai của hắn, bất khả hạn lượng. Chỉ cần là đối với mình có lòng tin tu sĩ, cơ hồ cũng sẽ không cự tuyệt cơ duyên như vậy. Ngay tại Xích Tiêu Tử đạo trưởng đứng dậy, chuẩn bị đi đem cái kia tiểu đạo hữu mang đến thời điểm, đột nhiên. Sát phách hạch tâm thế giới khu vực, có lôi minh nổ vang. Thiên kiếp, vọng thiên, là ai đấy? Kim sắc Trình Lâm trừng to mắt. Là ai dẫn hạ thiên kiếp? Muốn hay không trùng hợp như vậy? Lúc này, Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới có hai nơi vị trí cùng hiện thế tương thông. Tại không có tận lực che đậy tình huống hạ, thiên kiếp lực lượng có thể trực tiếp thông qua hiện thế thông đạo truyền lại tiến đến. Là bá tống, Kim Cương Tự Đại Sư lên tiếng hỏi. Gần nhất vô luận chư thiên vạn giới chuyện gì phát sinh, đoàn người đều sẽ theo bản năng nghĩ đến bá tống tới. Lại có người độ kiếp A, là bá tống sao? Lại có người giảng pháp A, là bá tống sao? Lại có người chết mất A, là bá tống sao? Lại có người gây sự A, là bá tống sao? Hẳn không phải là hắn, bá tống giờ đây đã là trảm tam thi kiếp tiên cảnh giới. Đạo tử phân tích nói. Nói cách khác, từ trên lý luận mà nói. Hiện tại bá tống đã cùng độ kiếp vô duyên. Đương nhiên, nếu như bá tống có tao thao tác lời nói, coi là chuyện khác. Bát tí thái cổ vực ngoại thiên ma, ta đến nay vẫn không biết, bá tống hắn là thế nào vượt qua cửu phẩm ngàn ngày thiên kiếp. Ngàn ngày thiên kiếp đây chính là thật cần 1000 ngày thời gian đi giày vò. Mà bá tống, đến cùng là dùng thủ đoạn gì, đem cửu phẩm thiên kiếp đánh cho tàn phế, duy trì bình quân 1 tháng nhất phẩm tiết tấu. Có rất nhiều nhân tố đi. Vẻn vẹn ta biết, hắn liền có thiên lôi tốt nghiệp pháp tắc cùng giới chủ ấn ký loại hình thủ đoạn. Xích Tiêu Tử đạo trưởng ngẩng đầu vọng thiên, nói, lại nói, hiện tại ta còn muốn đi đón người sao? Cách đó không xa,
hạch tâm thế giới thiên kiếp đã ngưng tụ thành hình. Xem ra vị này độ kiếp cửu châu nhất hào quần thành viên, là muốn trực tiếp tại hạch tâm thế giới độ kiếp. Như vậy, bọn hắn lại kéo một cái tiểu đạo hữu tới độ kiếp, hai cái thiên kiếp liền sẽ tăng theo cấp số cộng, cục diện liền sẽ biến không thể khống chế. Bắc Phương Đại Đế ngẩng đầu vọng thiên, tâm tắc nói, chúng ta hẳn là sớm đem nghi thức bên trong sẽ có người độ kiếp vòng này thiết kế hoạch, nói cho bá tống tiểu hữu. Loại sự tình này ai cũng nghĩ không ra a, hiện tại nói cái gì đều trễ. Kim Cương Tự Đại Sư nói, ai liên hệ bá tống đạo hữu. Nhìn xem có thể hay không thao tác một chút, đem độ kiếp đạo hữu an toàn chuyển di. Thiên Đế Cung Điện bên trong. Là A Thập Lục A. Vẫn không có phục sinh Tống Thư Hàng, thông qua hạch tâm thế giới xem cửu châu nhất hào quần ăn Tết hiện trường. Lần này hắn phục sinh hoàn toàn chính xác có chút cổ quái. Nguyên địa phục sinh bị chuyển rời đến Thiên Đế bảo tọa bên trên. Phục sinh đọc đầu thời gian cũng thay đổi dài rất nhiều. Dĩ vãng lời nói, điểm ấy thời gian đầy đủ Tống Thư Hàng hoàn thành phục sinh, thuận tiện lại đi tắm một cái, ăn bữa cơm. Nhưng bây giờ, ở vào chết không thể chết lại trạng thái hắn ngồi ở Thiên Đế trên bảo tọa, nhàm chán từ bên trái chuyển đến bên phải, lại từ bên phải chuyển đến bên trái, cứng rắn là không hoàn thành phục sinh đọc đầu. Kém chút đem hắn nghẹn thành đậu đậu. Chẳng lẽ là bởi vì ta bây giờ là trảm tam thi kiếp tiên cảnh giới, dẫn đến đọc đầu thời gian kéo dài. Thở dài về sau, Tống Thư Hàng lại đem ánh mắt hướng về Tô Thị A Thập Lục vị trí. A Thập Lục tại kết thúc thiên hà Tô Thị thí luyện nghi thức cũng cùng trên trăm cái tiểu thập lục đạt thành cân bằng chung sống trạng thái về sau, nàng bản thể ý thức liền lâm vào ngắn ngủi ngủ say, từ linh quỷ tiên tử thay nàng hoạt động thân thể. Hiện tại, nàng bản thể ý thức thức tỉnh, liền vào chuẩn bị độ kiếp trạng thái. Lại thêm trước đó Tống Thư Hàng năm mới trận đầu tự bạo về sau, rơi xuống màu máu tinh khiết năng lượng thoải mái, Tô Thị A Thập Lục thể nội nguyên bản liền ở vào điểm tới hạn linh lực, giây lát bạo tạc. Không đợi nàng chuyển di vị trí, thiên kiếp cũng đã bắt đầu ngưng tụ. A Thập Lục, cần ta phong bế không gian, trì hoãn thiên kiếp của ngươi sao? Tống Thư Hàng thông qua tu lưu hệ thống cửu châu nhị hào quần, liên hệ nói. Lúc này quần bên trong các tiền bối cơ bản đều tại nhị hào quần, trực tiếp ở chỗ này phát biểu, đoàn người đều có thể nhìn thấy, miễn cho các tiền bối lo lắng A Thập Lục độ kiếp trạng thái. Thuận tiện cũng có thể cùng một chỗ thương lượng một chút thế nào đối mặt A Thập Lục thiên kiếp. Còn nữa, giờ đây hạch tâm thế giới trải qua lần lượt tiến hóa, đã biến không lại như vậy túng. Hiện tại hạch tâm thế giới đã không lại cho thiên kiếp đại lão mặt mũi. Chỉ muốn mạnh mẽ quan bế, ngăn cách hiện thế cùng hạch tâm thế giới thông đạo về sau, ngay cả thiên kiếp đại gia đều muốn bị sập cửa vào mặt, lưu tại ngoài phòng bồi hồi, không được đi vào. Thư Hàng, giúp ta chuyển rời đến vị trí thích hợp đi. Ta chuẩn bị độ kiếp rồi. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Tô Thị A Thất hỏi, có nắm chắc không? Mỗi lần Tô Thị A Thập Lục muốn độ kiếp lúc, hắn đều tương đối lo lắng, dù sao A Thập Lục tứ phẩm thiên kiếp lúc phát sinh qua ngoài ý muốn. Mà lại, lần này Tô Thị A Thập Lục tấn cấp tốc độ quá nhanh, năm ngoái cùng Tống Thư Hàng tiếp xúc lúc, nàng mới tứ phẩm thiên kiếp, bây giờ lại đã muốn độ 5 tấn 6 thiên kiếp, A Thất có chút lo lắng nàng căn cơ bất ổn. Yên tâm đi, hiện tại ta độ 5 tấn 6 thiên kiếp, hoàn toàn chắc chắn. Mà lại vì ứng phó lần này thiên kiếp, ta sớm đã có chuẩn bị. Tô Thị A Thập Lục đáp. Bạch Long tỷ tỷ và nàng cũng sớm đã bố trí xong mang theo hình độ kiếp trận pháp, đón lấy đến chỉ cần tìm một cái thích hợp độ kiếp chi địa, từ túi càn khôn bên trong đem độ kiếp trận lấy ra, bố trí tốt linh thạch, liền có thể trực tiếp sử dụng. Mặt khác, nàng lần này tấn cấp kỳ thật nước chảy thành sông, cũng không căn cơ bất ổn tai họa ngầm hiện thế bên trong, mặc dù mới qua hơn nửa năm thời gian. Nhưng nàng tại thiên hà Tô Thị thí luyện không gian bên trong đã qua dài đằng đẵng thời gian. Về sau nàng còn tại Bạch Long tỷ tỷ dưới sự giúp đỡ, tiến vào một chỗ bí cảnh, ở bên trong lại ma luyện càng dài đằng đẵng thời gian. Nói cách khác, trên thực tế nàng tại ngũ phẩm cảnh giới đã dừng lại không ngắn tuế nguyệt. Bắc Hà tán nhân, kim đan cấu đồ vẽ rồng điểm mắt hoàn thành. Ân, tùy thời có thể điểm xuống cuối cùng một bút. Tô Thị A Thập Lục trả lời. Thất sinh phủ chủ, mấy tên tiểu tử các ngươi, thật đúng là không cho chúng ta những lão gia hỏa này thư giãn cơ hội. Từ khi Tống Thư Hàng gia nhập Cửu Châu Nhất Hào Quần về sau, Cửu Châu Nhất Hào Quần thành viên bình quân mỗi tháng liền chịu đến một lần kích thích, tu luyện tấn cấp tốc độ so những năm qua tăng lên mấy cái cấp bậc.
Hiện tại, liền Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục hai tiểu gia hỏa này, cũng đuổi kịp quần bên trong thành viên, thậm chí muốn bắt đầu đường rẽ bắt kịp. Các tiền bối trong lòng khổ. Thất sinh phủ ngươi đừng vội, trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy đây. Chờ A Thập Lục tấn cấp thành công về sau, quần bên trong áp lực tối đại hẳn là Tô Thị A Thất mới đúng. Cuồng Đao Tam Lãng nắm lấy cơ hội, vội vàng lên tiếng nói, rõ ràng theo Tô Thị bài danh, A Thất cái số này so A Thập Lục phải lớn hơn nhiều gấp đôi, nhưng là hiện tại, A Thất chân quân lại lập tức sẽ bị A. Ngày mai chân quân, Thập Lục đuổi kịp, người ngẫm lại xem, A Thất áp lực đến bao lớn. Ha 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 ha, Tam Lãng, không cần nói nữa. Bắc Hà Tán Nhân nhắc nhở. Chỉ là Bắc Hà Tán Nhân vừa dứt lời, Cuồng Đao Tam Lãng đã bị bên cạnh Tạo Hóa Pháp Vương một thanh gấu ôm, không cách nào tránh thoát. Lần này ta muốn thư tiên thiếp, Tạo Hóa Pháp Vương chất phác cười nói. Cuồng Đao Tam Lãng, thư tiên thiếp là sao đồ chơi? Thành giao, Tô Thị A Thất cởi mở tiếng cười vang lên, đồng thời vang lên còn có bạo tạc đao khí tiếng. Cuồng Đao Tam Lãng, tốt. Cửu Châu Nhị Hào quần bên trong. Tống Thư Hàng, A Thập Lục ngươi chuẩn bị một chút. Ta đem ngươi chuyển di ra ngoài. Hai, ta có thể xách cái ý kiến không? Chính khi này lúc, chết không thể chết lại tiên tử Trình Cẩu Đản lên tiếng nói, Tô gia A Thập Lục tiểu tiên tử, muốn hay không đến thiên đình mảnh vỡ khu vực đến độ kiếp. Có thể thơm. Tu Liêu hệ thống bên trong Cửu Châu Nhị Hào quần, ngoại trừ nguyên Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên ngoại. Tống Thư Hằng còn kéo mấy vị giao hảo đại lão tiến quần chấn chạch những thứ này đại lão nhóm từng cái dầu chảy mỡ, vạn nhất tâm tình tốt tán đợt tài cái gì, cũng có thể làm cho đại gia kiếm lời một đợt. Những thứ này đại lão bên trong đó tự nhiên cũng bao quát Trình Lâm tiên tử tại Tu Liêu hệ thống còn không hoàn thiện nguyên thủy giai đoạn, Trình Lâm tiên tử cùng Bạch Tiền bối đối Tu Liêu hệ thống tao thao tác thủ đoạn so Tống Thư Hằng còn muốn phong phú. Lúc này, nhìn thấy Trình Lâm tiên tử phát biểu về sau, Tô Thị A Thập Lục hơi sững sờ. Bất quá nàng chưa kịp hồi phục, Tống Thư Hàng liền vội vàng từ chối nói, không được, quá nguy hiểm, ta không đồng ý. Trình Lâm tiên tử, Bắc Phương Đại Đế, Xích Tiêu Tử đạo trưởng bọn hắn đang chuẩn bị dùng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ đi mân mê một cái nghi thức. Tống Thư Hàng mặc dù không biết bọn hắn cụ thể muốn làm gì, nhưng có thể khẳng định, như thế một đám đỉnh tiêm đại lão tụ tập cùng một chỗ muốn mân mê, khẳng định là cái đại tân văn. Nói thật, không làm cái chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp tin tức, đều có lỗi với Trình Lâm tiên tử, Bắc Phương Đại Đế, Xích Tiêu Tử đạo trưởng dạng này xa hoa đội hình. Mà Đại Tân Văn nói chung cũng cùng đại phiền toái vẽ lên ngang bằng. Sở dĩ, Tô Thị A Thập Lục độ kiếp, tốt nhất vẫn là không nên cùng bọn hắn dính líu quan hệ tốt hơn. Độ kiếp loại vật này, vẫn là chân thật tương đối ổn thỏa. Tống Thư Hàng bản thân liền ăn lấy hết thành đoàn độ kiếp, biến dị thiên kiếp vị đắng. Bát phẩm trước, thiên kiếp đại lão hay là thật đại lão thời điểm, hắn mỗi một cục thiên kiếp đều là cửu tử nhất sinh. Thân là người từng trải, hắn tự nhiên hy vọng Tô Thị A Thập Lục cùng Cửu Châu Nhất Hào quần các thành viên thiên kiếp, có thể thuận lợi một số, không muốn cả như vậy nhiều yêu thiêu thân. Bình bình đạm đạm mới là thật, an yên vui vui mới là phúc. Tống Cẩu Đản, ta lại không hỏi ngươi, ngươi kiêu ngạo như vậy trả lời làm gì? Làm giống chúng ta bị ngươi chê một dạng, nói thật. Nếu là lần này độ kiếp người là ngươi, chúng ta sẽ trái lại ghét bỏ ngươi, căn bản không vui để ngươi tham dự vào. Trình Lâm tiên tử trả lời. Bá Tống cùng thiên kiếp hữu duyên, mỗi lần thiên kiếp của hắn đều oanh oanh liệt liệt, Trình Lâm tiên tử thực tên ghét bỏ Tống Cẩu Đản thiên kiếp. Tống Thư Hàng. Sở dĩ, Tô Thị tiểu tiên tử, chính ngươi thấy thế nào? Trình Lâm tiên tử hỏi. Tô Thị A Thập Lục uyển chuyển cự tuyệt nói, Thư Hàng nói quá nguy hiểm lời nói. Vậy ta liền không tham dự, tạ ơn Trình Lâm tiên tử hảo ý. Trình Lâm tiên tử nhưng không có nhụt chí, tiếp tục nói, ta nói qua, đề nghị của ta có thể thơm. Tô Thị tiểu tiên tử, chúng ta nói chuyện riêng. Ta không có nhiều thời gian. Tô Thị A Thập Lục trả lời, đỉnh đầu nàng thiên kiếp kiếp vân đã bắt đầu ngưng tụ. Trình Lâm tiên tử nói chuyện riêng trả lời, ta trường sinh chi đạo thai nghén tân sinh chi đạo. Tô Thị A Thập Lục. Có thể nói. Ta trường sinh chi đạo là sinh mệnh chi đạo bên trong đứng đầu nhất, là tuyệt dục tu sĩ phúc âm. Trình Lâm tiên tử tiếp tục nói, thế nào? O o, Tô Thị A Thập Lục, tùy thời có thể sử dụng. Cho ngươi ba lần cơ hội, ngươi cần liền liên hệ ta, chỉ muốn ta không việc gấp, theo gọi theo đến. Trình Lâm tiên tử nói, Tô Thị A Thập Lục,
như thế, ta đáp ứng. Yên tâm đi, ta cam đoan ngươi không có nguy hiểm tính mạng. Một hồi cho ngươi mượn thiên kiếp dùng một lát quá trình bên trong, ngươi 5 tấn 6 thiên kiếp có thể sẽ được tăng cường, dẫn tới ngoài định mức nguy cơ. Nhưng điểm ấy nguy cơ cùng có thể thu được to lớn cơ duyên ở giữa, căn bản vô pháp so sánh. Trình Lâm tiên tử bảo đảm nói. Dứt lời, nàng hoán đổi đến Cửu Châu Nhị Hào quần bên trong, server. Trình Cẩu Đản, quần chủ Tống Thư Hàng, Tô Thị Tiểu tiên tử đồng ý. Tống Thư Hàng, A Thập Lục. Ân, ta quyết định. Tô Thị A Thập Lục nói, yên tâm đi, ta chí ít không có nguy hiểm tính mạng. Một khi có sinh mệnh nguy hiểm, chúng ta cũng có thể lập tức cắt ra 5 tấn 6 thiên kiếp không phải sao. Đi không thể kéo dài nữa. Trình Lâm tiên tử kêu. Đỉnh đầu chỗ. Tô Thị A Thập Lục thiên kiếp, phát ra trận trận oanh minh, phảng phất tại thúc giục A Thập Lục. Không nên chống cự, ta mang ngươi dịch chuyển không gian. Trình Lâm tiên tử kêu. Sau một khắc, Tô Thị A Thập Lục thân ảnh biến mất tại nguyên địa, bị chuyển rời đến thiên đình mảnh vỡ khu vực bên trong. Thiên đế trên bảo tỏa Tống Thư Hàng dựa vào vương tỏa tay vịt, cuối cùng không có ngăn cản. Nơi này là hạch tâm thế giới. Thật không được, liền cưỡng ép đánh tan thiên kiếp, đem thiên kiếp phong ấn thành nguyên liệu nấu ăn. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Tô Thị A Thập Lục bị lôi đi độ kiếp, Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên lực chú ý đều tập trung vào nàng bên kia đi. Lúc này, ăn Tết Yến cũng vừa đúng đến biệt tuyết tiên cơ mang thức ăn lên giai đoạn. Quần bên trong thành viên ngồi ở trên vị trí của mình, một bên chờ lấy mang thức ăn lên, một bên chú ý thiên đình mảnh vỡ khu vực trạng thái. Đây coi như là ăn Tết tiết mục một trong sao, tạo hóa Pháp Vương lên tiếng nói. Hoàng Sơn tôn giả thở dài, ta ngược lại hy vọng ăn Tết đừng có như thế kình bạo tiết mục. Thiên đình mảnh vỡ khu vực. Tại vài tòa pho tượng khổng lồ bàn tay bên trên, kim sắc Trình Lâm tiên tử, Bắc Phương đại đế, Xích Tiêu tử đạo trưởng. Kim Cương Tự Đại Sư, Bát Tí Viễn Cổ Vực Ngoại Thiên Ma đứng vững trận vị. Đạo tử đứng ở thiên đình mảnh vỡ chính giữa nơi này, vốn là thiên đế cung vị trí. Thiên đế cung không ở, nơi này hiện tại là một cái lỗ trống. Ầm ầm, hư không bên trong, thuộc về Tô Thị A Thập Lục 5 tấn 6 thiên kiếp cũng theo đó chuyển di tới, tại thiên đình mảnh vỡ khu vực trên không nổ vang. Bia đá đạo hữu, Xích Tiêu Kiếm, Cửu Tu Phượng Hoàng Đao, Sở Các Chủ Ngốc Mao, Tống Béo Cầu Áo Khoác, Tiểu Lăng Thiêu, Phượng Nghi Cầm Chủ Móng Vuốt chờ vật trang sức, đều tạm thời thoát ly đến bên cạnh, miễn cho bị cuốn vào A Thập Lục Thiên Kiếp. Ngươi cứ việc hảo hảo độ kiếp, chuyện kế tiếp giao cho chúng ta. Bắc Phương Đại Đế đối Tô Thị A Thập Lục nói, thiên kiếp uy lực lại bởi vì chúng ta can thiệp, lâm thời cường hóa. Nhưng không cần lo lắng, cường hóa thiên kiếp bộ phận, sẽ bị chúng ta dẫn đi. Đang khi nói chuyện, Bắc Phương Đại Đế trên người tồn tại cảm giác biến mỏng manh lên hắn nửa người cùng dưới chân pho tượng chỉnh hợp. Pho tượng kia, liền cụ bị thiên đạo phòng tối hiệu quả. Không chỉ có là Đại Đế, còn lại mấy vị thành viên cũng là như thế, hơn phân nửa thân thể cùng pho tượng chỉnh hợp, đem tự thân tồn tại cảm giác suy yếu đến cực hạn. 5 tấn 6 thiên kiếp, đợt thứ nhất báo trước thức thiên kiếp đánh xuống vốn nên chỉ có mới vào ngũ phẩm uy lực báo trước thiên kiếp. Tại Bắc Phương Đại Đế đám người ảnh hưởng dưới, uy lực tăng mạnh. Nhưng tăng cường tới trình độ nhất định về sau, bởi vì Bắc Phương Đại Đế đám người tồn tại căn nguyên đột nhiên bị che đậy, thiên kiếp chương trình có chút phản ứng không kịp, giống ra Bắc tiến vào bộ phận vòng lặp vô hạn trạng thái. Bị chơi đùa thiên kiếp đại lão, JPG, thiên kiếp đại lão đã không có chút nào tôn nghiêm, bia đá đạo hữu cảm khái nói. Sở Các Chủ Ngốc Mao, từ hắn lên thực đơn về sau. Đã sớm không có cái gì tôn nghiêm. Oanh! Bị chơi đùa thiên kiếp, có một bộ phận rơi trên người Tô Thị A Thập Lục, càng nhiều bộ phận bị dẫn đạo đến viễn cổ thiên đình mảnh vỡ khu vực, tập trung đến đạo tử trên người. Thiên lôi lực lượng, liên tục không ngừng tập trung, đạo tử, thiên đế chi đạo, thiên đình mảnh vỡ ba cái ở giữa tại thiên kiếp tác dụng dưới, sinh ra tần số cao cộng minh. 8. Năm nhiệm thiên đạo kế hoạch thuế biến đã bắt đầu. Bá Tống Thiên Đế Vương Tọa đã tốt chưa? Bắc Phương Đại Đế lên tiếng hỏi. Thiên Đế Vương Tọa mặc dù không phải kế hoạch vật nhất định phải có, bất quá hắn có thể tăng tốc 8. Năm thiên đạo kế hoạch tiết tấu. Tiền bối chờ một lát, ta bên này lập tức liền giải quyết. Tống Thư Hàng trả lời. Lúc này, thân thể của hắn rốt cục hoàn thành phục sinh đọc đầu. Tu liêu hệ thống bên trên cái kia chết không thể chết lại trạng thái cũng bắt đầu giảm đi.
dài dằng dặc đọc đầu phục sinh cuối cùng kết thúc. Tống Thư Hàng cái kia bị sương mù bao phủ thân thể cũng bắt đầu ngưng thực lên, lấy khung xương bắt đầu, một chút xíu trùng sinh. Kể từ đó, hắn rốt cục không cần tiếp tục tại Thiên Đế Vương tọa bên trên nhàm chán lăn lộn. Nhanh lên sống tới, đừng có lại trầm mê tử vong. Bắc Phương Đại Đế nói, chúng ta chờ ngươi vương tọa. Dù sao cũng là hắn dùng không muốn mặt mũi làm đại giá đổi lấy Thiên Đế Vương tọa sử dụng cơ hội, đại đế tự nhiên ngoài định mức để bụng. Với hắn mà nói, đây không phải Thiên Đế Vương tọa, mà là ra mặt hắn a. Lập tức tới ngay, Bắc Phương tiền bối thông hoảng, Tống Thư Hàng nói. Đang khi nói chuyện, hắn lại kéo ra bản thân tu lưu hệ thống xem mình lúc này trạng thái. Tu lưu hệ thống bên trong, cá nhân hắn trạng thái ghi chú chết không thể chết lại bắt đầu dần dần nhạt đi. Cái này biểu thị hắn đang tại từ chết không thể chết lại trạng thái bên trong rời khỏi. Tống Thư Hàng lại đem hảo hữu liệt biểu hạ vẽ, vạch ra Thiên Đế Tử trạng thái. Thiên Đế Tử vẫn không có phục sinh dấu hiệu, tình trạng của nàng vẫn là như cũ, còn không biến hóa. Thiên đình đều trọng lập, nàng còn không phục sinh, nàng đến cùng chờ lấy cái gì? Chẳng lẽ, Đát Đát Tử phục sinh chu kỳ cần theo ngàn năm đến tính toán? Lại hoặc là cùng Bạch Long tỷ tỷ cùng lúc trước Bắc Phương Đại Đế như thế? Phục sinh thời điểm cần một loại nào đó thời cơ, đạt tới cái nào đó điều kiện. Trong lúc đang suy tư, hắn cánh tay trái dẫn đầu khôi phục như lúc ban đầu, Bạch Tiền Bối nguyên thần hình chiếu cánh tay bộ phận, lần nữa chiếu đến Tống Thư Hàng trong tay trái. May mắn tay trái, Tống Thư Hàng vui a nói. Tại Bạch Tiền Bối may mắn thuộc tính tác dụng dưới, cho dù là phục sinh, cũng là cánh tay bộ phận dẫn đầu hoàn thành. Cánh tay khôi phục về sau. Phục sinh bên trong sương mù Tống Thư Hàng từ Thiên Đế Bảo Tọa bên trong đứng lên, hắn duỗi ra âu bạch tay trái, nhẹ nhàng hướng Thiên Đế Bảo Tọa bên trên một điểm. Niệm lực tồi động, đem Thiên Đế Bảo Tọa bị cả cái nâng lên. Đi thôi, tiến về đạo tử tiền bối bên người. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sử dụng hạch tâm thế giới quyền hạn, đem Thiên Đế Bảo Tọa Nazi. Hạch tâm thế giới thiên đình mảnh vỡ khu vực. Đạo tử đang tại tiếp nhận thiên lôi uy lực, dùng để chỉnh hợp tự thân, thiên đế chi đạo, thiên đình mảnh vỡ ba cái ở giữa đồng bộ trạng thái. Chỉ chờ đồng bộ hoàn thành, lại nghịch chuyển thiên đạo cầu bù đắp tự thân kế hoạch về sau, đạo tử cùng thiên đế chi đạo liền có thể bù đắp trở thành 8. Năm nhiệm thiên đạo. Đúng lúc này, một trường uy nghiêm lộng lẫy thiên đế vương tọa vượt không mà đến, xuất hiện sau lưng đạo tử. Trường này trên vương tọa, mang theo thiên đế Đát Đát Tử khí tức. Tô thị tiểu tiên tử, ta bên này phải tăng tốc nghi thức tiết tấu. Ngươi làm tốt tiếp nhận trùng kích chuẩn bị. Đạo tử lên tiếng nói. Ta không có vấn đề. Tô thị A thập lục bình tĩnh nói. Lúc này, nàng chân đạp một bộ bức tranh độ kiếp trận đồ, trên trận đồ ẩn chứa nàng đao ý, là nàng đặc thù họa đạo cộng đao đạo kết hợp đao ý. Tại Bạch Long tỷ tỷ dạy bảo cùng Tô thị che đậy tiên tử thí luyện về sau, chỉ là 5 tấn 6 thiên kiếp đối Tô thị A thập lục mà nói. Không hề khó khăn. Giờ đây Tô thị A thập lục, đã điểm ra bản thân kim đan cấu đồ cuối cùng một bút. Nàng kim đan cấu đồ, chính là từ 108 vị Tô thị A thập lục đồ án cấu thành, trong lúc mơ hồ phù hợp thiên cương địa sát số lượng. 108 vị Tô thị A thập lục theo nhất định trình tự sắp xếp, tạo thành một đầu long đội ngũ, tựa như là ăn Tết múa rồng hoạt động một dạng. Mà nàng 5 tấn 6 lúc kim đan cấu đồ cuối cùng một bút. Vẽ chính là cái này long con mắt. Nàng đây coi như là chân chính vẽ rồng điểm mắt. Mà nàng điểm ra cái này đối mắt rồng cũng có chút đặc thù. Rõ ràng là long đồng tử, nhưng nhìn kỹ, nhưng có thể từ đó nhìn ra vĩ đại tình thương của mẹ khí tức. Tiền bối ngươi một mực tăng tốc tiết tấu, không cần lo lắng cho ta. Tô thị A thập lục nói bổ sung. Nói thật, nếu như không phải là vì bận tâm phía dưới nho ra đạo tử tiền bối nghi thức hiệu quả. Lúc này Tô thị A thập lục đoán chừng đã xuất thủ đi phong ấn thiên lôi, đưa chúng nó bắt, trở thành Tống Thư Hàng thiên kiếp thịnh yến nguyên liệu nấu ăn. Phía dưới, đạo tử mỉm cười gật đầu. Hắn có thể nhìn ra, Tô thị A thập lục tại độ kiếp lúc thành thạo dù là cái thiên kiếp này, là được cường hóa qua. Đạo tử tính ra, vị này Tô thị tiểu tiên tử chân thực chiến lực, sớm đã vượt qua ngũ phẩm, đạt tới lục phẩm trình độ. Mà lại, trong cơ thể nàng còn có chân long huyết mạch. Thời điểm then chốt có thể bộc phát ra gấp bội chiến lực. Cái này đợt thiên kiếp, hoàn toàn chính xác không làm gì được nàng. Lại là một thiên tài,
tư chất hoàn toàn không kém gì bọn hắn nho ra 13 kiếp tiên. Như vậy, chờ ta tăng tốc nghi thức tiết tấu về sau, người cũng nhất cổ tác khí, tranh thủ khi tiến vào lục phẩm về sau, trực tiếp đem kim đan linh hồ mở rộng đến cực hạn. Đạo tử trả lời, đây vẫn chỉ là phúc lợi một trong. Chân chính phúc lợi còn tại phía sau, như hắn có thể thành công chứng đạo 8. Năm nhiệm thiên đạo, cái kia Tô Thị A Thập Lục liền có thể thu lấy được vô lượng công đức. Công đức chi lực đối tu sĩ tầm quan trọng, nhìn bá tống liền biết rồi. Căn dặn hoàn tất về sau, đạo tử hít sâu một hơi. Sau đó, hắn hòa hoãn ngồi vào thiên đế trên bảo tọa. Đạo tử họa phong, là nho gia thư sinh họa phong, từ hình ảnh đến xem hắn cùng chương này thiên đế bảo tọa không hợp nhau, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kế hoạch tiến triển. Cũng không trở ngại trong cơ thể hắn thiên đế chi đạo cùng thiên đế bảo tọa cộng minh. 8. Năm thiên đạo kế hoạch khi lấy được thiên đế bảo tọa về sau, như là tăng thêm khí nitơ đua xe, tốc độ bắt đầu cuồng biểu. Ước chừng 30 hơi thở sau. Xúc động, kim sắc Trình Lâm tiên tử lên tiếng, vui vẻ nói. Đạo tử mượn nhờ thiên kiếp chi lực, toàn lực kích hoạt thiên đế chi đạo cộng trọng lập thiên đình, rốt cục kích hoạt lên đã từng thiên đạo béo cầu lưu lại bù đắp tự thân chuẩn bị ở sau. Thiên đạo còn sót lại lực lượng, bắt đầu tự chủ vận chuyển lại trên tân thiên đạo nhiệm trước đó, thiên đạo béo cầu lưu lại thủ đoạn, cũng còn hữu hiệu. Đây cũng là 8, 5 nhiệm thiên đạo kế hoạch mấu chốt. Đón lấy đến toàn lực vì trận pháp cung cấp lực lượng. Kim sắc Trình Lâm nói. Xích Tiêu Tử đạo trưởng tay trước râu dài, một thân năng lượng quán nhập pho tượng. Bát Tí Viễn Cổ vực ngoại thiên ma, Kim Cương Tự đại sư, Bắc Phương đại đế đồng dạng đuổi theo Xích Tiêu Tử đạo trưởng hành động. Đồng thời, tại Kim Sắc Trình Lâm sau lưng, có một đạo hư không chi môn mở ra. Có mấy đạo viễn cổ thiên đình trường sinh giả thân ảnh hiển hiện, đây là lúc trước, thiên đế tử vừa phục sinh lúc, tống đầu gỗ từ thiên đế tử đạo bên trong đoạt lại mấy vị thiên đình trường sinh giả bản thân. Mấy vị này được đến giải thoát trường sinh giả, trước mắt còn thiếu khuyết một lần chết một lần cộng chuyển sinh phục sinh quá trình, trước mắt tạm ở vào cái này kim sắc không gian bên trong. Trong đó, liền bao quát Phượng Nghi cầm chủ chết qua một lần bản thể, ở vào giống như Tống Thư Hằng phục sinh trạng thái bên trong bản thể. Thuộc về viễn cổ thiên đình trường sinh giả lực lượng, bị tụ tập, bù đắp đạo tử cùng thiên đình thiếu hụt. Hư không bên trong, thiên đạo béo cầu bù đắp tự thân thủ đoạn. Rốt cục bị triệt để kích hoạt. Ngay tại lúc này, kim sắc Trình Lâm tay áo hất lên. Từng đạo nàng lợi dụng bản thân trường sinh chi đạo cộng thiên đình trường sinh giả chết một lần lạc ấn chế tác mà thành thế thân, bị nàng tế ra. Những thứ này thế thân, đem thay thế thiên đình trường sinh giả nhóm thụ kiếp. Mà tại nàng ném ra ngoài những thứ này thế thân đồng thời, chư thiên vạn giới chấn động. Tất cả tu luyện giả lòng có cảm giác. Có người chứng đạo bất hủ. Là ai? Là bá tống sao? Mặc kệ là chuyện gì, dù sao trước tiên nghĩ xuống có phải hay không bá tống chuẩn không sai. Không nên hỏi, hỏi chính là bá tống. Huống hồ, giờ đây tại chư thiên vạn giới tu luyện giả trong mắt, một thế này bá tống hoàn toàn chính xác có chấn áp một thế chi tư. Bá tống phân thân tại hiện thế, thái dương hệ, hỏa tinh bên trên liên tiếp khiêu chiến bát phương cao thủ, thắng liên tiếp không bại. Bá tống bản thể. Càng đem ở kiếp trước vô địch thiên đế cho chém chết. Thậm chí bá tống hoàn thành chư thiên vạn giới một vị giới chủ, chấp trưởng một giới. Không chỉ có như thế. Nghe nói, bá tống còn lấy phàm nhân chi thân, chấp trưởng cửu u thế giới, trở thành cửu u chúa tể. Nghe nói, liền lên nhiệm thiên đạo đều là bởi vì bá tống nguyên nhân bị đánh bạo. Liên quan tới bá tống truyền thuyết, tại nửa năm này thời gian bên trong, lấy cuồng oanh lạn tạc dày đặc trình độ. Oanh tạc chư thiên vạn giới tu luyện giả thần kinh. Bát phẩm huyền thánh mặc dù có thiên hạ không ai không biết ngài bắp thêm thành, nhưng này chỉ là thông qua huyền thánh giảng pháp cùng quy tắc cưỡng chế thêm thành hiệu quả. Mà bá tống loại này thiên hạ không ai không biết ngài hiệu quả, lại là dựa vào song quyền đánh ra tới mà lại, so huyền thánh giảng pháp người khác cũng không sánh bằng hắn a, một mình hắn liền lên bao nhiêu hồi huyền thánh giảng pháp. Căn bản không cách nào so sánh được. Tu liêu hệ thống bên trong có vô số tu luyện giả nhóm hội tụ thành từng cái quần tổ, nghị luận ầm ĩ. Chứng đạo người, thật sự là bá tống sao? Nhưng là, bá tống đã trấn áp chư thiên vạn giới tất cả trường sinh giả sao? Chứng đạo bất hủ tiền đề, không phải liền là trấn áp một thế, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ sao?
Nhưng cái này chư thiên vạn giới, còn có người hướng bá Tống khiêu chiến sao? Tựa hồ, không có a. Chư thiên vạn giới, chúng luận nhau nhau. Tất cả mọi người ngước cổ, chuẩn bị nhìn xem chứng đạo thiên đạo là ai. Năm nay, chư thiên vạn giới tu luyện giả, mỗi tháng chí ít vọng thiên một lần, có đôi khi vẫn phải nhìn nhiều lần, cái này đại đại hóa giải cấp thấp tu sĩ xương sống bệnh. Chư thiên vạn giới tu luyện giả đưa ra rất nhiều suy đoán, nhưng chân chính đỉnh tiêm đại lão, trường sinh giả bên trong mạnh nhất cái kia một túm người, trong lòng cũng hiểu được, chứng đạo thiên đạo không đại gia tưởng tượng khó khăn như vậy. Nhưng cũng không đơn giản như vậy. Lại khó khăn lại đơn giản, đây là rất mâu thuẫn sự tình. Một mình trấn áp chư thiên vạn giới, đích thật là chứng đạo thiên đạo một cái điều kiện. Dù sao, nếu quả như thật treo lên đánh chư thiên vạn giới, như vậy thiên đạo chi vị liền vững như Thái Sơn. Nhưng trên thực tế, lịch đại thiên đạo bên trong, cũng không phải là tất cả mọi người hoàn thành trấn áp chư thiên vạn giới vĩ dấu vết có mấy đời thiên đạo biểu hiện lực, đều không kịp Nho Gia Thánh Nhân. Mặc dù nói đại bộ phận thiên đạo tại chứng đạo trước, đều có Nho Gia Thánh Nhân cùng cấp bậc thực lực cảnh giới. Nhưng chứng đạo tiêu chuẩn, không cùng thời đại tựa hồ cũng có sự khác biệt. Sở dĩ, khả năng không nhất định phải đả biến thiên hạ, mà là tại thỏa mãn cái nào đó điều kiện, cũng được thừa nhận có được tư cách về sau, liền có thể chứng đạo bất hủ. Từ trên lý luận tới nói, mỗi một vị bước ra bản thân đạo trường sinh giả, đều có tư cách chứng đạo thiên đạo. Bá Tống có lẽ thật sự thỏa mãn cái kia ẩn tàng điều kiện. Đỉnh tiêm đại lão trong lòng suy đoán. Hạch tâm thế giới bên trong. Kim sắc trình lâm, sau lưng nàng viễn cổ thiên đình trường sinh giả cùng Bắc Phương đại đế mấy vị đại lão, nắm lấy thời cơ nhanh lùi lại, rời khỏi viễn cổ thiên đình khu vực. Đồng thời, kim sắc trình lâm duỗi tay phất một cái, dùng nhu kình đem Tô Thị A Thập Lục dẫn dắt tới, đồng dạng kéo đến thiên đình mảnh vỡ phụ cận. A Thập Lục thiên kiếp còn tại tiếp tục, nàng còn không thể rời xa. Tiếp đó, mới là nàng tiếp nhận cơ duyên thù lao thời điểm. Đạo tử đạo hữu, cuối cùng, chúng ta chấp niệm, chúng ta cứu rỗi, liền giao tất cả cho ngươi. Kim sắc trình lâm yếu ớt nói. Một hơi đem như vậy nhiều thế thân chia ra đi, đối nàng mà nói cũng là cơ hội ép khô tiêu hao. Đây cũng là ta cứu rỗi cơ hội, đạo tử đáp. Đây là hắn duy nhất, cơ hội cuối cùng, đem bản thân các sư đệ cứu thoát ra cơ hội, hắn tóm lấy, liền không khả năng buông tay. Hoa! Giữa thiên địa. Tiền nhiệm thiên đạo lưu lại thiên đạo quy tắc vận chuyển, liền như là cứng nhắc chương trình, chỉ muốn thỏa mãn kích hoạt điều kiện, liền sẽ bị xúc động. Một đạo ẩn chứa bất hủ khí tức cột sáng từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại đạo tử. Đạo tử thân thể, bị bất hủ tin tức bao khỏa, bắt đầu hóa đạo. Bất hủ bất diệt tin tức, tràn vào thân thể của hắn, cải tạo thịt của hắn thân cùng hồn phách. Một màn này, gặp soi sáng chư thiên vạn giới bên trong. Trình tự bình thường thiên đạo tấn thăng lúc, chứng đạo đại lão có thể tự do lựa chọn, muốn hay không công bố thân phận của mình, muốn hay không tại chư thiên vạn giới công bố bản thân chứng đạo hình ảnh. Nhưng đạo tử đây là đi cửa sau, mà lại cũng không phải hoàn chỉnh chứng đạo, chỉ là một cái quá độ 8. Năm nhiệm thiên đạo, hắn hoàn toàn không cách nào khống chế một bộ này quá trình. Thế là, tại chư thiên vạn giới bên trong, thân ảnh của hắn bắt đầu chiếu rọi ra ngoài. Trong chớp nhoáng này, chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm trong mắt, thấy được một vị nho gia thư sinh ăn mặc nam tử, cao cao ngồi ở một trương kim sắc phương tọa phía trên. Ở phía sau hắn, là một tòa viễn cổ thiên đình hư ảnh. Không phải Bá Tống. Đây là ai, thư sinh bộ dáng, nho gia thành viên. Là nho gia 13 kiếp tiên bên trong đạo tử. Hắn không phải điên rồi sao? Đạo tử lúc nào chứng đạo trường sinh rồi? Giờ khắc này. Chư thiên vạn giới tin tức kênh, đều nổ. Hắn có thể đánh qua Bá Tống sao? Nho gia 13 kiếp tiên là rất mạnh, đạo tử càng là Nho gia thánh nhân thủ đồ. Nhưng hắn dù sao không phải Nho gia thánh nhân, vì cái gì chứng đạo lại là hắn? Ngoài ý liệu, chẳng ai ngờ rằng, chứng đạo cứ nhiên không phải Bá Tống, mà là một vị gần nhất nổi tiếng còn kém rất xa Bá Tống đạo tử. Sát phách, thiên đế điện bên trong. Nửa phục sinh trạng thái Tống Thư Hàng, một mặt chấn kinh. Hắn biết Trình Lâm Thiên Tử, Bắc Phương Đại Đế, Xích Tiêu Tử Đạo Trưởng, đạo tử chờ chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão tập hợp một chỗ, khẳng định phải làm một cái chư thiên vạn giới đỉnh tiêm cấp bậc đại tân văn. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái này tin tức sẽ lớn như vậy, như thế nổ.
cứ nhiên trực tiếp mân mê ra thiên đạo. Cho đại lão quỳ, Tống Thư Hàng cảm thán nói. Đại gia ngươi cuối cùng vẫn là đại gia ngươi. Hắn Tống Thư Hàng mặc dù tao thao tác không ngừng, nhưng cũng chỉ là làm cái cửu u chúa tể phân thân đi ra. Mà mấy vị này đại gia trực tiếp liền làm bất hủ thiên đạo. Cái này thao tác, thổi bạo. Tống Thư Hàng cấp tốc liên hệ Bắc Phương Đại Đế, tiền bối Ngưu. Hắn đang chuẩn bị thổi bạo đại đế mấy vị đại lão. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở thổi thời điểm, hình chiếu tại chư thiên vạn giới, ngồi cao tại thiên đế bảo tọa bên trên đạo tử huyễn tượng, đột nhiên phát sinh biến hóa. Tại uy nghiêm đạo tử huyễn tượng bên người, đột nhiên nhiều một bóng người. Đạo thân ảnh kia, bồng bềnh tại thiên đế bảo tọa hậu phương, như là một cái như u linh, treo ở đạo tử sau lưng. Thiên đế tử, Tống Thư Hàng trong đầu trước tiên nghĩ đến cái này khả năng. Nhưng hắn suy nghĩ vừa mới nhất chuyển, cái kia u linh thân ảnh liền ngưng thực lên. U linh thân ảnh hiển hóa, hóa ra một cái tuổi trẻ nam tử bộ dáng. Nam tử sắc mặt ôn nhu thiện lương, chỉ xem hắn nửa dưới khuôn mặt lời nói, cho người ta một loại rất tuấn thiếu cảm giác. Đây không phải ta sao? Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Vì cái gì ta sẽ như cái như u linh, treo ở đạo tử tiền bối sau lưng? Mà chư thiên vạn giới tu sĩ nhóm nói chuyện phiếm chủ đề, lập tức lại nổ. Bá Tống, là Bá Tống. Nguyên lai Bá Tống ở chỗ này, ta liền nói đâu, chứng đạo làm sao có thể không phải Bá Tống. Coi như chứng đạo không phải Bá Tống, vậy nhất định cũng là cùng Bá Tống có quan hệ. Đây mới là chính xác mở ra phương thức. Không nên hỏi, hỏi chính là Bá Tống. Không đúng, đây không phải ta. Tống Thư Hàng tinh tế quan sát đến treo sau lưng đạo tử U Linh, hắn phát hiện, cái U Linh này Tống Thư Hàng, so với hắn muốn lão một chút. Tống Thư Hàng nói lão cũng không phải là chỉ bề ngoài bên trên khác biệt, mà là khí chất, khí chàng bên trên khác nhau. Tựa như là hắn hiện tại, luận ngoại mạo lời nói cùng năm ngoái bản thân so ra, cũng sẽ không trông có vẻ già. Nhưng là, gần nhất thời gian một năm hắn kinh lịch sóng to gió lớn nhiều lắm, khí chàng và khí chất nhìn qua liền sẽ so một năm trước bản thân tang thương, thành thục. Liền xem như tướng mạo một dạng, nhưng khí chất nhìn qua liền sẽ lão rất nhiều. Đạo tử tiền bối sau lưng U Linh Tống Thư Hàng cũng là như thế, mặc dù bộ dáng nhìn qua cùng Tống Thư Hàng cơ bản tương tự, nhưng là khí chất của hắn nhìn qua muốn hơi lão một số. Dù là U Linh Tống Thư Hàng động tác như là áo choàng một dạng tung bay ở đạo tử tiền bối sau lưng, hắn khí chất nhìn qua vẫn như cũ đặc biệt thành thục. Chân chính thành thục nam nhân, vô luận đang làm cái gì, nhìn qua đều là như vậy thành thục. Thư Hàng, ngươi làm cái gì? Bắc Phương Đại Đế trước tiên liên hệ phục sinh bên trong Tống Thư Hàng, cấp bách hỏi. Lần này 8 năm nhiệm thiên đạo kế hoạch, với hắn mà nói cũng phi thường trọng yếu, hắn cùng Tống đầu gỗ một dạng, có muốn cứu rỗi bản thân. Sở dĩ, hắn cũng hy vọng 8 năm nhiệm thiên đạo kế hoạch có thể thuận lợi thành công. Lại thêm đạo tử cuối cùng ngồi thiên đế bảo tọa, cũng là hắn dùng không muốn mặt mũi làm đại giá, hướng Tống Thư Hàng đổi lấy sử dụng cơ hội. Hiện tại, đạo tử sau lưng dị biến rõ ràng cùng thiên đế bảo tọa có quan hệ. Nếu không phải biết Tống Thư Hàng tính cách, Bắc Phương Đại Đế kém chút liền muốn hướng người tiêu dùng quyền lợi bảo hộ hiệp hội khiếu nại Bá Tống. Tống Thư Hàng giải thích nói, không phải ta, Bắc Phương tiền bối. Ta cũng không biết cái này U Linh Tống là thế nào đi ra. Nhưng ngươi nhìn kỹ, hắn kỳ thật không phải ta, hắn so với ta càng già một chút. Bắc Phương Đại Đế trầm mặc một lát sau, nói. Coi như hắn nhìn qua so ngươi già một chút. Nhưng ngươi dám nói hắn không có quan hệ gì với ngươi. Tống Thư Hàng. Bắc Phương Đại Đế nói đến ý tưởng bên trên. Trên thực tế, dù là cái này U Linh Tống nhìn qua so Tống Thư Hàng muốn già một chút, nhưng hắn mặt, hình dạng của hắn bày ở cái kia đây. Nếu như nói, cái này U Linh Tống cùng Tống Thư Hàng không hề có một chút quan hệ, Tống Thư Hàng chính mình cũng tin không xuống dưới. Nếu là cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ nào lời nói, người ta dựa vào cái gì muốn trưởng thành hình dạng của ngươi? Tống Thư Hàng kiểm trắc xuống trạng thái bản thân. Lúc này hắn vẫn như cũ còn tại phục sinh bên trong trạng thái. Hắn sắt thép phân thân cũng không có chạy. Hắn chảm tam thi hóa thân đều còn tại. Hắn tông u còn tại cửu u thế giới bên trong ngốc lấy. Hắn bá thi chi thân. Đó cùng thiên đạo di thuế cầu chỉnh hợp nguyên thần hình chiếu cũng còn tại tà liên thế giới. Chẳng lẽ là ta bí pháp phân thân, cùng thông nương cùng một chỗ biến mất phân thân thể,
một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải. Thông nương, Tống Thư Hàng phân thân, tâm ma xích tiêu kiếm, cửu tu phượng hoàng đao đều tại ngay lúc đó thiên đạo phòng tối thông đạo bị hư nhật bạo tạc sự kiện bên trong tan biến tại vòng xoáy trong lỗ đen. Nhưng về sau, cửu tu phượng hoàng đao lại lấy hoàn thành bát chuyển trạng thái, xuất hiện tại bên cạnh hắn. Mà thông nương, tâm ma xích tiêu kiếm, Tống Thư Hàng phân thân lại đều không tiếp tục xuất hiện. Nhưng là, không đúng, phân thân của ta, cũng không phải u linh trạng thái. Tống Thư Hàng nhíu mày. Trong lúc đang suy tư, Bắc Phương Đại Đế lại hỏi, người có cái gì đầu mối? Người u linh tống có thể hay không quấy nhiễu được đạo tử chứng đạo? Thật có lỗi, Bắc Phương tiền bối, liên quan tới u linh tống ta cũng một mặt mộng bức. Mà lại, ta vừa kiểm tra bản thân tất cả phân thân, hóa thân, bọn hắn trước mắt cơ bản ở vào trạng thái bình thường. Duy nhất xảy ra vấn đề phân thân, cũng không phải u linh thể. Thiên đế bảo tọa sau u linh tống, ta thực không đầu. Đợi đã, thiên đế bảo tọa, đúng, u linh tống có thể hay không cùng thiên đế tử có quan hệ. Thiên đế bảo tọa là đồ đạc của nàng, có phải hay không là các tiền bối thiên đạo nghi thức kích hoạt lên nàng phục sinh thời cơ. Mà ta, nói không chừng là không cẩn thận chiếm cứ nàng phục sinh khóa lại điểm. Sở dĩ, mới mân mê ra u linh tống. Tống Thư Hàng nói đến một nửa, đột nhiên trong lòng hơi động, suy đoán nói. Bắc Phương Đại Đế. Lại đợi đã, còn có thể sẽ cùng Nho Gia 13 kiếp tiên có quan hệ. Ta đã từng thứ nhất linh quỷ bị Nho Gia 13 kiếp tiên bên trong Lưu Ly Thư Sinh cho mượn đi, mà Lưu Ly Thư Sinh cùng đạo tử tiền bối lại có quan hệ mật thiết. Tống Thư Hàng cảm giác mình đầu óc đột nhiên khai khiếu, từng cái khả năng không ngừng hiển hiện. Bắc Phương Đại Đế. Đúng. Có thể sẽ không sẽ cùng thiên đạo cầu cũng có quan. Lúc ấy thiên đạo cầu sụp đổ thời điểm, ta có một cái hoại tử thận bị thiên đạo cầu cho tiệt hồ. Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một sự kiện. Bắc Phương Đại Đế. Cũng có lẽ là các ngươi mượn ngươi hạch tâm thế giới. Ta trước đó cũng đã nói, hạch tâm thế giới sẽ hấp thu thiên đình chi đạo. Giờ đây tại hạch tâm thế giới nho ra thiên đình mảnh vỡ cùng ta bản thân thiên đình mảnh vỡ, cơ cái thiên đình chi đạo đều bị hấp thu. Có lẽ chính là điểm này, đưa tới một loại nào đó dị biến. Tống Thư Hàng cau mày. Đối diện, Bắc Phương Đại Đế tỉnh táo suy nghĩ về sau, quyết định nói, tuyệt giao đi, bá tống. Người đây chính là cái di động sự kiện hạch tâm thể, người đứng ở đó bất động, đều là đại lượng sự kiện trung tâm. Vì để tránh cho bản thân ngày nào đó đột nhiên bị cuốn vào đến cái nào đó sự kiện lớn bên trong, Bắc Phương Đại Đế cảm giác mình vẫn là cùng Tống Thư Hàng tuyệt giao tương đối thỏa đáng. Tống Thư Hàng, mà cùng một thời gian, hư không bên trong, thiên đạo hình chiếu trong tấm hình, đạo tử tiền bối vẫn như cũ vững vàng ngồi ở thiên đế trên bảo tọa. Hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía sau lưng tung bay bá tống. Lấy đạo tử lúc này sắp trở thành 8 năm nhiệm thiên đạo nhãn lực, ánh mắt tiếp xúc đến u linh tống về sau, liền phảng phất minh bạch rất nhiều. Đại gia yên tâm, đằng sau ta u linh tống Thư Hàng, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta chứng đạo kế hoạch. Đạo tử thanh âm, tại Bắc Phương Đại Đế, Tống Thư Hàng đám người bên tai vang lên. Có đạo tử cam đoan về sau, Bắc Phương Đại Đế, Bát Tý Thái Cổ Vực Ngoại Thiên Ma, Kim Cương Tự Đại Sư đều nhẹ nhàng thở ra. Hình chiếu hình ảnh bên trong. U Linh Tống từ tung bay trạng thái, cải thành đứng sau lưng đạo tử. Tiếp đó, hắn tại đạo tử bên tai thì thầm nói nhỏ, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Đạo tử tại nghe xong U Linh Tống lời nói về sau. Đột nhiên sắc mặt đại biến. Ánh mắt của hắn quét ngang, ánh mắt như kiếm phong sắc bén, đảo qua hư không bên trong một góc. Ta há có thể để cho các ngươi phá hư kế hoạch của ta, đây là ta cơ hội cuối cùng. Là lão sư cho ta cuối cùng phó thác, muốn phá hư kế hoạch của ta, sẽ chết. Đạo tử âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn càng phát ra băng lãnh, tựa như không có nhân tình vị máy móc tiếng. Đạo tử chấp niệm là sư đệ của hắn nhóm. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn cơ hội cuối cùng. Đạo tử ánh mắt như kiếm, quét ngang qua đi, lại đưa tay khẽ đảo. Nho gia thánh nhân nho điển bị hắn tế ra. Sau một khắc, đạo tử vung lên nặng nề nho điển, không chút do dự hướng phía ánh mắt tỏa định cái kia hư không một góc đập tới. Chư thiên vạn giới lúc này còn duy trì lấy đạo tử chứng đạo huyễn tượng hình chiếu. Đạo tử một kích này, chính là sắp chứng đạo bất hủ cấp tồn tại một kích. Á thiên đạo cấp công kích. Một kích xuống dưới, hư không sụp đổ, linh lực chôn vùi.
trên trăm loại hủy diệt thiên địa dị tượng bao phủ cái kia một góc hư không. Đạo tử phát động công kích một màn này huyễn tượng hình ảnh, đồng dạng bị truyền lại đến chư thiên vạn giới bên trong. Chư thiên vạn giới tu luyện giả nhìn lấy một màn này, tâm thần rung mạnh. Hư không bên trong, đạo tử huyễn tượng hướng về một vị trí công kích, tại chư thiên vạn giới tu luyện giả xem ra, lại cảm giác đạo tử công kích tựa như là muốn hướng phía bản thân đập tới một dạng. Cái kia đập tới nho điển, để cho người ta tại trong thoáng chốc phảng phất nhìn thấy một tôn cao lớn nho gia nam tử, chính huy động hắn chi thức thiết quyền dán mặt. Thực lực chưa đủ tu luyện giả, đối mặt một màn này lúc, trực tiếp sụi lơ tại địa. Còn tốt đây chỉ là tiếp sóng sợ huyễn tượng hình ảnh, nếu không, liền tuyệt đối không chỉ là sụi lơ tại đơn giản như vậy. Bất quá thực lực đầy đủ, lại ý chí kiên định tu luyện giả nhóm, có thể gắng gượng, đứng vững áp lực tiếp tục nhìn qua tiếp sóng hình ảnh. Nếu là có thể chịu đựng được, đối bọn hắn mà nói chính là một lần to lớn tôi luyện, có thể tăng lên rất nhiều đạo tâm kiên định giá trị. Đồng thời, từng cái nghi hoặc hiện lên ở tất cả mọi người trong đầu. Bá Tống đại lão cùng đạo tử đại lão nói cái gì thì thầm. Dĩ nhiên khiến đạo tử đại lão đột nhiên giận thành dạng này. Đạo tử đại lão muốn hướng ai công kích, lúc này, còn có người muốn khiêu chiến đạo tử sao? Oanh! Đạo tử công kích oanh diệt cái kia hư không một góc. Tại mọi người xem ra, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể tại đạo tử một kích này bên trong còn sống xuống tới, một kích này thật là đáng sợ. Liền xem như bá Tống đại lão trước đó hiện ra qua cơ bắp, cũng không bằng lúc này đạo tử đại lão cường hoành. Nhưng mà đúng vào lúc này, từ cái kia sụp đổ hư không một góc bên trong, cứ nhiên có hai bóng người lần lượt nhảy ra. Phía dưới, Tống Thư Hàng hai mắt nheo lại. Lúc này Thư Hàng ánh mắt, liền như là bị đánh mài sáng như tuyết lưỡi dao, chằm chằm vào cái này hai bóng người. Hắn biết cái này hai bóng người danh tự. Hư Nhật thủ hộ giả cùng Hằng Tinh Mạt Nhật giả. Hai cái này bên trong, Hằng Tinh Mạt Nhật giả là từ rất nhiều độc lập cá thể tạo thành. Mà Hư Nhật thủ hộ giả tựa hồ là từ một cái cường đại trường sinh giả chia ra thành vô số Hư Nhật, nhưng mỗi cái Hư Nhật ở giữa tựa hồ lại độc lập với nhau. Độc lập Hư Nhật bị chém chết, đều không ảnh hưởng đến bản thể. Trạng thái phi thường đặc thù. Hư không bên trong, Hằng Tinh Mạt Nhật giả cùng Hư Nhật thủ hộ giả đều vô cùng chật vật, bọn chúng trong tay vốn nên các bưng lấy một quyển thư tịch loại hình đồ vật. Nhưng ở đạo tử đột nhiên xuất hiện vừa đánh chúng, bọn chúng trong tay cái kia quyển thư tịch liền bị nện thành bã vụn. Hư Nhật thủ hộ giả quyển sách trên tay tịch chỉ còn cái đóng sách đầu. Hằng Tinh Mạt Nhật giả trong tay thì chỉ còn lại có sau cùng tàn trang. Mà trên người chúng còn cắt có một kiện áo choàng hình dáng đồ vật, cũng tại đạo tử công kích đến, hóa thành cho tàn chính là cái này áo choàng cùng quyển sách trên tay tịch, giúp chúng nó chặn đạo tử hủy diệt một kích. Nhưng đã mất đi cái kia hai quyển thư tịch, bọn chúng coi như chống nổi đạo tử kích thứ nhất, cũng đã mất đi ý nghĩa. Hai quyển thư tịch mới là bọn chúng có thể ảnh hưởng đến đạo tử chứng đạo mấu chốt đạo cụ. Đạo cụ không có, bọn chúng cầm đầu sắt đi ngăn cản đạo tử. Bọn chúng cũng nghĩ qua muốn chạy trốn, nhưng chúng nó ý niệm mới vừa nhuốm, đối diện, đạo tử đã ra tay trước một bước. Đạo tử duỗi tay vẩy một cái. Ở trên người hắn có một tờ bài thi hình dáng pháp khí bị tế ra đến, cái kia một tờ bài thi bên trên, có vô số đề thi, mỗi một đề đều thâm ảo vô cùng đề hải vô nhai, tri thức vô biên. Cái này vô tận đề hải từ bài thi bên trên bay ra. Hóa thành chân chính biển học. Thâm ảo vô cùng đề thi, như thâm uyên đại dương, trực tiếp đem Hư Nhật thủ hộ giả cùng Hằng Tinh Mạt Nhật giả bao phủ. Tại cái này đề hải bên trong, không gian bị phong ấn, hành động bị cố định, hồn phách đều lâm vào vô biên vô tận đề thi bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Trừ phi có thể trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng đem tất cả đề hải bên trong đề thi toàn bộ giải đáp hoàn thành, mới có thể giải mở trói buộc. Học cặn bã run rẩy. Không hào hào học tập lời nói, không nắm giữ đầy đủ tri thức lời nói, người dựa vào cái gì cùng người khác đánh nhau. Đối diện Hư Nhật thủ hộ giả đồng dạng là phi thường đỉnh tiêm trường sinh giả cấp tồn tại, nếu như nó phát lực lời nói, ngược lại thật sự là có khả năng trong khoảng thời gian ngắn giải đáp tất cả đề hải. Nhưng bên cạnh đạo tử, há lại sẽ cho chúng nó giải đề thời gian. Đề hải phong tỏa cả hai đường lui về sau, đạo tử duỗi tay cầm quyền, tại thiên đạo tin tức cường hóa xuống. Quả đấm của hắn vượt qua không gian hạn chế, điên cuồng rơi vào Hư Nhật thủ hộ giả cùng Hằng Tinh Mạt Nhật giả trên người.
đạo tử nắm đấm mỗi một giây liền có thể oanh ra mấy ngàn vạn quyền, nắm đấm số lượng quá nhiều, căn bản là không có cách thống kê trong nháy mắt cái kia hai tên gia hỏa chịu bao nhiêu quyền. Bất quá đạo tử nắm đấm mặc dù nhanh, nhưng mỗi một quyền lực phá hoại đều bị hắn khống chế lại. Hắn ra quyền, là vì cho hả giận, mới oanh ra nhiều như vậy quyền. Chư thiên vạn giới bên trong, có rất nhiều đỉnh tiêm trường sinh giả đại lão thấy cảnh này lúc, thân thể một ít rõ ràng đã khỏi hẳn vết thương cũ bộ vị, đột nhiên lại bắt đầu sinh ra mơ hồ huyễn đau nhức tới. Năm đó, bọn hắn cũng là dạng này bị nho gia thánh nhân oanh bạo mà trước mắt đạo tử mở thiên đạo tin tức hách, so nho gia thánh nhân rất tàn nhẫn. Nho gia thánh nhân huy quyền lúc, chí ít vẫn phải mở cổng không gian, nắm đấm đều là từ trong cánh cửa không gian oanh ra. Nhưng đạo tử nắm đấm là không nhìn thẳng không gian trói buộc. Quả đấm của hắn có thể giây lát tùy ý xuất hiện tại chư thiên vạn giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, thậm chí. Hắn một quyền vung ra, nắm đấm cùng một thời gian có thể tại hai cái, hoặc càng nhiều hơn vị trí đồng bộ xuất hiện. Mỗi một quyền oanh ra lúc, đều ôm theo đạo tử nội tâm tức giận. Nếu không phải huy quyền tốc độ quá nhanh, đạo tử hận không thể có thể vì chính mình mỗi một quyền đều phối âm để phát tiết cảm xúc nhưng liền xem như hắn, muốn tại trong một giây kêu lên mấy ngàn vạn lần, tưởng tượng một chút liền tê cả ra đầu. Mấy tức về sau, đạo tử thu quyền. Trong đoạn thời gian này, hắn đã đánh ra mấy trăm triệu quyền. Tại thiên đạo tin tức phụ trợ xuống, quả đấm của hắn lực lượng bị thu lại đến cực hạn, mỗi một quyền đều chỉ tác dụng tại đối diện hai người này trên người. Nếu không, lấy đạo tử lúc này trạng thái, mấy trăm triệu quyền toàn lực oanh ra ngoài lời nói, một cái vạn giới vị diện đều phải hóa thành cho tàn. Trước đó Tống Thư Hàng quét cả buổi mới soát nổ hư nhật thủ hộ ra, cùng nhượng hắn bạo thể qua một lần hằng tinh mạt nhật giả, tại đạo tử dưới nắm tay, ngạnh sinh sinh đã nhận lấy mấy trăm triệu quyền về sau, mới hóa thành cho tàn. Cái này nhưng so sánh bị đấm một nhát chết tươi muốn thống khổ hơn nhiều. Đáng tiếc, bất quá, không vội. Đạo tử thu quyền, chậm rãi nói. Sau lưng, tôn này U Linh Tống lại cúi đầu tại đạo tử tiền bối bên tai khẽ nói. Đạo tử trên mặt tức giận giảm đi một chút, khẽ gật đầu. Hắn mang theo U Linh Tống nhất lên thăng thiên, lên tới độ cao nhất định sau. Biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, chư thiên vạn giới tu luyện giả nhóm trong đầu tu lưu hệ thống hộ khách đoan bên trong, có hậu đài tiếng nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở. Năm mới bắt đầu, ở chỗ này chúc chư thiên vạn giới đạo hữu nhóm chúc mừng năm mới, tài vận cuồn cuộn. Vì chúc mừng năm mới, tu lưu hệ thống liên hợp thiên đạo tổ chức một trận chư thiên vạn giới ăn Tết hoạt động. Tại ăn Tết trong lúc đó, phàm là có thể gom góp hai cái hư nhật thủ hộ giả, hằng tinh mạt nhật giả đầu đạo hữu, thông qua tu lưu hệ thống có thể hướng thiên đạo hối đoái siêu cấp ban thường. Phàm là có thể tìm tới hư nhật thủ hộ giả hoặc hằng tinh mạt nhật giả tung tích đạo hữu, có thể hướng tu lưu hệ thống cung cấp tin tức, dựa theo tin tức số lượng, có thể hối đoái đẳng cấp khác nhau ban thưởng. Thiên đạo liên hợp tu lưu hệ thống tiến hành năm hoạt động, bước cách lập tức liền lên đến rồi. Thứ này cũng ngang với là tân nhiệm thiên đạo, vì tu lưu hệ thống đại ngôn. Thiên đạo tự mình đại ngôn, chư thiên vạn giới không còn có cái gì sản phẩm có thể có được đãi ngộ như vậy. Bước cách đi lên về sau, tu lưu hệ thống người sử dụng về mặt chiến lực hạn cũng bắt đầu lặng lẽ tăng lên. Nguyên bản chư thiên vạn giới bên trong, có một nhóm đỉnh tiêm đại lão, hoặc ở vào dài rằng giặc bế quan trạng thái không có chủ động download tu lưu hộ khách đoan. Lại hoặc là bởi vì cảm giác tu lưu hệ thống có chút hí cảm giác, download sau cũng không có đi nhiều hơn tiếp xúc. Thậm chí dứt khoát có chút đại lão chướng mắt tu lưu hệ thống điểm ấy tiểu công năng, đối nó bên trong giảng pháp các loại phúc lợi cũng nhìn không ưa. Bá Tống cùng hắn tu lưu hệ thống cũng không phải người gặp người thích linh thạch. Không có khả năng ép buộc chư thiên vạn giới người người đều thích tu lưu hệ thống. Thậm chí, liền xem như linh thạch, cũng có một chút đại lão có thể mặt mỉm cười phát ra ta đối linh thạch không có hứng thú loại hình phát biểu. Huống chi tu lưu hệ thống. Nhưng bây giờ, mới bất hủ giả chứng đạo. Đây là chư thiên vạn giới bên trong chân chính đầu đề đại sự chư thiên vạn giới ở sau đó kỷ nguyên bên trong, lại không có khả năng tìm không ra so một tôn đại lão chứng đạo bất hủ càng kinh bạo. Càng quan trọng hơn sự kiện lớn. Cho nên, cho dù là bế trường quan trạng thái đỉnh tiêm đại lão, cũng bởi vì to lớn chấn kinh, không thể không từ bế quan hình thức bên trong ra. Mới thiên đạo chứng đạo rồi, ta không phải mới bế quan hơn 100 năm sao? Ta vừa mới bắt đầu bế trường quan, ta mới bế quan thời gian 10 năm.
thế giới này liền biến hóa như thế lớn. Mấy tháng trước, bế quan bên trong ta còn mơ hồ cảm ứng được thiên đạo sụp đổ, thế là ta nghĩ lại bế quan 10 năm, điều chỉnh trạng thái tốt nhất, phá quan mà ra. Hiện tại, mới thiên đạo liền chứng đạo rồi, ở giữa là không phải nhảy qua rất nhiều quá trình. Ta cái bế quan 3 năm a, chẳng lẽ là ta tiến vào đặc thù đốn ngộ trạng thái, một chút đã vạn năm. Bộ phận này bế tử quan trường sinh giả đại lão phá quan mà ra về sau, tất cả đều một mặt mộng bức. Trong bọn họ có bế quan 100.000 năm, có vẻn vẹn bế quan 10 năm, có thậm chí cái bế quan 32 năm hoặc là 1 năm. Đặc biệt là mấy vị kia bế tử quan 1 năm đại lão, một mặt mê mang. 1 năm này, hiện thế phát triển quá nhanh. Cho nên, chỉ là bế quan 1 năm, bọn hắn liền bị thời đại vứt bỏ, theo không kịp 1 năm này tin tức. Sau khi xuất quan, có rất nhiều tin tức, huyền thánh giảng pháp các thứ, chờ lấy bọn hắn đi tiếp thu. Nhưng huyền thánh giảng pháp đây đều là thứ yếu. Trọng yếu là bất hủ giả chứng đạo kình bạo tin tức, cùng tân nhiệm bất hủ giả cùng một cái gọi tu chân nói chuyện phiếm hệ thống hợp tác, cho chư thiên vạn giới người tu luyện tuyên bố qua năm hoạt động sự tích. Nhóm này bộ phận bế tử quan gia đỉnh tiêm các đại lão bởi vì thiên đạo bức cách, không tự chủ được lựa chọn download tu lưu hộ khách đoan, cũng đăng ký tài khoản. Thiên đạo lực nâng đồ vật nói cách khác, thứ này cùng thiên đạo có quan hệ. Muốn nhìn trộm thiên đạo bất hủ trung cực huyền bí, có lẽ có thể thông qua cái này tu lưu hệ thống vì đường tắt. Đồng dạng, đám kia nguyên bản chướng mắt tu lưu hệ thống công năng, download sau không hay đi vận dụng, hoặc là căn bản không có đi download đỉnh tiêm đại lão, bởi vì thiên đạo lực nâng nguyên nhân, không chút do dự một lần nữa mở ra hoặc download tu lưu hộ khách đoan, điểm kích đi vào. Mà lần này tu lưu hệ thống chư thiên vạn giới năm mới hoạt động bên trong, cái kia góp đủ hai cái hư nhật thủ hộ giả, hằng tinh mặt nhật giả đầu nhiệm vụ, kỳ thật chính là đối bộ phận này chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão mở ra nhiệm vụ. Vô luận là hai cái hư nhật thủ hộ đầu hoặc hai cái hằng tinh mặt nhật giả đầu, lại hoặc là hư nhật cộng tận thế đầu mỗi cái một cái, đều có thể thông qua tu lưu hệ thống hướng thiên đạo trực tiếp hối đoái trạng thái. Mà thiên đạo có thể cấp cho bộ phận này chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão trạng thái, đã rất rõ ràng thiên đạo cấp giảng pháp, hoặc là cho bộ phận này đỉnh tiêm đại lão thoáng tiếp xúc bất hủ tin tức hoặc ngụy bất hủ tin tức loại hình ban thưởng. Dù sao bộ phận này đại lão, thực lực đã đạt đến tự thân cực hạn, ở vào trường sinh giả thê đội thứ nhất, gần với nho gia thánh nhân, thiên đình thiên đế loại này siêu cấp thê đội về sau. Bọn hắn dựa vào tự thân cảnh giới, thực lực đã rất khó tiến thêm một bước. Có lẽ chỉ có thông qua tiếp xúc thiên đạo cùng bất hủ tin tức, mới có thể để cho bọn hắn tiến thêm một bước. Mà cái kia chỉ cần tìm kiếm được hư nhật thủ hộ giả hoặc hằng tinh hủy diệt giả tung tích nhiệm vụ, thì mặt hướng tại chư thiên vạn giới một nhóm cấp cao chiến lực, cửu phẩm kiếp tiên, bát phẩm huyền thánh cùng những cái kia chiến lực khoa trương có thể vượt cấp chiến đấu thất phẩm tôn giả. Bộ phận này chư thiên vạn giới cấp cao chiến lực, có đủ loại thủ đoạn có thể đi lục soát hư nhật thủ hộ giả hoặc hằng tinh hủy diệt giả tung tích. Nhưng bọn hắn thiếu khuyết đối kháng hư nhật thủ hộ giả hoặc hằng tinh hủy diệt giả thực lực. Hai nhiệm vụ vừa tuyên bố về sau, chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão cùng cấp cao chiến lực, toàn bộ bị điều động. Nhưng là, 8, 5 nhậm thiên đạo đạo tử lại còn chưa đầy đủ, lại chủ động tăng thêm một đầu trong hoạt động cho nếu là toàn dân năm mới hoạt động, vậy cũng không thể đem phổ thông người tu luyện cho vứt bỏ đúng không? Phổ thông người tu luyện, mới là chư thiên vạn giới chân chính cơ sở. Cho nên, 0.5 cái thiên đạo đạo tử thông qua chính mình còn không có mò thấy thiên đạo quyền hạn, bắt được một cái tin tức. Phàm là có thể tại chư thiên vạn giới bên trong tìm thấy được bái nhật tông hoặc tinh diệt giáo thành viên, đưa chúng nó bắt giữ hoặc chém giết, đều có thể thông qua tu lưu hệ thống, trực tiếp hướng thiên đạo hối đoái qua năm gói quà. Chỗ chu sát bắt giữ thành viên đẳng cấp càng cao, số lượng càng nhiều, gói quà càng phong phú. Ghi chú: 10 cái hắc thiết gói quà có thể hợp thành bạch ngân gói quà, 10 cái bạch ngân gói quà có thể hợp thành hoàng kim gói quà, 10 cái hoàng kim gói quà có thể hợp thành chí tôn gói quà. Chí tôn gói quà 10 liên mở, 100 liên mở, sẽ có tỷ lệ thu hoạch được phong phú hơn ban thưởng. Phụ kiện: Bái Nhật Tông, Tinh Diệt Giáo tư liệu bách khoa toàn thư. Rất hiển nhiên, cái này Bái Nhật Tông cùng Tinh Diệt Giáo, cùng cái kia hư nhật thủ hộ giả, hằng tinh mạt nhật giả có quan hệ. 8. Năm thiên đạo đạo tử ban bố nhiệm vụ này, là chân chính điều động chư thiên vạn giới toàn bộ người tu luyện lực lượng, đi đối phó địch nhân. Dùng toàn chư thiên vạn giới nhân dân Hải Dương nhấc lên đào thiên thủy triều.
Cái này năm mới hoạt động cuồng hoan trình độ, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Phổ thiên cuồng hoan. Hạch tâm thế giới, thiên đế cung điện bên trong. Tống Thư Hàng yên lặng nhìn qua Tu Liêu hệ thống tuyên bố ra ba cái nhiệm vụ. Hắn lúc này có thể xác định, bám vào đạo tử tiền bối sau lưng U Linh Tống, chỉ sợ sẽ là chính hắn không thể nghi ngờ. Thừa dịp qua năm làm một cái năm mới hoạt động nhằm vào hư nhật thủ hộ giả cùng hằng tinh mạt nhật giả, vốn chính là hắn kế hoạch một vòng. Mà phía sau cái kia mở bảo dương hợp thành, 10 liên mở 100 liên mở chờ hoạt động thủ pháp. Cực kỳ giống năm đó để hắn lá gan bộ run rẩy game mobile hình thức. Là ta của tương lai sao? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Hắn không có tương lai từ loại kia vượt qua thời gian hạn chế, xuất hiện tại quá khứ trên người mình năng lực. Nhưng hắn, có thần kỳ nhập mộng thiên phú. Là ta của tương lai, nhập mộng đạo tử tiền bối chứng đạo khâu. Nếu như nói, đây thật là ta của tương lai, nhập mộng hiện tại chứng đạo bên trong đạo tử tiền bối. Cái kia ta của tương lai, đến cùng kinh lịch cái gì? Mới có thể biến như thế tang thương. Rõ ràng là đồng dạng mặt, đồng dạng bộ dáng, nhưng bám vào đạo tử sau lưng U Linh Tống so với hiện tại Tống Thư Hàng đến, nhìn qua tựa như già hơn 10 tuổi. Hắn có phải hay không kinh lịch cái gì đại biến, mới có thể biến như thế thành thục? Trừ tử vong ra, có thể làm nam nhân thành thục, không phải là cưới vợ, sinh con, gia đình gánh vác, hài tử sữa bột tiền, phòng vay, xe vay, hài tử giáo dục phí tổn, kinh tế áp lực. Cùng nữ nhi lấy chồng loại hình đồ vật, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Tử vong hoặc là nói tiếp cận tử vong trạng thái, có thể làm người thông qua nghĩ thoáng phương thức, biến thành thục. Trừ chết bên ngoài, một cái nam nhân biến thành thục, cũng không ở ngoài phía trên loại hình lý do. Đương nhiên còn có càng bi quan, càng tuyệt vọng hơn. Tỷ như thất tình, tỷ như đau mất thân nhân, người yêu. Bất quá, U Linh Tống cái là biến càng thành thục chút, trên mặt cũng không có cực kỳ bi thương loại hình cảm xúc. Cho nên có thể suy đoán, hắn cũng không có kinh lịch loại này tình huống bi thảm. Trừ lấy vợ sinh con bên ngoài, gia đình gánh vác, kinh tế áp lực, xe phòng loại hình ta đã đều không cần lo lắng. Tống Thư Hàng bản thân kiểm chắc nói. Phòng ở phương diện, hắn có hạch tâm thế giới, hắn là tương lai tu chân giới đại phòng địa sản thương, không thiếu phòng. Kinh tế áp lực là có, hắn hiện tại là Cửu Châu nhất hào quần bên trong thứ nhất đại phụ hào. Nhưng có Tu Liêu hệ thống tại, tương lai hắn kinh tế áp lực nhất định có thể đạt được làm dịu. Thiếu bạch tiền bối tiền, bạch tiền bối lại không thu hắn lợi tức, từ từ trả, cuối cùng cũng có một ngày có thể trả lại, cho nên kinh tế lên hẳn là cũng không có áp lực quá lớn. Hai tử giáo dục vấn đề càng không cần lo lắng, hắn có Cửu Châu nhất hào quần tiền bối cùng đầy người vật trang sức tại. Vô luận là hài tử hay là nửa năm sau sắp xuất thế muội muội, giáo dục cất bước liền có thể đạt tới chư thiên vạn giới đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Cho nên, là ta nữ nhi lập gia đình. Cái nào nữ nhi? Lý Âm Trúc, Tiểu Lăng Tiêu, vẫn là ta cái kia còn không có đản sinh tương lai nữ nhi. Thân là chư thiên vạn giới đỉnh tiêm đại lão, trảm tam thi kiếp tiên cảnh giới bá tống, hiện tại đầu óc vận chuyển tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung. Một cái ý niệm trong đầu sinh ra về sau, có thể trong nháy mắt liền bị không ngừng thôi diễn, hoàn thiện. Sau đó đè khác biệt nhiệm vụ phụ tuyến, bổ sung thành vài trăm loại hoàn chỉnh tương lai kịch bản. Quy ra thành số lượng từ, mỗi một cái suy nghĩ chỗ dọc theo đi kịch bản, chỉ ít 300 vạn chữ cất bước. Tống Thư Hàng thậm chí ngay cả mình nữ nhi có thể sẽ dài hình dáng gì, đều não bổ cũng tổ hợp ra gần 300 loại khác biệt bộ dáng. Đang lúc Tống Thư Hàng não đại động mở, thậm chí bị chính mình não bổ ra mấy cái nữ nhi lớn lên lấy chồng kịch bản cảm động đến thời điểm, từ Tu Liêu hệ thống bên trong truyền tới một sóng lớn tin tức. Bộ phận này tin tức, là thông qua 8, 5 nhậm thiên đạo đạo tử vì trung chuyển, truyền tới chân quý số liệu. Là cùng tử vong có liên quan trường sinh chi đạo tin tức. Tống Thư Hàng trên thân có hai đầu trường sinh chi đạo tuyến tác. Một đầu cùng tử vong có quan hệ, là hắn vô số lần đối đại lão, không ngừng tử vong phục sinh hậu thân thể lĩnh ngộ ra tới trường sinh chi đạo hình thức ban đầu. Khác một đầu cùng Tu Liêu hệ thống có quan hệ, vô cùng phức tạp, là đứng tại tu sĩ độ cao, căn bản là không có cách đi hoàn thiện khủng bố đại đạo. Tống Thư Hàng đối đầu này trường sinh đạo, không thể nào tới tay, cũng không cách nào tới suy đoán. Cho nên, hắn cái thôi diễn qua chính mình tử vong chi đạo.
Tống Thư Hàng lúc trước cảm giác chính mình tử vong chi đạo hẳn là cửu tử bên trong lấy nhất tuyến sinh cơ, tại chết bên trong cầu sinh. Lại hoặc là sẽ cùng Vân Tước Tử tiền bối phục sinh chi đạo có chỗ trùng điệp, thuộc về phục sinh chi đạo một loại. Nhưng lúc này, từ đạo tử tiền bối nơi đó truyền tới tin tức, lại cũng không thuộc về hai loại. Thông qua đạo tử tiền bối cái kia truyền đến số liệu, kết hợp thân thể của mình tin tức về sau, Tống Thư Hàng trong đầu đối với mình người mang tử vong chi đạo biến rõ ràng. Tinh tế phân tích về sau, hắn nhíu mày đầu này tử vong chi đạo quả thực cực đoan. Đầu này tử vong chi đạo là xen vào chết và sống ở giữa trường sinh chi đạo. Nhưng cùng sở các chủ loại kia sinh tử khô vinh, khô cùng vinh hai người tuần hoàn không thôi trường sinh chi đạo lại có chỗ khác biệt. Đầu này tử vong chi đạo là muốn để chỗ hắn tại tử vong nhưng cũng không có phục sinh thành công vi diệu trạng thái. Phi sinh, phi tử. Chết rồi, nhưng không chết. Phục sinh, nhưng không có sống thành. Là trình cầu đản cùng thiên đế tử vị trí chết không thể chết lại trạng thái. Tống Thư Hàng suy tư nói. Trình cầu đản đây chính là điển hình chết hẳn, thần hình câu diệt trạng thái, nhưng cũng nhảy nhót tưng bừng, có thể nói chuyện phiếm, có thể làm Tống Thư Hàng cung cấp bên ngoài sân chi viện loại hình. Thiên đế tử trạng thái yếu nhược trình cầu đản một bậc. Mặc dù ghi chú cũng là chết không thể chết lại hình thức, nhưng nàng từ chết về sau, liền rốt cuộc không có cho Tống Thư Hàng phát qua mỗi ngày một giọt năng lượng, rốt cuộc không có phát biểu, cũng không có hiện thân. Tống Thư Hàng thuận cái này mạch suy nghĩ lại chỗ sâu phân tích, sau đó nhìn một chút trạng thái thân thể của mình. Đúng, chính là cái này đặc thù trạng thái. Chết rồi, sau đó sắp phục sinh. Nhưng phục sinh trạng thái, lại bị ngăn chặn, đọc đầu CD dài rằng giặc. Chậm chạp không cách nào phục sinh thành công. Phi tử, phi sinh. Nhưng đầu này trường sinh chi đạo nguyên lý là cái gì? Tống Thư Hàng nhíu mày. Trường sinh chi đạo, cần có thể giảng thông, phải có trường sinh nguyên lý. Khôi lỗi chi đạo cũng tốt, trình lâm chuyển sinh chi đạo cũng tốt, sở các chủ khô chi đạo khô vi dưỡng phân tư dưỡng vinh, vinh lại sẽ dần dần hóa thành khô tuần hoàn không thôi chi đạo cũng được, đều là có thể giảng thông trường sinh chi đạo. Là lý luận có thể giảng thông vĩnh tồn chi đạo. Nhưng phi sinh, phi tử trường sinh nguyên lý là cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì trạng thái này đặc thù, thành sống và chết ở giữa không ai quản lý khu vực, chết không quản được hắn, sống cũng hạn chế không được hắn, cho nên có thể chứng đạo trường sinh. Nếu thật là nguyên lý này, vậy cái này đầu sinh trưởng chi đạo, có tỉ vết. Liền cùng Mặc Môn vị kia tuyệt thế thiên tài khôi lỗi chi đạo đồng dạng, sẽ mất đi sinh mệnh đặc thù cùng một ít khái niệm. Tống Thư Hàng mặc dù đã tuyệt dục, nhưng hắn cũng không có tuyệt vọng, vẫn là có mơ ước. Nếu như triệt để mất đi sinh mệnh đặc thù, vậy hắn nói không chừng liền phải đứng trước tuyệt vọng tình cảnh, liền sinh mệnh chi đạo đều cứu không được hắn tuyệt vọng. Cho nên, nếu như đầu này trường sinh chi đạo nguyên lý chính là phi sinh phi tử, vậy mình muốn bước ra đầu này trường sinh chi đạo sao? Tống Thư Hàng có chút do dự. Mà lại... Vì cái gì đạo tử tiền bối muốn đem đầu này trường sinh chi đạo bù đắp số liệu gửi đi cho hắn? Trình Lâm cùng thiên đế tựa hồ cũng đang tận lực giữ lại loại trạng thái này. Từng đầu tuyến tác, tại Tống Thư Hàng trong đầu hội tụ. Trảm tam thi kiếp tiên tính toán năng lực trước nay chưa từng có tập trung, siêu tần vận chuyển. Trong đầu hắn tất cả ký ức, số liệu, tin tức đều vùi đầu vào trận này tính toán bên trong. Chờ chút, hai cái khác biệt cá thể chứng đạo bất hủ. Nếu như, chứng đạo hai cái khác biệt cá thể, là nhất sinh nhất tử, sẽ có thao tác chỗ trống sao? Chỉ nói là hai cái khác biệt cá thể chứng đạo, chưa hề nói nhất định phải đều còn sống chứng đạo A. Chứng đạo trong hai cái, nếu có một cái là chết, sẽ có hay không có chỗ trống có thể chui? Thôi diễn đến cái này chui thiên đạo chỗ trống khả năng về sau, Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút, sau đó liên hệ bạch tiền bối cùng bạch tiền bối. Hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo bất hủ là thiên đạo bạch lúc trước lưu lại tuyến tác, là hắn tại nửa bước siêu thoát sau đạt được kết luận. Về sau, bạch tiền bối đem cái này tuyến tác xem như là khóa hậu bài tập để lại cho Tống Thư Hàng, để hắn trở về hảo hảo cấu tứ hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo khả năng. Hiện tại, hơi có chút đầu mối về sau, Tống Thư Hàng liền nhớ tới giao bài tập việc này. Hắn mở ra tu lưu hệ thống. Từ hảo hữu liệt biểu bên trong lôi ra bạch tiền bối cùng bạch tiền bối, đem hai vị bạch tiền bối kéo vào đến một cái lâm thời thảo luận tổ. Hệ thống nhắc nhở, sủng vật chủ nhân chữ viết mơ hồ, vạch rơi chí hữu bạch, nhân viên quản lý bạch gia nhập lâm thời thảo luận tổ.
phục sinh xong, hiện thế Bạch Tiền Bối hỏi. Có việc, Bạch Tiền Bối hỏi. Tân Thiên Đạo chứng đạo loại này cả thế gian chấn động đại sự, liền ngủ say trạng thái Bạch Tiền Bối cũng bị giật mình tỉnh lại. Lúc đầu, Bạch Tiền Bối bởi vì tự thân gián đoạn tính cơn buồn ngủ, mỗi cách một đoạn thời gian cũng nên ngủ say thời gian rất lâu. Nhưng lần này, hắn cơn buồn ngủ bị cưỡng ép xua tan. Hắn hiện tại, bởi vì ngủ không ngon, trạng thái tinh thần có chút không ổn định. Tống Thư Hàng trả lời, hiện thế Bạch Tiền Bối, ta còn tại phục sinh lấy một hồi sẽ qua mà liền hoàn thành phục sinh, không cần lo lắng. Cửu U Bạch Tiền Bối, ta là có chút việc muốn báo cáo các ngươi. Ngươi cái này lộn xộn cái gì xưng hô, Bạch Tiền Bối bất mãn nói. Tống Thư Hàng, ta đây là mãnh liệt cầu sinh dục tác dụng dưới, vì phân chia hai vị Bạch Tiền Bối, cố ý lựa chọn tăng thêm địa danh loại này bình thường nhất, không tìm đường chết phương thức tiến hành khác nhau a. Hiện tại, bất hủ phì kình kim đan phục sinh CD không có khôi phục Tống Thư Hàng, cầu sinh dục mạnh đến đáng sợ. Bạch Tiền Bối cùng Bạch U U danh xưng như thế này, quả quyết sẽ không từ trong miệng hắn bật thốt lên ra. Xưng hô, hoàn toàn chính xác phải thêm lấy phân chia. Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, xưng hô với ta không cần tăng thêm hiện thế, đối cửu U A Bạch ngươi có thể tăng thêm cửu U để mà khác nhau. Bạch Tiền Bối. Nếu như không phải giấc ngủ không đủ, trạng thái tinh thần không tốt, lúc này hắn đã sớm muốn phản bác hiện thế Bạch ý kiến. Bạch Tiền Bối lại dò hỏi, lần này Nho Gia đạo tử đột nhiên chứng đạo, cùng Thư Hàng ngươi có quan hệ sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, đúng vậy, phải cùng Bắc Phương Đại Đế, Xích Tiêu Tử đạo trưởng, Trình Cầu Đàn mượn dùng hạch tâm thế giới thiên đình mảnh vỡ cử hành cái kia nghi thức có quan hệ. Nhưng ta không rõ ràng Trình Cầu Đàn các nàng là làm sao đem đạo tử Tiền Bối đẩy lên bất hủ thiên đạo chi vị. Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút về sau, nói cách khác, Nho Gia đạo tử lần này không phải bình thường chứng đạo, mà là đi một loại nào đó đường tắt. A Bạch, cửu U bên kia có động tĩnh sao? Bình thường đến nói, thiên đạo chứng đạo bất hủ cái này quá trình sau khi hoàn thành, tại cửu U thế giới bản nguyên bên trong liền sẽ có một tôn đối ứng cửu U chúa tể sinh ra. Thiên đạo cùng cửu U chúa tể cộng hưởng chứng đạo trước đó tất cả ký ức, bất quá cửu U chúa tể nhận cửu U bản nguyên ảnh hưởng, tương lai tại tính cách phương diện sẽ có biến hóa. Hoàn toàn chính xác có chút động tính, cho nên, ta hiện tại có chút bận bịu. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, ta thông qua Tống U U, không có cảm ứng được cửu U xảy ra vấn đề a. Cửu U bản nguyên bên trong, cũng không có động tính. Bởi vì ngươi không phải ta. Bạch Tiền Bối nói. Tống Thư Hàng. Cửu U hiện tại động tính, chỉ có ta có thể cảm ứng rõ ràng đến. Dù sao, ta cùng nó xoắn suýt thời gian lâu như vậy. Bạch Tiền Bối không tiếp tục thừa nước đục thả câu, nói thẳng, là béo cầu. Trực giác của ta nói cho ta, béo cầu có thể muốn dục hỏa trùng sinh, phá cầu trọng viên. Tống Thư Hàng giật mình, béo cầu đại lão, muốn phục sinh. Hắn đối béo cầu đại lão có tâm lý âm ảnh. Nghe được tin tức này lúc, trên cánh tay lông tơ đều từng cây dựng thẳng lên. Mặt khác, vì cái gì đạo tử Tiền Bối chứng đạo, béo cầu đại lão lại muốn phục sinh. Cái này kịch bản có phải là xảy ra vấn đề? Theo lý thuyết, không phải hẳn là muốn xuất hiện một cái đạo tử chúa tể sao? Chẳng lẽ đạo tử là béo cầu đại lão chuẩn bị ở sau? Không đúng, đạo tử Tiền Bối có thể là Nho Gia 13 kiếp tiên đứng đầu, không thể nào là béo cầu chuẩn bị ở sau. Xem ra, là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ vấn đề. Lấy Tống Thư Hàng trảm tam thi kiếp tiên cấp tính toán thông lực, chỉ cần có một cái tuyến đầu, liền có thể nhanh chóng đem trong đầu cùng tuyến đầu có liên quan tuyến tác lôi kéo ra. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, thiên đạo chi đạo, thiên đạo cầu bù đắp tự thân chuẩn bị ở sau, Trình Lâm tiên tử, Bắc Phương Đại Đế bọn người giúp thiên đình mảnh vỡ đem đạo tử đẩy lên thiên đạo chi vị, lại thêm cửu U bên trong không có sinh ra đạo tử chúa tể. Ngược lại là trước đó biến thành phá cầu béo cầu đại lão, phá cầu trọng viên. Từng đầu tuyến tác bị lôi kéo sau khi ra ngoài, Tống Thư Hàng trong đầu có một cái rõ ràng suy đoán. Suy đoán của hắn, đã 89 phần 10. Quay đầu liền cùng Trình Cầu Đản xác định một chút. Tống Thư Hàng vừa nghĩ, một bên hồi phục Bạch Tiền Bối nói, cho nên, Bạch Tiền Bối ngươi đang ngăn trở béo cầu đại lão phục sinh sao? Không, Bạch Tiền Bối nghiêm túc nói. Ta tại móc béo cầu di sản. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối nói, trước đó, bởi vì béo cầu đã triệt để lạnh. Cho nên,
ta mặc dù biết béo cầu di sản, nhưng cũng không có gì hào hứng đi móc bọn chúng, liền muốn đưa chúng nó giữ lại đưa cho ngươi Tống U U, có rảnh cho ngươi đi chơi tầm bảo trò chơi. Tống Thư Hàng. Nhưng bây giờ, béo cầu nó lúc nào cũng có thể phá cầu trọng viên, cho nên tại nó khôi phục lại trước đó. Ta muốn trước đem hắn di sản bảo địa cho rút, lại cho nó lưu trương phiếu nợ, nhắc nhở nó tất cả bảo vật bị ta muộn đi, trả khoản kỳ hạn là, vô hạn năm. Bạch Tiền Bối ác liệt nói. Tống Thư Hàng. Nghe đến đó lúc, hắn không khỏi sờ lên chính mình cái kia đã bắt đầu khôi phục lồng ngực, khoảng cách gần thể nghiệm tim đập của mình. Nghe, lưu ly trái tim hiện tại khiêu động thanh âm, có phải là mang theo một loại tan nát cõi lòng hương vị? Bá Tống hôm nay cảm giác lại thua lỗ 100 triệu. Béo cầu đại lão còn sót lại tại cửu u thế giới di sản A, hơn nữa còn là mấy cái. Nếu như toàn bộ móc tới, nói không chừng đều đủ hắn còn Bạch Tiền Bối cách xù trời nợ. Nhưng bây giờ, bọn chúng đã họ Bạch. Đúng rồi, người thêm chúng ta, muốn nói cái gì tới? Ta hiện tại tương đối bận rộn, người có chuyện ngắn nói. Bạch Tiền Bối nói. Hắn hiện tại giấc ngủ không đủ, trạng thái tinh thần không tốt, nhưng cũng muốn dáng chống đỡ lấy mỏi mệt thân thể đi móc béo cầu di sản cùng hang ổ, có thể mệt mỏi. Ta là tới giao bài tập, Bạch Tiền Bối. Tống Thư Hàng nói. Cái gì bài tập, Bạch Tiền Bối nghi ngờ nói. Tống Thư Hàng. Bạch Tiền Bối, người bố trí cho ta bài tập, chính ngươi vậy mà quên đi. Là liên quan tới hai cái khác biệt cá thể, đồng thời chứng đạo khả năng. Tống Thư Hàng trả lời. Đối diện, Bạch Tiền Bối trầm mặc nửa ngày. Ngươi tìm tới đáp án, Bạch Tiền Bối dùng từ âm trả lời, ngữ khí đều biến nghiêm túc lên. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, có một chút đầu mối, chủ yếu là vừa rồi, đạo tử Tiền Bối sau khi chứng đạo, lợi dụng thiên đạo quyền hạn vì ta suy tính một bộ phận trường sinh chi đạo tuyến tác tin tức. Cái tin này bên trong bao hàm là chết không thể chết lại, phi sinh, phi tử nội dung. Hiện thế Bạch Tiền Bối, đầu này trường sinh chi đạo nguyên lý là cái gì? Ta còn không có biết rõ ràng, Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Tiền Bối, hiện thế A Bạch, người đừng làm khó Thư Hàng. Trường sinh nguyên lý loại vật này quá mức phức tạp. Bằng chính hắn là không thể nào thời gian ngắn lĩnh hội thông thấu. Mà lại, coi như không có lĩnh ngộ nguyên lý, nhưng chỉ cần có thể xác định đây là một đầu trường sinh chi đạo, từ thiên đạo suy tính cũng xác định qua. Như vậy, dù là không hiểu trường sinh nguyên lý, Thư Hàng chỉ cần tu luyện, vẫn như cũ có thể chứng đạo trường sinh. Nguyên lý cái gì đều không trọng yếu, dù sao xác định đây là đầu trường sinh đạo, đầu sắt tu luyện chính là. Bạch Tiền Bối, có đạo lý. Tống Thư Hàng. Hai vị Bạch Tiền Bối đây là liên hợp lại đâm tâm sao? Bạch Tiền Bối, Thư Hàng tiếp tục nói một chút cái nhìn của ngươi. Kỳ thật ta có tại thôi diễn đầu này trường sinh chi đạo nguyên lý. Tại thôi diễn quá trình bên trong, đầu này phi sinh, phi tử trường sinh chi đạo, cho ta một loại khác dẫn dắt. Tống Thư Hàng đem chính mình suy đoán đưa ra, lúc trước thiên đạo Bạch lưu lại tuyến tác là hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo. Nhưng cũng không có nói qua hai cái khác biệt cá thể sống hay chết. Cho nên, người đang suy nghĩ cái gì hai cái phân biệt ở vào nhất sinh nhất tử trạng thái cá thể, đồng thời chứng đạo. Sống cái đó bình thường chứng đạo, người chết kia nằm dùng tử vong trạng thái cọ một cái bất hủ. Bạch Tiền Bối thuận Tống Thư Hàng mạch suy nghĩ tiến hành thôi diễn về sau, hỏi. Tống Thư Hàng gật đầu nói, đúng, nếu như hai cái chứng đạo cá thể bên trong, có một cái là chết, có thể hay không chui thiên đạo chỗ trống. Hai vị Bạch Tiền Bối không có lập tức trả lời, riêng phần mình suy tư, suy tính bắt đầu. Sơ qua về sau. Có một vấn đề, chết, muốn làm sao bất hủ, Bạch Tiền Bối nói. Thiên đạo bất hủ bất diệt khái niệm bên trong, liền có một cái bất tử bất diệt khái niệm. Nếu như là muốn lợi dụng chết chứng đạo, có thể sẽ cùng cái này khái niệm sinh ra xung đột. Bạch Tiền Bối xoa cằm, nói. Còn một người khác vấn đề, sinh phía kia. Muốn dùng như thế nào trường sinh chi đạo, đến phối hợp chết một phương trường sinh chi đạo, để hai người cùng một chỗ chứng đạo. Bạch Tiền Bối bổ sung hỏi. Tống Thư Hàng suy tư một lúc lâu sau, nói, cho nên, nhất sinh nhất tử phương án, không làm được sao? Không nhất định, chúng ta đối thiên đạo, bất hủ tin tức hiểu rõ còn chưa đủ. Đề nghị của ngươi, ít nhất là mở cái đầu, nói không chừng còn có cơ hội, có thể đối với nó tiến hành bù đắp hoàn thiện. Bạch Tiền Bối nói. Bạch Tiền Bối, nói lên bù đắp hoàn thiện, ta
ta đột nhiên có chút ý nghĩ, ta đối Nho gia đạo tử chứng đạo bất hủ cảm thấy rất hứng thú. Có lẽ, giữa hai bên sẽ có liên hệ. Nho gia đạo tử chứng đạo bất hủ lý luận là cái gì? Bạch tiền bối hỏi. Ta phỏng đoán, đạo tử tiền bối chứng đạo rất có thể cùng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ là thiên đạo béo cầu bù đắp tự thân kế hoạch có quan hệ. Cụ thể chi tiết, chúng ta có thể hỏi một chút mấy cái người trong cuộc. Bạch tiền bối chờ một lát, ta kéo cá nhân. Tống Thư Hàng nói. Thiên đạo đạo tử, tại cho Tống Thư Hàng truyền phi sinh, phi tử trường sinh chi đạo số liệu về sau, liền ngựa không ngừng vó đi thích ứng một chút thiên đạo quyền hạn. 8. Năm thiên đạo nhất định là lâm thời tính chất, đạo tử nhất định phải giành giật từng giây, tại có hạn thời gian bên trong, hoàn thành tất cả mọi người chấp niệm. Thay mình các sư đệ giải trừ phục sinh không hoàn thiện di chứng. Thay tám tay thái cổ vực ngoại thiên ma giải trừ vực ngoại thiên ma trên người tổ truyền nguyên rùa. Thay trình lâm tiên tử giải trừ viễn cổ thiên đình trường sinh giả nhóm trói buộc. Cùng nếu như còn có thời gian, hắn muốn giúp bá Tống tiểu hữu một chuyện, xem như hoàn thành chính mình thiếu ân tình. Đạo tử bề bộn nhiều việc. Cho nên, Tống Thư Hàng cũng không có đi quấy rầy đạo tử tiền bối. Hắn kéo ra tu lưu hệ thống hảo hữu liệt biểu, điểm nhẹ trình lâm tiên tử danh tự, đưa nàng kéo vào đến lâm thời thảo luận tổ. Hệ thống nhắc nhở, sổ đen 1, chết không thể chết lại tiên tử trình cầu đản gia nhập thảo luận tổ. Trình lâm tiên tử. Tống Thư Hàng, 2, trình cầu đản. Trình lâm tiên tử. Trình lâm tiên tử, tương thiên hà thái cấp. Tống cầu đản, mặc kệ ngươi kéo ta muốn làm gì, nhưng là xông ngươi đối ta xưng hô thế này, gặp lại, không. Vĩnh biệt. Trình lâm tỷ tỷ xin dừng bước, không phải ta tìm ngươi, là bạch tiền bối muốn hỏi ngươi chút chuyện. Tống Thư Hàng vội nói. Trình lâm tiên tử nhìn một chút thảo luận tổ bên trong hai cái A Bạch. Bạch đạo hữu, có việc. Trình lâm tiên tử hỏi. Bạch tiền bối gật đầu hỏi, trình lâm tiên tử có thể thuận tiện lộ ra bên dưới đạo tử đạo hữu chứng đạo nguyên lý à? 8. Năm nhậm thiên đạo kế hoạch. Trình lâm tiên tử hỏi ngược lại. Bạch tiền bối nói, quả nhiên, không phải đệ cửu thiên đạo. Có ý tứ. Kế hoạch đã thành công, cho nên thoáng tiết lộ một chút chi tiết cũng không thành vấn đề. Trình lâm tiên tử đáp. Sau đó, nàng đem 8. Năm nhậm thiên đạo kế hoạch chi tiết. Cùng hai tôn A Bạch giảng giải một lần. Nghe xong kế hoạch chi tiết về sau, liền bạch tiền bối cũng nhịn không được tán dương, trình lâm tiên tử, mấy người các người bố trí kế hoạch, thật là khiến người chấn kinh. Kế hoạch này lớn mật lại tinh tế. Mấu chốt là, nó còn thành công. Chỉ cần là thành công, cái kia vô luận nhiều mạo hiểm, nhiều cấp tiến kế hoạch, đều sẽ thành hoàn mỹ. Tạ ơn bạch chúa tể tán dương, đã giải thích xong, vậy ta lui tổ. Trình lâm tiên tử lên tiếng nói. Trình lâm tiên tử chờ một lát, ta hy vọng ngươi có thể lưu tại cái này thảo luận tổ. Tiếp xuống chúng ta muốn thảo luận sự tình, có lẽ còn cần ngươi đưa ra ý kiến. Bạch tiền bối chủ động giữ lại nói. Vốn là muốn cùng Tống cầu đản tạm thời vĩnh biệt trình lâm tiên tử, bị bạch tiền bối giữ lại về sau, trầm tư nửa ngày, nhẹ gật đầu, vậy ta cho bạch đạo hữu một bộ mặt. Tạ ơn, bạch tiền bối mỉm cười, lại nói, mặt khác. Đạo tử thiên đạo loại tình huống này, có tính không là hai cái khác biệt cá thể, chứng đạo bất hủ. Béo cầu là một cái độc lập cá thể, mà 8. Năm nhậm thiên đạo đạo tử cũng là cái độc lập cá thể. Đúng a, 8. Năm nhậm thiên đạo đạo tử tiền bối cộng thiên đạo cầu, đó chính là hai cái khác biệt cá thể đệ bát nhậm thiên đạo. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Nhưng, đây không phải đồng thời chứng đạo, chúng ta cần không chỉ có là hai cái khác biệt cá thể. Còn cần tại đồng thời bên trong, tiến hành chứng đạo. Bạch tiền bối nói. Bạch tiền bối, đúng vậy, bất quá. Đây cũng là một cái mạch suy nghĩ phương hướng. Kết hợp Thư Hàng mới vừa nói phi sinh, phi tử trường sinh chi đạo, chúng ta nói không chừng có thể để hai cái phi sinh phi tử trạng thái cá thể, bổ sung đối phương không trọn vẹn. Kết hợp với 8, năm thiên đạo loại này bù đắp tự thân thủ pháp, đạt thành đồng thời chứng đạo khả năng. Thiếu thốn thiên đạo béo cầu cộng thiên đạo bù đắp kế hoạch cộng lấy thân bù đắp thiên đạo đạo tử bằng hai tôn cùng cái thời đại thiên đạo. Bất quá, loại tình huống này thiên đạo béo cầu cùng đạo tử, mặc dù cùng là thứ 8 giới thiên đạo, nhưng bọn hắn cũng không phải là đồng thời chứng đạo. Mà lại, đạo tử có thể chứng đạo 8, năm giới bất hủ tiền đề, là thiên đạo béo cầu lành lạnh. Nếu như tại nghi thức tiến hành trước đó, thiên đạo béo cầu còn sống cái kia đạo tử lấy thân bù đắp thiên đạo. Sẽ chỉ thành toàn thiên đạo béo cầu,
đưa dê vào miệng cọp, đền bù đối phương thiếu thốn bộ phận, để thiên đạo béo cầu biến thành một cái hoàn mỹ cầu. Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối muốn chính là hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo bất hủ, tự nhiên không thể chiếu thiên đạo béo cầu cùng đạo tử hình thức. Thiên đạo cầu cùng đạo tử hình thức bên trong, có một chút là đáng giá tham khảo, đó chính là, hai cái không trọn vẹn cá thể, có thể đồng thời chứng đạo vì cùng một giới thiên đạo. Chỉ cần hai cái này không trọn vẹn khác biệt cá thể ở giữa, có thể hoàn thành bổ sung, tựa như đạo tử bổ thiên đạo cầu đồng dạng, sau đó chỉ cần thao tác thỏa đáng, liền có cơ hội để hai cái khác biệt cá thể, đồng thời chứng đạo. Bạch Tiền Bối mạch suy nghĩ là dùng Tống Thư Hàng phi sinh, phi tử trường sinh chi đạo thuộc tính, nhìn xem có thể hay không làm ra hai cái bổ sung cá thể tỉ như, một cái chết một nửa, một cái phục sinh một nửa. Bạch Tiền Bối đem mình ý nghĩ, tại lâm thời thảo luận tổ bên trong miêu tả một lần. Nói cách khác, hiện thế A Bạch có ý tứ là, tại chứng đạo bất hủ trước đó, trước đem muốn chứng đạo hai người làm tàn. Loại này làm tàn giống đã từng thiên đạo cầu như thế, là triệt để mất đi cái kia một bộ phận tồn tại. Mà lại làm tàn bộ phận nếu có thể bổ sung, tỉ như một cái mất đi trên nửa cái thân thể, một cái mất đi bên dưới nửa người loại này. Bạch Tiền Bối suy tư nói. Bạch Tiền Bối gật đầu trả lời, ý tứ bên trên kém không nhiều. Nhưng Thư Hàng cái kia phi sinh, phi tử trường sinh chi pháp, không nhất định có thể mân mê ra hai cái bổ sung còn sót lại bổ sung cá thể. Bạch Tiền Bối suy tư nói. Tống Thư Hàng rốt cuộc tìm được phát biểu cơ hội nói, cái đề tài này, chúng ta có thể trình Lâm Tiên Tử. Trình Lâm Tiên Tử, đạo tử Tiền Bối tại bổ thiên đạo thời điểm, là hoàn chỉnh hình thức. Vẫn là tàn phế một bộ phận. Tàn phế một bộ phận, Trình Lâm Tiên Tử trả lời. Tống Thư Hàng truy vấn, làm sao tàn? Nho Gia Thánh Nhân lưu lại một bản Nho Điển, trên đó kèm theo lấy Nho Gia Thánh Nhân đã từng cắn răng thiên đạo cầu bộ phận tồn tại năng lực thiên phú. Đạo tử dùng Nho Điển kích hoạt lên cái thiên phú này, đem tự thân cắn xuống một bộ phận tồn tại. Trình Lâm Tiên Tử trả lời. Tống Thư Hàng. Đạo tử Tiền Bối là cái lang diệt. Đối với mình hung ác, mới là thật hung ác. Nho Gia Thánh Nhân lưu lại Nho Điển còn có thể tiếp tục sử dụng sao? Bạch Tiền Bối hỏi. Trình Lâm Tiên Tử lắc đầu, chỉ sợ không được, Nho Điển lên lưu lại Thánh Nhân năng lực thiên phú, là đạo tử tại kích hoạt Nho Điển sau xuất hiện. Nó cái là Thánh Nhân kèm theo tại trên đó, cũng không phải là Nho Điển tự thân bổ sung kỹ năng. Hiện thế A Bạch tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu như có thể để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút Nho Gia Thánh Nhân cái kia thiên phú, nói không chừng ta cùng cửu U A Bạch có thể đem cái thiên phú này năng lực bắt trước được tới. Nếu không, chờ đạo tử Tiền Bối làm xong về sau, ta đem Nho Điển mang tới, nhìn xem trên đó còn có hay không Thánh Nhân dấu vết lưu lại. Tống Thư Hàng nói, Nho Điển trên danh nghĩa hiện tại về tạo hóa tiên tử đảm bảo, cái là bị cuồng đao tam lãng muộn đi, cuối cùng lại đưa đến đạo tử trong tay. Đang lúc Tống Thư Hàng nói chuyện thời khắc, chư thiên vạn giới hư không bên trong truyền đến từng đợt kỳ quái đại đạo cộng minh thanh âm. Đây là 8, 5 nhậm thiên đạo đạo tử ở tiền nhiệm về sau, quen thuộc thiên đạo pháp tắc, bắt đầu thôi động đại đạo quy tắc chi lực, tiến hành hắn lần thứ nhất nếm thử. Cũng chính là tân thiên đạo đạo thứ nhất đối chư thiên vạn giới mệnh lệnh, trực tiếp từ thiên đạo đối hiện thế can thiệp. Tại đạo tử nếm thử phía dưới, một loại nghịch thiên cải mệnh quy tắc từ hư không bên trong hạ xuống. Nho Gia Kim Liên thế giới chủ động mở ra. Đệ nhị kiếp tiên ôn tử. Đệ tam kiếp tiên nhan tử. Đệ thất ngốc ngốc chỉ tử. Thập nhất kiếp tiên ngọc tử. Bốn tôn Nho Gia kiếp tiên cộng bị côn vương một sợi ý thức phụ thể uyên tử, đồng thời từ Nho Gia Kim Liên thế giới bên trong bước ra. Cái kia nghịch thiên cải mệnh lực lượng, rơi trên người bọn hắn. Ôn tử, nhan tử, thất ngốc ngốc, ngọc tử trên thân, có một loại nào đó diệt vong nhân quả bị trực tiếp chặt đứt. Trên người bọn họ cái kia nhàn nhạt tử khí diệt hết, vô hạn sinh cơ từ trong cơ thể của bọn họ tuôn ra. Nguyên bản không hoàn chỉnh phục sinh tại 8, 5 nhậm thiên đạo lực lượng tác dụng dưới, được bù đắp hoàn toàn. Nho Gia 13 kiếp tiên, mỗi một vị đều có chứng đạo trường sinh tiềm lực. Bây giờ, 4 tôn kiếp tiên hoàn toàn phục sinh, đạo thân không thiếu sót. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian, tương lai bọn hắn cuối cùng rồi sẽ bước ra thông hướng trường sinh giả một bước cuối cùng. Bên cạnh nguyên tử đồng dạng bị nghịch thiên cải mệnh lực lượng bao phủ. Bất quá, thiên đạo lực lượng ở trên người hắn chợt lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ cải biến cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không có cải biến.
đệ nhị kiếp tiên ôn tử nghi ngờ ngắm nhìn Uyên tử. Chẳng lẽ, Uyên tử ý thức, kỳ thật cũng không có triệt để tiêu tán. Thân thể của hắn cũng không phải là cái xác không hồn, mà là đang chờ đợi thời cơ chín muồi, khôi phục ý thức. Trừ lưu tại Nho gia năm tôn Nho gia 13 kiếp tiên bên ngoài, đạo tử lực lượng lại khuếch tán đến chư thiên vạn giới, tung xuống 6 đạo nghịch thiên cải mệnh lực lượng. Cái này 6 đạo cải mệnh pháp tắc bên trong, có 2 đạo là bù đắp không hoàn chỉnh phục sinh trận pháp thuộc tính. Cái này 2 cỗ 13 kiếp tiên di thể cùng phục sinh trận pháp, một mực chính là đạo tử trong bóng tối cất giữ. Ngoài ra còn có 4 đạo, thì là khôi phục thương thế hiệu quả qua nhiều năm như vậy. Kỳ thật một mực có 4 tôn thương thế nghiêm trọng Nho gia 13 kiếp tiên, trong bóng tối thay phiên thủ hộ lấy Nho gia. Chỉ là bọn hắn thương thế rất nặng, trừ thay phiên thủ hộ Nho gia bên ngoài, phần lớn thời giờ đều ở vào bế quan chữa thương trạng thái. Bây giờ, tại đạo tử lực lượng tác dụng dưới, cái này 4 tôn 13 kiếp tiên thương thế bị gỡ ra. Sư huynh, 4 vị 13 kiếp tiên mở to mắt về sau, hốc mắt khống chế không nổi đỏ lên. Sư phụ không làm được sự tình, hiện tại sư huynh hoàn thành. Đạo tử tại một hơi giải quyết 13 vị sư đệ di chứng về sau, lại hơi nhíu lên lông mày tiểu sư đệ Lưu Ly thư sinh vết tích, lại không cách nào phát giác. Đạo tử thở thật dài. Hắn nhẹ nhàng khép lại nho điển, cuối cùng vẫn là không cách nào làm được hoàn mỹ vô khuyết sao. Đạo tử vừa dứt lời lúc, từ nho điển bên trong, có một vật hiển hiện, nhẹ nhàng rơi vào trong tay của hắn. Đây là một con nhìn qua rất phổ thông trong mắt. Nhưng là, đây cũng là một con có thể làm chư thiên vạn giới người tu luyện run rẩy con mắt bởi vì bá tống nguyên nhân, cái này trong mắt uy chấn chư thiên vạn giới cùng cửu u. Lão sư con mắt, đạo tử cẩn thận từng ly từng tí tiếp được nó. Thánh nhân con mắt xuất hiện, là đang an ủi đạo tử, nói cho hắn biết, hắn đã làm rất tốt. Đạo tử sững sờ nhìn qua trong tay con mắt. Suy tư một lát sau. Đạo tử đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng ném đi. Trong tay nho điển cùng cái này thánh nhân chi nhãn tất cả đều trốn vào hư không, hướng về Tống Thư Hàng vị trí. Nho điển là tiểu sư muội khai quật ra, cho nên liền trả lại cho tiểu sư muội đảm bảo. Mà cái thứ hai thánh nhân chi nhãn, thì là đạo tử thay thế nho ra cho bá Tống tạ lễ. Bá Tống giúp nho ra quá nhiều. Liền lần này 8, 5 nhậm thiên đạo nghi thức. Bọn hắn cũng là mượn bá Tống hạch tâm thế giới cùng thiên đình mảnh vỡ dùng để triển khai nghi thức, tuy nói Bắc Phương đạo hữu đã cùng bá Tống đàm tốt mượn dùng điều kiện, nhưng đối đạo tử đến nói, bá Tống cho mượn đó chính là một cái nhân tình. Dũng thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyền tương báo. Đã bá Tống hiện tại trong tay có một con thánh nhân chi nhãn, như vậy cái này cái thứ hai con mắt, cũng giao cho bá Tống đi. Lão sư hẳn là cũng sẽ đồng ý quyết định của hắn. Dù sao chư thiên vạn giới bên trong có thể đem lão sư con mắt dùng như thế tốt, để thánh nhân chi nhãn vang danh thiên hạ, cũng chỉ có bá Tống. Thánh nhân chi nhãn cùng bá Tống hữu duyên. Cùng lúc đó, hạch tâm thế giới bên trong. Tống Thư Hàng nửa người trên đã phục sinh hoàn tất, hắn vẫy tay, lấy ra một bộ y phục mặc vào, lại sớm cho mình vây lên cái chăn. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn lại đem một thân vật trang sức gọi trở về. Đặc biệt là Tống Béo Cầu áo khoác. Tại bây giờ cửu u béo cầu đại lão sắp phục sinh thời khắc, Tống Béo Cầu tồn tại liền biến trở nên nguy hiểm, dù ai cũng không cách nào xác định nó lúc nào sẽ đột nhiên cùng phục sinh béo cầu đại lão liên tuyến bên trên, khôi phục ký ức. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Tống Thư Hàng đem Tống Béo Cầu áo khoác trước một bước gọi trở về, cũng bảo trì hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới liên hệ. Tốt nhất có thể trước đem Tống Béo Cầu áo khoác đưa đến Bạch Tiền Bối nơi đó. Dù sao trước mắt, cũng chỉ có Bạch Tiền Bối có thể vững vàng đem Tống Béo Cầu áo khoác cho áp chế. Đang lúc Tống Thư Hàng triệu hoán về vật trang sức thời điểm, một bản sách thật dày phá không mà tới. Thư tịch hướng hắn đập tới, mơ hồ nương theo lấy phong lôi chi thanh, thanh thế to lớn. Người nào dám đánh lén nhà ta công chúa, công đức xà mỹ nhân chui ra, trong miệng phát ra thanh thúy phóng khoáng giọng nói điện tử. Thân thể của nàng đem Tống Thư Hàng bao quanh bảo hộ. Phòng ngự quyển sách này. Bang! Thư tịch nện ở công đức xà mỹ nhân cái chán, phát ra rèn sắt tiếng vang. Là nho điển A, xem bộ dáng là đạo tử tiền bối cảm ứng được chúng ta cần nho điển, thế là đưa nó đưa về. Thiên đạo thật sự là đáng sợ, tại thiên đạo trước mặt, quả thực không có cá nhân tư ẩn. Cũng may đạo tử tiền bối là chính nhân quân tử, thay cái muộn tao ra hỏa đi lên,
có trời mới biết nó sẽ thu thập nhiều ít người hắc lịch sử cũng bảo tồn lại. Tống Thư Hàng cong đằng, đem nho điển nhặt lên. Công đức xà mỹ nhân sờ lên trán của mình. Sau đó, nàng nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhặt lên nho điển về sau, tùy ý lật qua lật lại một chút. Công đức xà mỹ nhân. Ta bị nện đến nha. Trán của ta bị nho điển dùng sức nện vào, phát ra bang một tiếng trọng hưởng nha. Thấy Tống Thư Hàng lực chú ý đều tập trung ở nho điển lên về sau, công đức xà mỹ nhân trên hai mắt lật, thân hình của nàng mềm mềm ngã sấp trên mặt đất, như là một đầu rắn chết, a gió nổi lên. Tại đã lâu giả chết về sau, công đức xà mỹ nhân nằm dạp trên mặt đất, lặng lẽ híp mắt nhìn về phía Tống Thư Hàng. Sau đó, nàng liền thấy làm nàng lân phiến dựng thẳng hình tượng. Tống Thư Hàng vậy mà từ nho điển bên trong, lấy ra một con mắt. Con mắt này, nhìn qua rất phổ thông, cùng nhân loại bình thường tròng mắt không khác biệt. Nhưng là, tại năm nay chỉ cần là người tu luyện, nhìn thấy cái này tròng mắt về sau, đều có thể ngay lập tức đưa nó nhận ra. Cái thứ hai nho ra thánh nhân chi nhãn. Công đức rắn đẹp tin bên tai phảng phất nghe được một cái tiếng nhắc nhở, đinh chúc mừng người chơi bá tống tập hợp đủ lục sắc sáu trang nho ra thánh nhân hai mắt trái phải. Thánh nhân chi nhãn, Tống Thư Hàng nhẹ nhàng dùng niệm lực nâng lên con mắt này. Cùng lúc đó, hư không bên trong có một trường huyết võng độ tới. Đây là một giọt cùng Tống Thư Hàng thân thể đồng hóa nho ra thánh nhân chi huyết biến thành huyết võng. Huyết võng bên trong có một ít Tống Thư Hàng trong thân thể không cách nào dùng phục sinh đến trùng sinh chân quý khí quan. Tỷ như đệ tam thần nhãn cùng một cái khác nho ra thánh nhân chi nhãn. Một đôi thánh nhân chi nhãn. Tống Thư Hàng dùng niệm lực đưa chúng nó nâng. Vậy mà góp đủ rồi. Cái kia, muốn đem bọn chúng lắp đặt thử một chút sao? Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Hắn suy nghĩ lóe lên, tạo hóa tiên tử liền sinh lòng cảm ứng, hiển hiện thân hình. Nàng ôn nhu đi vào Tống Thư Hàng sau lưng, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng che đậy tại Tống Thư Hàng hốc mắt bên trên. Không đau nhức móc mắt. Tống Thư Hàng vừa trùng sinh hai mắt bị tạo hóa tiên tử nhẹ nhàng linh hoạt gỡ xuống, cũng bị tạo hóa tiên tử đảm bảo bắt đầu, để phòng không sẵn sàng chi cần. Đón lấy, tạo hóa tiên tử lại thuần thục đem một đôi nho ra thánh nhân chi nhãn chứa vào Thư Hàng hốc mắt. Hư không bên trong đệ tam thần nhãn cũng thảnh thơi trở về vị trí của mình. Thánh nhân chi huyết bao phủ cái khác chân quý khí quan, đi theo quý vị. Công đức xà mỹ nhân nằm dạp trên mặt đất, nghiêng đầu cũng không còn giả chết. Nàng tò mò nhìn Tống Thư Hàng muốn nhìn một chút Tống Thư Hàng tại tập hợp đủ một đôi mắt về sau, sẽ có cái gì đặc thù biến hóa. Bỏng. Kịch liệt ấm lên bỏng. Một đôi thánh nhân chi nhãn tập hợp đủ về sau, Tống Thư Hàng cảm giác hốc mắt của mình điên cuồng ấm lên. Liền hắn đối thống khổ năng lực chịu đựng, đều cảm giác được bỏng, vậy cái này nhiệt độ đã khó lường. Cũng may thực lực của hắn bây giờ cảnh giới đã đạt đến trảm tam thi kiếp tiên trình độ. Nếu không hốc mắt của hắn chỉ sợ lại muốn giống đã từng như thế, bị nho ra thánh nhân chi nhãn bỏng cháy. Bởi vì thánh nhân chi nhãn không ngừng ấm lên, Tống Thư Hàng trong hốc mắt không ngừng bài tiết kiếp tiên nước mắt, lại bị thánh nhân chi nhãn bốc hơi, hóa thành một mảnh xương trắng, bao phủ hốc mắt trước khu vực. Nửa ngày sau, Tống Thư Hàng mới rốt cục thích ứng cái này đối nho ra thánh nhân chi nhãn. Hắn từ từ mở mắt. Thánh nhân chi nhãn linh hoạt tại trong hốc mắt nhấp nhô. Xương lên sao? Tống Thư Hàng hỏi. Sở các chủ ý thơ trả lời, đây không phải sương mù, đây là nước mắt của ngươi. Nếu không, đưa chúng nó thu lại. Tống Thư Hàng đề nghị kiếp tiên nước mắt hóa sương mù, có thể là chân quý vật liệu luyện khí. Đang khi nói chuyện, Tống Thư Hàng hai mắt có chút chuyển động bắt đầu. Một đôi nho ra thánh nhân chi nhãn tiêu cự tập trung, nhìn chằm chằm cái kia đoàn sương mù. Sương mù tựa như là một cái màn ảnh. Thánh nhân chi nhãn xuyên thấu qua cái này màn hình, thấy được rất nhiều chợt lóe lên hình tượng. Có chợt lóe lên vân tước tử thân ảnh hình tượng. Có chân tay luống cuống ôm cái tiểu hài đồng hình tượng. Có tự tay làm đệ tử may nho y hình tượng. Một cặp hữu lực cánh tay, tại trên tờ giấy trắng nhẹ nhàng viết lấy nho văn hình tượng. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại nho văn phía trên. Cái này nho văn Tống Thư Hàng một chữ không biết. Nhưng thông qua nho ra thánh nhân chi nhãn hắn lại có thể thần kỳ đọc hiểu văn tự ý tứ, thánh nhân chi nhãn tự mang phiên dịch công năng. Bản này nho văn chỗ ghi lại, chính là thánh nhân đối với mình năng lực thiên phú phân tích. Cùng, truyền thừa.
Nho gia thánh nhân nghiên cứu cũng suy nghĩ qua, đem chính mình năng lực thiên phú hóa thành pháp thuật, truyền thừa tiếp. Nghiên cứu của hắn, thành công, nhưng cũng có thể nói thất bại. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì muốn đem cái này năng lực thiên phú truyền thừa tiếp đại giới, nặng nề đến khiến người vô pháp tiếp nhận. Tiêu hao một con nho gia thánh nhân chi nhãn cộng một đầu trường sinh chi đạo, có thể đạt được kế thừa thánh nhân thiên phú cơ hội. Xác suất thành công còn không phải 100%. Còn nữa, thánh nhân chi nhãn cùng bá tống chi mâu khác biệt. Nó, cũng chỉ có như thế hai con, không bán buôn. Thánh nhân không giống bá tống như thế, có móc chính mình trong mắt yêu thích. Nói cách khác, cái này hai con thánh nhân chi nhãn, tại may mắn nhất trạng thái, cũng chỉ có thể để hai người kế thừa thánh nhân thiên phú. Nếu là vận khí không tốt, không những không cách nào kế thừa nho gia thánh nhân cái kia đặc thù thiên phú, ngược lại còn muốn bồi lên nho gia thánh nhân trong mắt. Cùng một đầu trường sinh chi đạo. Cái này đại giới, chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung. Không thành công thì thành nhân. Như thế trả giá nặng nề, đủ để cho chư thiên vạn giới tất cả các đại lão dừng bước. Cho dù là đứng ở ngàn vạn thế giới đỉnh phong trường sinh giả nhóm, cũng phần lớn chỉ là bước ra thuộc về mình trường sinh chi đạo. Giống thiên đế như thế, vốn có một đầu thiên đình chi đạo đồng thời, còn có được một đầu thời gian chi đạo trường sinh giả, chư thiên vạn giới cũng không có mấy cái. Mà lại, thiên đế cũng không phải đồng thời có được hai đầu trường sinh pháp, nàng cũng là tại đem thiên đình chi đạo truyền thừa cho kim quái về sau, lại dựa vào thời gian chi đạo ổn định chính mình trường sinh giả cảnh giới. Cho nên nếu như không có thiên đế thủ đoạn, đi kế thừa nho gia thánh nhân đặc thù thiên phú, mặc kệ thành công hay là thất bại, đều sẽ từ trường sinh giả cảnh giới rơi xuống, một lần nữa lui trở về kiếp tiên cấp độ. Đại giới cùng thu hoạch, căn bản không thành tỷ lệ thuận A. Tống Thư Hàng nói, mất đầu mua bán có người làm, lỗ vốn sinh ý không người tới. Dùng vô cùng chân quý nho gia thánh nhân chi nhãn cộng một đầu trường sinh chi đạo đi đổi lấy một cái khả năng kế thừa thất bại thánh nhân thiên phú. Tại dưới tình huống bình thường đến xem, đây quả thực là lỗ vốn thua thiệt đến nhà bà ngoại trao đổi. Nho gia thánh nhân chi nhãn, nó không thơm sao? Phải biết Tống Thư Hàng nương tựa theo một viên nho gia thánh nhân chi nhãn, liền để chư thiên vạn giới người tu luyện run lẩy bẩy. Trường sinh chi đạo, liền càng không cần phải nói. Thái cổ đến nay trường sinh giả cộng lại, có đủ hay không bình quân đến chư thiên vạn giới mỗi giới một cái đều vẫn là ẩn số. Tiêu hao một đầu trường sinh chi đạo, cái nào trường sinh giả sẽ nguyện ý? Trừ thiên đế loại kia tình huống đặc biệt đại lão bên ngoài, ai hao tổn lên. Một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn, có thay đổi gì sao? Sở các chủ ngốc mau nhìn không được, hiếu kỳ hỏi. Phượng Nghi cầm chủ, vừa rồi con kia con mắt, chính là nho gia thánh nhân chi nhãn. Đúng thế, Tống Thư Hàng gật đầu nói, sau đó hắn đem thông qua một đôi nho gia thánh nhân chi nhãn nhìn thấy hình tượng cùng liên quan tới thánh nhân đối thiên phú phân tích kết quả đều miêu tả một lần. Tống Thư Hàng kiên cường ngay thẳng thiệu xong, bạch tiền bối thanh âm liền vang lên, chúng ta cần nho gia thánh nhân cái thiên phú này năng lực. Hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới lúc này chặt chẽ tương liên, dù cho không thông qua lâm thời quần tổ, bạch tiền bối cũng chú ý Tống Thư Hàng bên này. Xác thực, nếu như có thể để cho hai người đồng thời có được nho gia thánh nhân thôn vệ đối phương tồn tại thiên phú. Vậy cái này năng lực, chúng ta liền nhất định phải thu hoạch được. Bạch tiền bối đồng dạng đồng ý nói. Bởi vì, không còn có so nho gia thánh nhân thôn phệ đối phương tồn tại loại này thao tác, càng thích hợp chế tạo hai cái không trọn vẹn, bổ sung đặc thù cá thể. Hai cái có được nho gia thánh nhân thiên phú người, tại chứng đạo trước đó, lẫn nhau thôn phệ hết đối phương một bộ phận, liền có thể đạt tới trên lý luận không trọn vẹn bổ sung chứng đạo hiệu quả. Nhưng là, đại giới có thể hay không quá to lớn. Tống Thư Hàng nói. Bạch tiền bối. Nếu như có thể đạt tới hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo hiệu quả, cái giá như thế này có thể tiếp nhận. Có chút nhìn như không bình đẳng giao dịch, tại đặc biệt điều kiện tiên quyết, liền sẽ biến có lợi bắt đầu. Mà lại, nho gia thánh nhân nghiên cứu ra được phương án, cũng chỉ là cái bản dự thảo. Tại hắn bản dự thảo bên trên, chúng ta có thể tiến hành một chút cải tiến, để cái phương án này đại giới áp xúc. Bạch tiền bối nói bổ sung. Nho gia thánh nhân đối tự thân năng lực thiên phú nghiên cứu cùng pháp thuật hóa, chỉ là mở cái đầu, cũng không có đạt tới cực hạn. Vạn sự khởi đầu nan, có nho gia thánh nhân lưu lại cái này mở đầu, bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tiếp tục nghiên cứu,
bổ sung bắt đầu liền có dấu vết để lần theo. Tỷ như, tiêu hao hết nho ra thánh nhân chi nhãn, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đưa nó bảo trụ. Bạch tiền bối nói. Tống Thư Hàng, làm sao thao tác? Đừng quên người bất hủ phì kình kim đan, như vậy nghịch thiên một vật, người không cần chỉ đem nó xem như nạp điện phục sinh bảo sử dụng. Bạch tiền bối chỉ điểm, chỉ cần nghĩ biện pháp đem nho ra thánh nhân chi nhãn cùng người bất hủ phì kình kim đan khóa lại, như vậy dù là nho ra thánh nhân chi nhãn bị hiến tế, bị mài thành cho tàn, chỉ cần dựa vào bất hủ phì kình kim đan lực lượng, cũng có thể từ trong hư vô đem thánh nhân chi nhãn hoàn nguyên. Bất hủ phì kình kim đan liền tại là có CD bất hủ chi cốt, chỉ cần bóp tốt CD thời gian, nguyên bản trở thành tiêu hao phẩm nho ra thánh nhân chi nhãn, liền có thể giống sạc dự phòng đồng dạng, biến thành có thể tuần hoàn lợi dụng vật phẩm. Cái kia muốn làm sao khóa lại? Tống Thư Hàng hai mắt sáng lên. Bạch tiền bối nói, đây chính là chúng ta cần nghiên cứu phương hướng. Đến lúc đó người đem thánh nhân chi nhãn cùng phì kình kim đan giao cho ta, ta hảo hảo nghiên cứu một chuyến. Đồng lý, tiêu hao hết một đầu trường sinh chi đạo có lẽ cũng có thể tiến hành một chút bổ cứu. Bạch tiền bối nói bổ sung. Tống Thư Hàng thuận chủ đề, cố gắng để cho mình dung nhập hai vị bạch tiền bối cao thâm chủ đề bên trong, lên tiếng nói, để trường sinh chi đạo cũng thay đổi thành sạc dự phòng, tiêu hao hết sau lại nạp điện tuần hoàn lợi dụng. Hoặc là, để đại giới biến thành tiêu hao bộ phận trường sinh chi đạo, sau đó lại đem trường sinh chi đạo bù đắp. Cái này chỉ sợ làm không được. Tiêu hao hết một đầu trường sinh chi đạo là nho gia thánh nhân lưu lại phương án cơ sở. Bạch tiền bối lắc đầu nói. Nhưng ở tiêu hao hết chính mình trường sinh chi đạo trước, có thể cân nhắc đem đầu này trường sinh chi đạo làm một cái chuẩn bị phần, đem trường sinh chi đạo cảm ngộ, số liệu, tin tức đều bảo tồn lại. Đến lúc đó, nếu như mình không cách nào lại trùng tu đầu này trường sinh chi đạo, vậy ít nhất cũng có thể đem đầu này trường sinh chi đạo, truyền thừa cho những người khác. Bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tâm hữu linh tê, nói bổ sung. Hiện tại còn không cách nào xác định, kế thừa nho ra thánh nhân chi nhãn quá trình bên trong tiêu hao hết trường sinh chi đạo còn có thể hay không trùng tu một lần. Nếu như không thể, vậy sẽ nó giữ lại kế thừa cho mình người, cũng có thể dừng tổn hại. Một đầu trường sinh chi đạo một cái trường sinh giả. Chính mình từ đầu này trường sinh đạo lên thoái vị, kia dĩ nhiên có thể có người mới đến kế vị đầu này trường sinh đạo. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, tựa như là lưu tại công đức võng lạc bên trong đầu kia không có người bước ra trường sinh chi pháp. Diệu nha! Trên người hắn, có hai đầu trường sinh chi đạo khả năng. Một đầu là phi sinh phi tử trường sinh pháp. Một đầu là cùng tu lưu hệ thống có liên quan trường sinh pháp. Phi sinh phi tử đầu này trường sinh chi đạo, có thể dùng đến hiến tế. Bất quá, đầu kia cùng tu lưu hệ thống có liên quan trường sinh pháp, quá mức cao đại thượng. Chỉ có đứng tại siêu việt trường sinh giả góc độ nhìn xuống, mới có thể bù đắp. Tống Thư Hàng không có nắm chắc nắm giữ đầu này trường sinh pháp. Cùng một thời gian, 8, năm nhậm thiên đạo đạo tử tại giải quyết nho ra các vị sư đệ hậu hoạn về sau, thoáng nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Sau đó, hắn bắt đầu giải quyết tống đầu gỗ chấp niệm, vì bọn họ hoàn thành cứu rỗi. Bị trói buộc tại viễn cổ thiên đình đạo hữu, dựa theo ước định. Ta thay thế tống đạo hữu cho các ngươi tự do. Đạo tử đưa tay trong hư không vẽ cái vòng sáng. Sau lưng hắn, từng cái ứng kiếp thế thân hiển hiện, bước vào đến vòng sáng bên trong. Mỗi một cái ứng kiếp thế thân hiển hiện về sau, đều sẽ đối đạo tử vị trí hành lễ. Những thứ này thế thân đều là bị trói buộc tại thiên đế thiên đình chi đạo bên trong trường sinh giả ấn ký cộng tống đầu gỗ linh quỷ thủ đoạn kết hợp mà thành. Đạo tử bây giờ tại hoàn thành cùng tống đầu gỗ ước định. Những thứ này ứng kiếp thế thân là đại biểu cho bọn hắn bản thể, hướng đạo tử nói lời cảm tạ. Tại hành lễ đồng thời, những thứ này ứng kiếp thế thân lại sẽ đem ánh mắt rời về phía đạo tử sau lưng ở nơi đó, có một cái khí chất thành thục bản Tống Thư Hàng bình tĩnh lơ lửng ở đạo tử sau lưng, ngồi xếp bằng bày ra tính tọa tư thế. Ứng kiếp thế thân nhóm lại hướng phía thành thục bản Tống Thư Hàng gật đầu ra hiệu, sau đó từng cái nhảy vào vòng sáng bên trong. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong. Bắc Phương Đại Đế thân hình hơi động một chút, mơ hồ cảm giác được chính mình đã mất đi cái gì. Hắn là thiên đình trong thành viên ít có mấy cái dựa vào chính mình bố trí chuẩn bị ở sau hoàn thành lấy cái chết thoát thân đại lão, phục sinh sau Bắc Phương Đại Đế đã không hề bị giới hạn trong thiên đình chi đạo. Nhưng ở viễn cổ thiên đình chi đạo bên trong vẫn như cũ giữ lại hắn ấn ký đây cũng chính là lúc trước tống đầu gỗ đăng tràng cứu sở các chủ lúc,
tại hắn kim sắc không gian thế giới bên trong, còn có một cái Bắc Phương Đại Đế tồn tại nguyên nhân. Tống đầu gỗ không gian bên trong Bắc Phương Đại Đế chính là Bắc Phương Đại Đế phân ra tới ấn ký, chuyển hóa thành ứng kiếp thế thân. Mặt khác, đây cũng là Khôi Lỗi tiên tử không chịu thừa nhận phục sinh sau Bắc Phương Đại Đế thân phận nguyên nhân. Bởi vì Khôi Lỗi tiên tử không cách nào từ phục sinh sau Bắc Phương Đại Đế trên thân, cảm ứng được mùi vị quen thuộc. Khôi Lỗi trạng thái nàng, phân biệt sự vật phương thức, cùng sinh vật khác biệt. Mà lúc này, theo ứng kiếp thế thân nhảy vào cái kia vòng sáng bên trong, triệt để tiêu tán không gặp về sau, Bắc Phương Đại Đế trên thân ít đi một phần lãnh liệt khí tức, nhiều hơn mấy phần ấm áp cảm giác. Mà lại cảnh giới của hắn cũng ẩn ẩn giống như là được giải phóng, tăng lên một chút. Trừ Bắc Phương Đại Đế bên ngoài, còn có ít tôn viễn cổ thiên đình trường sinh giả, khí tức trên thân đồng dạng đang thay đổi, thu hoạch được chân chính tự do. Hạch tâm thế giới bên trong. Kim sắc Trình Lâm hai tay cản ở trên trán của mình, che khuất cặp mắt của mình. Nàng lúc này, không muốn để cho chung quanh mấy vị đồng bạn thấy được nàng vui đến phát khóc mất mặt bộ dáng. Trong đầu, viễn cổ thiên đình lúc, nàng cùng các đạo hữu chơi đùa hồ nháo ký ức, từng lớp dâng lên. Mà bây giờ những thứ này đồng bạn, đều đem từ viễn cổ thiên đình chi đạo trói buộc bên trong giải thoát. Không lâu tương lai, bọn hắn cả đám đều đem từ phủ bụi chi địa trở về. Muốn khóc liền lớn tiếng khóc lên đi. Bên cạnh Xích Tiêu Tử đạo trưởng mỉm cười nói, dù sao rất là Trình Lâm mặt. Kim sắc Trình Lâm. Xích Tiêu Tử đạo trưởng giảng tốt có đạo lý, nhưng là bị đạo trưởng kiểu nói này, rõ ràng rất muốn khóc kim sắc Trình Lâm, bây giờ lại hoàn toàn khóc không được. Kim sắc Trình Lâm buông ra che giấu hai mắt bàn tay, cười ha ha một tiếng nói, đạo trưởng, 8. Năm giới thiên đạo nghi thức đã hoàn thành. Vậy kế tiếp, ta muốn án lấy hợp đồng, trước mang theo kim quái thần bí đảo thiên đình mảnh vỡ về một chuyến hắn hòn đảo, cũng đem đế ấn giao cho hắn. Ta đi một chút liền về, tiếp xuống chủ trì đại cục sự tình, trước hết phiền phức đạo trưởng. Đế ấn kỳ thật chỉ là viễn cổ thiên đình lúc thiên đế biểu tượng vật, cũng không có thực tế hiệu quả. Chỉ là dựa theo hợp đồng ước định, kim sắc Trình Lâm đem đế ấn giao cho kim quái về sau, hết thảy kết thúc, 8. Năm nhậm thiên đạo đạo tử liền sẽ đem hoàn chỉnh thiên đế chi đạo giao cho kim quái, để hắn thực sự trở thành duy nhất thiên đế đời thứ hai. Quan phương bản. Bao trên người ta đi. Xích Tiêu Tử đạo trưởng gật đầu nói. Cái kia chư vị, ta đi một chút liền về. Kim sắc Trình Lâm vẫy tay. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong thuộc về thần bí đảo thiên đình mảnh vỡ nhao nhao hiện lên. Đồng thời, còn có một bộ phận nguyên bản thuộc về thiên đạo nhất định phải xuống đài liên minh thành viên thu thập thiên đình mảnh vỡ, cũng làm thù lao một bộ phận, tặng cho kim quái còn sót lại thiên đình mảnh vỡ, thì là cho Tống Thư Hàng thù lao. Lần này, tại Tống Thư Hàng cường lực khắc chế bên dưới, thần bí đảo bộ phận thiên đình mảnh vỡ bên trong ẩn chứa thiên đình chi đạo, không có bị hạch tâm thế giới hấp thu. Dù sao đây là Tống Thư Hàng đã đáp ứng kim quái đảo chủ sự tình. Bất quá, thiên đạo nhất định phải xuống đài liên minh thành viên thu thập thiên đình mảnh vỡ bên trong thiên đình chi đạo, lại tại nghi thức kết thúc về sau, bị hạch tâm thế giới liếm lấy cái 7-8 phần. Kim sắc Trình Lâm mang theo đông đảo thiên đình mảnh vỡ, trốn vào đến hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lần này tiến về thần bí đảo, không chỉ có là vì trả lại thiên đình mảnh vỡ, càng là vì đi thần bí đảo Long Mộ bên trong, đi gặp một lần Kim Long Thủy Tổ Long Mộ. Bây giờ, Kim sắc Trình Lâm chấp niệm đã hoàn thành, 8. Năm nhậm thiên đạo kế hoạch cũng đã thành công, nguyên thiên đình trường sinh giả trói buộc cũng rốt cục phá giải, hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Cho nên, thừa dịp còn có một số thời gian, đi gặp Long Mộ bên trong Kim Long Thủy Tổ. Tiện thể, để nàng đừng có lại tiếp tục trạch tại Long Mộ, trạch lâu, đối thân thể không tốt. Hạch tâm thế giới. Đạo tử tiền bối lại hạ đạt đạo thứ hai chỉ lệnh. Lần này chỉ lệnh là cái gì? Tống Thư Hàng hỏi. Đạo thứ nhất chỉ lệnh, là thay Nho ra giải trừ không trọn vẹn phục sinh di chứng, lần này đâu? Lâm thời thảo luận trong tiểu tổ. Trình Lâm tiên tử, là viễn cổ thiên đình thành viên trói buộc giải trừ. Tất cả viễn cổ thiên đình thành viên trói buộc đều muốn giải trừ. Cái kia kim quái tiền bối không phải muốn biến thành lưu manh đế rồi. Tống Thư Hàng hỏi, kim quái tiền bối vừa mới kế nhiệm thiên đế chi vị, liền muốn tiếp nhận như thế nặng nề ủy khuất. Không ngại, thiên đế nhị thế kim quái thiên đình thiên đế chi đạo, đã cùng ban sơ khác biệt. Không có tai họa ngầm,
không còn sẽ bị thôn phệ trở thành thiên đạo bù đắp kế hoạch. Cho nên, tương lai hắn có thể chậm rãi tiếp nhận thiên đình thành viên. Trình Lâm tiên tử hỏi. Một cái không có tai họa ngầm thiên đình, lại thêm đạo tử chứng tám. Năm nhậm thiên đạo trước, cái kia một đợt thiên đình trọng lập to lớn khí thế, chẳng khác gì là vì kim quái đánh cái quảng cáo. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới ẩn tàng thiên đình người sống sót, sẽ có một đợt trở về thiên đình triều cường. Thiên đế nhị thế kim quái sắp thành sau cùng người được lợi. Kim quái đảo chủ là thiên đế nhị thế. Tống Thư Hàng đột nhiên nghi hoặc hỏi. Hắn nhớ kỹ, đã từng đồng quái tiền bối tại quần bên trong đề cập tới, hắn trên thần bí đảo thấy qua cũ mới hai cái thiên đế chi mộ tới. Mặc dù đều là y quan trùng. Vì cái gì kim quái đảo chủ vẫn là thiên đế nhị thế? Thiên đế đát đát tử là đời thứ nhất, Tống Thư Hàng hỏi. Ninh ngươi hồ bằng cẩu hữu thiên đế hướng ngươi viễn trình gửi đi một giọt năng lượng, phụ lời, Tống tiền bối, ngươi gọi ta đát. Nhìn,